Vâng, xin kính chào tất cả các thầy cô ở các điểm cầu trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì xin hiện nay thì đã đến thời gian làm việc buổi chiều hôm nay, thì xin phép cho tôi được bắt đầu. Để báo cáo các thầy cô thì đầu tiên thì xin thay mặt tập thể tác giả và tham gia biên soạn sách giáo khoa học chất 12 của bộ sách Cánh Diều xin gửi lời chào cũng như chúc sức khỏe đến tất cả các thầy cô. Và rất vui mừng hôm nay được cùng với các thầy cô trong cái buổi tập huấn buổi chiều ngày hôm nay. Thì báo cáo thầy cô thì theo kế hoạch chúng ta sẽ có từ 13:30 đến 17 giờ để chúng ta có thể triển khai các cái nội dung của buổi hôm nay. Thì báo cáo thầy cô thì nội dung của tôi sẽ gồm có 5 phần. Phần thứ nhất là giới thiệu về chương trình giáo chất ở cấp trung học phổ thông theo chương trình 2018. Thứ hai nữa là giới thiệu sách giáo khoa học chất 12 của bộ sách Cánh Diều, các cái đặc điểm nổi bật, những cái điểm mới cũng như là những cái đặc điểm của cuốn sách để các thầy cô nắm được cái tinh thần, cái nội dung của cuốn sách. Thứ ba là giới thiệu về cái hệ thống tài liệu tham khảo hỗ trợ cho các thầy cô và cả các bạn học sinh trong cái quá trình học tập mà cái nội dung giáo dục chất của lớp 12 theo bộ sách Cánh Diều. Và thứ tư là các cái phương pháp mà biên soạn kế hoạch bài dạy. Trong này thì sẽ trao đổi một số các cái định hướng trong cái việc lựa chọn phương pháp giảng dạy cũng như là xây dựng cái kế hoạch bài dạy trên cơ sở các cái văn bản quy định hiện hành cũng như là phù hợp với các cái yêu cầu cũng như là kiến thức trong cái môn giáo dục chất về khoa học về giáo dục chất. Và cuối cùng là chúng ta sẽ dành một chút thời gian để trao đổi thảo luận, trong đó thì chúng ta sẽ xem một cái video giáo án giảng dạy một tiết học ở lớp 12 và sau đó thì chúng ta sẽ trao đổi thảo luận chia sẻ và các nội dung chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ giải đáp đối với những câu hỏi mà các thầy cô muốn đặt ra. Sau đây thì tôi xin phép bắt đầu vào các cái phần buổi chiều ngày hôm nay. Thì đầu tiên cũng xin dành một chút thời gian giới thiệu thầy cô và tác giả tham gia biên soạn là sách giáo khoa chất của bộ sách Cánh Diều. Thì chúng tôi biên soạn là bộ sách giáo khoa chất lớp 12 bộ sách Cánh Diều thì tiếp nối lớp 10 lớp 11 thì chúng tôi tiếp tục duy trì 4 cuốn theo 4 môn thể thao. Thì sẽ có nhóm tác giả như sau. Thứ nhất là tôi là phó sư tiến sĩ Đinh Quang Ngọc, đang là viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Thao trường Đại học Thăng Ninh, là tổng chủ biên và kiêm chủ biên bộ sách Cánh Diều. Tôi thì đã từng tham gia học tập và đào tạo đại học cử nhân là môn bóng rổ. Tiếp đến thì tôi đào tạo sinh tiến sĩ tại Thượng Hải, Trung Quốc. À, trong cái quá trình biên soạn chương trình đầu chất theo chương trình phổ thông mới năm 2018 thì chúng tôi được tham gia với vai trò là chuyên gia thẩm định chương trình. Và sau này thì trong khi biên soạn các sách giáo khoa chất của Cánh Diều thì chúng tôi cũng tham gia với vai trò tổng chủ biên ở cả ba cấp. Tiếp đến thì có tham gia biên soạn môn bóng rổ thì có sự tham gia của tiến sĩ Đinh Thị Minh Anh, đang là trưởng bộ môn y sinh học thể thao của trường Đại học Thăng Ninh, cũng là một chuyên gia về y học thể thao được đào tạo bài bản từ Nga, từ cấp cử nhân cho đến tiến sĩ, và phụ trách đảm nhiệm các cái nội dung liên quan đến phần kiến thức chung về y học thể thao. Tôi cùng với tiến sĩ Đinh Thị Minh Anh thì có kết hợp với các nhóm tác giả còn lại để biên soạn những sách theo từng môn. Đối với môn bóng đá thì có sự tham gia của phó sư tiến sĩ Trần Đức Dốc, nguyên là hiệu trưởng của trường Đại học Thăng Ninh, cũng là một chuyên gia đầu ngành về bóng đá, và thầy Dũng thì cũng đã biên soạn rất nhiều tài liệu giáo trình, tài liệu hướng dẫn vân vân cho các cái đối tượng trong môn bóng đá. Và phó sư tiến sĩ Trần Đức Dũng thì cũng tham gia biên soạn sách giáo khoa học chất lớp cấp 3 đối với lớp 11 và lớp 12. Tiếp đến là tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, đang là trưởng phòng của trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Tiến sĩ Ngô Thành thì là một trong những thành viên đã trực tiếp tham gia và chắp bút biên soạn những nội dung của chương trình giáo chất năm 2018. Và tiến sĩ Ngô Thành thì cũng tham gia cùng với nhóm tác giả của tôi biên soạn các sách giáo khoa học chất ở các cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Tiếp đến là đối với sách đá cầu thì có sự tham gia của tiến sĩ Mai Thị Bích Ngọc, đang là giám đốc trung tâm thông tin thư viện, phó tổng biên tập tạp chí khoa học đào tạo và huấn luyện thao của trường Đại học Thăng Ninh, cũng là cái đơn vị thường xuyên tổ chức biên soạn cũng như thẩm định đánh giá các sách tài liệu giáo trình tất cả các môn thể thao trong lĩnh vực thể thao. Và tiến sĩ Mai Thị Bích Ngọc thì đồng thời là chủ biên sách giáo khoa chất của Cánh Diều cấp tiểu học và tham gia biên soạn sách ở cả ba cấp.
Tiếp đến là ông Mạc Xuân Tùng đang là trưởng bộ môn đá cầu của Cục Thể thao, đồng thời là phó chủ tịch Liên đoàn đá cầu thế giới, Tổng thư ký Liên đoàn đá cầu Việt Nam, cũng đã tham gia biên soạn sách giáo khoa chất môn đá cầu ở lớp 10, lớp 11 và lớp 12, và có kinh nghiệm cũng như là công tác quản lý cũng như các nội dung liên quan đến giảng dạy các nội dung của môn đá cầu. Tiếp đến là môn cầu lông thì có sự tham gia của thạc sĩ Trương Văn Minh, đang là giảng viên của trường Đào tạo Bắc Ninh, cũng là người đã tham gia trước đây là tham gia thẩm định đánh giá các sách giáo khoa ở cấp lớp 10, lớp 11, và năm nay thì tham gia cùng vừa biên soạn trực tiếp sách giáo khoa rất 12 môn cầu lông. Như vậy có thể thấy là đội ngũ tác giả của tôi thì gồm có 7 người tham gia biên soạn ở bốn cái môn thể thao theo bốn môn và bốn chủ đề thể thao tự chọn xin giới thiệu thầy cô, và đội ngũ tác giả của tôi thì đều là những cái người có chuyên môn sâu trong từng cái môn thể thao cụ thể và cũng đã có kinh nghiệm trong biên soạn sách tài liệu giáo trình, và xin giới thiệu thầy cô. Tiếp theo thì tôi xin phép đi vào cái nội dung chính của buổi ngày hôm nay. Thì có nội dung đầu tiên là xin dành một chút thời gian để giới thiệu về chương trình giáo chất cấp trung học phổ thông năm 2018. Thì như các thầy cô đã biết, do biết là đặc điểm môn giáo dục chất nó có một số đặc điểm quan trọng như sau. Thứ nhất, giáo dục chất là môn học bắt buộc và được thực hiện từ lớp 1 đến lớp 12. Cái này từ năm 2018 và khi bắt đầu áp dụng vào chương trình. Thì trong những năm qua chúng ta đã thấy là môn giáo dục chất đã được Bộ Đào tạo cũng như xã hội rất là coi trọng và đưa nó trở thành một cái môn học bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12 với cái thời lượng tất cả các lớp là 70 tiết, cho thấy cái vai trò ý nghĩa của nó và đã được công nhận và đưa vào trong những nội dung, bởi vì chúng ta biết là giáo dục chất là một trong nội dung vô cùng quan trọng đối với các cái lứa tuổi, đặc biệt là đối với học sinh phổ thông. Nó sẽ hỗ trợ để tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất và qua đó góp phần để giúp cho học sinh tham gia vào học tập hiệu quả và tất cả các nội dung khác. Cái đặc điểm thứ hai, môn giáo dục chất nó góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Chúng ta biết là toàn bộ chương trình năm 2018 là được biên soạn theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, thì giáo dục thể chất là một trong những môn học nó sẽ góp phần phát triển những phẩm chất năng lực đặc thù liên quan đến lĩnh vực giáo dục chất cho học sinh. Thứ ba nữa là nội dung chủ yếu của môn giáo dục chất là rèn luyện các kỹ năng vận động và phát triển tố chất thể lực cho học sinh bằng các bài tập thể chất đa dạng. Đấy, thì chúng ta thấy là tất cả các cái giờ học môn giáo dục chất ở từ lớp 1 cho đến lớp 12 nó là cái sự phối hợp sử dụng đa dạng các cái bài tập thể chất khác nhau, các cái trò chơi, các cái bài tập, các cái kỹ thuật động tác là giúp cho học sinh hình thành rèn luyện các kỹ năng vận động và phát triển tố chất thể lực. Đặc điểm nổi bật thứ tư là xin lỗi đặc điểm thứ tư trong cái môn giáo dục chất đó là gì? Nó được phân chia theo hai giai đoạn. Chúng ta biết là giai đoạn đầu là giai đoạn từ cấp tiểu học đến cấp trung học cơ sở là giai đoạn giáo dục cơ bản, và đến cấp trung học phổ thông của chúng ta hiện nay đó chính là cái giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, tức là giúp cho học sinh định hướng lựa chọn, có những định hướng để lựa chọn cái tương lai cho mình trong một cái lĩnh vực nào đó, trong đó thì giáo dục thể chất cũng sẽ là góp phần tạo ra một cái cơ hội để cho học sinh có thể lựa chọn. Về quan điểm xây dựng chương trình, chúng ta thấy là quan điểm xây dựng chương trình thì chúng ta thấy là trong cái chương trình giáo dục chất năm 2018 theo chương trình phổ thông mới, chúng ta thấy là gì? Khi xây dựng chương trình thì đều dựa vào một số những cái quan điểm như sau. Thứ nhất là trên cái nền tảng lý luận thực tiễn khoa học sư phạm và khoa học về thể dục nào. Tôi thấy là tất cả các nội dung khi lựa chọn xây dựng và sắp xếp trong cái chương trình môn giáo dục chất thì chúng ta thấy là đều được dựa trên các cái lý thuyết về lý luận thực tiễn cũng như khoa học sư phạm về thể thao. Thứ hai, nội dung thì phù hợp với đặc điểm lứa tuổi tâm sinh lý học sinh và quy luật phát triển thể chất của học sinh. Chúng ta thấy các cái nội dung được lựa chọn sắp xếp đều phải tính toán đến đặc điểm lứa tuổi giới tính và các cái quy luật phát triển thể chất của học sinh. Chính vì vậy mà nó có cái độ khó cũng như yêu cầu ngày càng tăng từ lớp 1 cho đến lớp 12. Và trong cái cấp học lớp 12 chúng ta thấy là gì, các cái yêu cầu nó cũng có sự khác biệt và từng lớp nội dung cũng rất là đa dạng và phong phú ngày càng tăng. Thứ ba là chương trình môn giáo dục chất thì nó có tính mở, tạo điều kiện để học sinh và
lựa chọn được các cái hoạt động phù hợp. Đấy, đồng thời là cũng tạo điều kiện cho các nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với cái điều kiện của địa phương, điều kiện của nhà trường. Tôi thấy đây là một cái quan điểm xuyên suốt không chỉ môn Học Chất mà ở tất cả các môn học khác. Đúng không ạ? Cái sách giáo khoa là một trong những tài liệu chủ yếu mang tính gì ạ? Giới thiệu gợi mở định hướng để tạo điều kiện cho giáo viên học sinh phát huy khả năng tư duy sáng tạo để tạo ra các cái nội dung phù hợp với cái lứa tuổi cũng như yêu cầu của chương trình. Về mục tiêu chung của chương trình, chúng ta thấy là chương trình môn Học Chất nó có một số mục tiêu chung như sau. Thứ nhất là giúp học sinh hình thành, phát triển các kỹ năng chăm sóc sức khỏe, kỹ năng vận động và thói quen tập luyện thể thao. Đấy, các kỹ năng về chăm sóc sức khỏe, làm thế nào để có thể khỏe, làm thế nào để tăng cường thể lực, tăng cường thể chất, kỹ năng vận động, thói quen tập luyện của chúng ta. Nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra giúp tôi hiện nay là có một số cái nick nó phải là viết lên cái màn hình, nó sẽ gây nhiễu trong cái việc mà quan sát. Ở cái mục tiêu thứ hai đó là rèn luyện những cái phẩm chất năng lực để trở thành người công dân phát triển hài hòa về thể chất tinh thần, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Thì ta biết là cũng giống như các môn học khác thì nó cũng sẽ góp phần phát triển cái phẩm chất năng lực. Từ những cái yêu cầu chung đối với phẩm chất năng lực của học sinh thì môn Học Chất thông qua các cái phương pháp dạy học, thông qua các bài tập, thông qua hình thức tổ chức dạy học, nó cũng sẽ giúp cho phát triển cái phẩm chất năng lực đó, những phẩm chất năng lực chung cho học sinh. Lát nữa trong chi tiết chúng ta sẽ trao đổi thêm. Thứ ba nữa là nó góp phần phát triển tầm vóc thể lực người Việt Nam, thì cái này rất là rõ ràng và chúng ta thấy là môn Học Chất cho dù trước đây khi chưa thành một cái môn bắt buộc trong toàn bộ chương trình thì chúng ta thấy là nó đã góp phần rất tích cực vào cái việc phát triển phẩm chất, xin lỗi, phát triển tầm vóc và thể lực của người Việt Nam. Và cho đến thời điểm hiện nay khi mà nó đã được coi trọng nhiều hơn và rõ ràng hơn, chúng ta thấy là gì ạ? Giáo dục thể chất là một cái môn học rất quan trọng, nó giúp cho học sinh tăng cường được các hoạt động vận động, hoạt động thể chất, từ đó nó sẽ giúp cải thiện được cái tầm vóc và thể lực của người Việt Nam. Và chúng ta biết qua những cái năm, qua nhiều năm, những mấy chục năm trở lại đây thì chúng ta thấy là cái tầm vóc, chiều cao, thể hình của người Việt Nam cũng đã được tăng lên đáng kể so với trước đây. Chính là nhờ rất nhiều các yếu tố, trong đó có giáo dục. Cái thứ tư nữa là mục tiêu của chủ chương trình giáo dục chất, đó là phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao. Chúng ta biết là các môn thể thao nó có thể tuyển chọn tài năng từ rất sớm, có thể từ lứa tuổi học sinh tiểu học, trung học cơ sở và đến trung học phổ thông thì vẫn còn cái điều kiện để phát hiện cũng như là bồi dưỡng các tài năng thể thao. Và thông qua các cái hoạt động thể chất, thông qua các môn thể thao, các bài tập thể thao thì chúng ta sẽ lựa chọn và xác định được các cái học sinh mà có những cái tài năng, tiềm năng về về thể chất có thể phù hợp với các cái môn thể thao khác nhau để lựa chọn bồi dưỡng trở thành các vận động viên ở các cái cấp độ khác nhau, đặc biệt là có thể tuyển chọn để huấn luyện trở thành đội tuyển quốc gia, đại diện quốc gia tham gia các đại hội thể thao thế giới, vân vân. Đấy là những cái mục tiêu chung. Vậy thì mục tiêu đối với cấp trung học phổ thông thì có những mục tiêu như thế nào? Chúng ta thấy là gì ạ? Nó có một số mục tiêu như sau. Đối với cấp trung học phổ thông, học môn Học Chất nó sẽ giúp cho học sinh lựa chọn môn thể thao thích hợp để rèn luyện phát triển thể chất. Ở lứa tuổi này khi mà các em đã hình thành được, các em đã tự mình biết được các cái nhu cầu sở thích thì các em sẽ gì ạ? Thông qua môn Học Chất, các em sẽ lựa chọn được cái môn thể thao phù hợp. Phù hợp cả với cái điều kiện thể hình, phù hợp cả với sở thích vân vân, để các em có thể gì ạ? Xác định thích và tập luyện, hứng thú tập luyện. Thứ hai nữa là gì ạ? Mục tiêu thứ hai là vận dụng, là giúp học sinh vận dụng được những cái điều đã học để điều chỉnh chế độ sinh hoạt, tập luyện, tham gia tích cực vào động thể thao. Tức là thông qua các kiến thức về 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 dinh dưỡng, các kiến thức chung, đúng không? Các cái chính kiến thức về chế độ sinh hoạt, các cái kiến thức về tập luyện thể thao, vân vân, hay là các cái kiến thức về xây dựng kế hoạch tập luyện, vân vân, nó sẽ giúp cho học sinh hiểu và vận dụng được nó vào trong thực tiễn. Các em sẽ biết điều chỉnh cái chế độ sinh hoạt cũng như là tập luyện và tham gia tập luyện tích cực để có thể tăng cường được cái thể chất và thể lực. Đặc biệt ở cái mục tiêu thứ ba là giúp học sinh có ý thức tự giác, tự tin, trung thực, dũng cảm và có tinh thần hợp tác, thân thiện, thể hiện khát khao vươn lên. Tức là đây là những cái yêu cầu về phẩm chất đối với học sinh trong chương trình phổ thông. Thì cái mục tiêu của chương trình sẽ hướng tới là thông qua các cái bài tập, thông qua các hình thức, phương pháp tổ chức dạy học, giáo viên cũng như là cái môn học nó sẽ trang bị cho học sinh các cái phẩm chất đó: tự giác, tự tin, trung thực, dũng cảm, vân vân, và thể thao, và thể hiện cái khát khao vươn lên trong trong hoạt động tập luyện cũng như trong cuộc sống. Thứ tư nữa là gì ạ? Giúp cho học sinh định hướng được cái tương lai phù hợp với năng lực sở trường, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp, và xây dựng bảo vệ Tổ quốc và hòa nhập quốc tế.
Thì đấy là những cái mục tiêu của cái chương trình giáo dục thể chất ở cấp trung học phổ thông. Thế thì yêu cầu cần đạt là gì? Yêu cầu cần đạt chung của môn giáo dục chất thì chúng ta thấy là gì ạ? Nó sẽ học sinh thông qua cái môn giáo dục chất nó sẽ góp phần hình thành phát triển học sinh các cái phẩm chất chủ yếu và các năng lực chung theo các cái mức độ phù hợp với môn học cấp học đã được quy định trong chương trình tổng thể, tức là trong chương trình đã quy định rất rõ được yêu cầu cần đạt đúng không, với các cái phẩm chất các phẩm chất chủ yếu như là yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm hay là các năng lực cốt lõi như là năng lực chung và năng lực đặc thù, thì thông qua các cái nội dung học tập phương pháp dạy nó sẽ gì trang bị giúp cho học sinh những cái phẩm chất đó. Đấy. Môn giáo dục chất cũng có những nội dung để hỗ trợ học sinh phát triển các cái năng lực phẩm chất này. Đối với yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù ở cấp trung học phổ thông, chúng ta thấy là gì? Nó sẽ giúp hình thành và phát triển năng lực thể chất đặc thù của học sinh. Thì nó có ba cái năng lực mà học sinh sẽ cần phải đạt được, đó là gì? Năng lực chăm sóc sức khỏe, năng lực vận động cơ bản và năng lực hoạt động thể dục thể thao. Đối với năng lực chăm sóc sức khỏe thì nó có ba cái yêu cầu cần đạt. Cụ thể như sau: thứ nhất là phải nhận thức rõ cái vai trò vệ sinh cá nhân, vệ sinh trong tập luyện và thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh trong tập luyện thể thao. Tức là thông qua các cái giờ học, thông qua phần kiến thức chung, cái năng lực chăm sóc sức khỏe này nó sẽ được trang bị vào học sinh thông qua các nội dung ở phần kiến thức chung ở cả ba lớp, lớp 10, lớp 11, lớp 12. Chúng ta sẽ thấy là thông qua các cái nội dung này sẽ giúp học sinh nắm được cái vai trò vệ sinh cá nhân. Đấy, các em sẽ gì ạ? Sẽ phải nắm được, nhận thức được cái vai trò của nó, đồng thời và thực hiện tốt cái việc đó. Thứ hai, các em sẽ biết lựa chọn chế độ dinh dưỡng phù hợp với bản thân trong quá trình tập luyện như là đời sống hàng ngày để bảo vệ tăng cường sức khỏe. Như vậy là gì ạ? Các em sau khi học xong chương trình giáo dục chất ở cấp trung học phổ thông, các em sẽ phải biết lựa chọn hay là biết xây dựng một cái chế độ dinh dưỡng làm sao cho nó phù hợp với bản thân, vừa phù hợp với sở thích nhưng lại phù hợp với hoạt động vận động tập luyện để có thể tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và thứ ba là tích cực tham gia hoạt động tập luyện, rèn luyện sức khỏe và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Có nghĩa là các em sẽ tự không chỉ tự mình tập luyện, mà tự mình chăm sóc sức khỏe mà còn phải hỗ trợ người khác cùng tham gia tập luyện. Thì ngay trong yêu cầu cần đạt bạn nữa cũng thấy đối với từng cấp học, đặc biệt là lớp 12 nó sẽ có yêu cầu cụ thể như vậy. Về năng lực vận động cơ bản, chúng ta thấy là cũng có ba cái yêu cầu cần đạt đối với năng lực vận động cơ bản của học sinh trung học phổ thông. Đó là gì? Đánh giá được tầm quan trọng của hoạt động vận động đối với việc phát triển tố chất thể lực. Tức là các em phải biết được các cái vận động như thế này, nó sẽ có tác động như thế nào đối với sự phát triển của thể lực, và nó có tác động như nào đối với sự phát triển hoạt động của chúng ta. Các em sẽ biết lựa chọn các cái hình thức tập luyện nào phù hợp để hoàn thiện kỹ năng vận động và đáp ứng yêu cầu cuộc sống hiện đại. Như vậy là gì? Các em sẽ phải hiểu được là để phát triển được cái kỹ năng vận động nào thì các em nên chọn các hình thức, các nội dung tập luyện như nào cho nó phù hợp. Và các em sẽ phải biết hướng dẫn giúp đỡ mọi người tập luyện vận động để phát triển các tố chất thể lực. Đối với học sinh, cái yêu cầu này chủ yếu tập trung đối với học sinh lớp 12 đúng không? Bên cạnh cái việc các em thực hiện được thì các em sẽ phải biết hướng dẫn để cho những người khác cùng tập luyện và các em sẽ biết cách giúp đỡ hỗ trợ cho những người đó để tập luyện. Thì đấy là cái yêu cầu về năng lực vận động cơ bản. Đối với năng lực vận động, năng lực hoạt động thể thao cũng có ba cái yêu cầu mà học sinh cần phải đạt được, đó là gì? Cảm nhận được cái vẻ đẹp hoạt động thể thao và thể hiện nhu cầu tập luyện thể thao, tức là thông qua các giờ học thể chất làm thế nào để cho học sinh thấy được hoạt động thể thao nó được như thế nào hay mà nó có tác dụng vai trò lớn như thế nào, và qua đó thì sẽ thể hiện được cái mong muốn, cái nhu cầu của mình trong cái tập luyện, đồng thời sẽ thường xuyên tập luyện thể thao, biết lựa chọn nội dung phương pháp phù hợp để phát triển tố chất thể lực, nâng cao thành tích thể thao. Tức là khi các em lựa chọn một cái môn thể thao nào đó đúng không, bóng rổ, bóng đá, đá cầu hay cầu lông vân vân, thì các em sẽ phải thường xuyên tập luyện nó, và thứ hai là gì, các em sẽ biết lựa chọn các nội dung để phù hợp phát triển với từng cái tố chất vận động cụ thể. Thứ ba là có khả năng giao tiếp, hợp tác mọi người để tổ chức hoạt động thể thao trong cuộc sống, tức là các em sẽ phải biết phối hợp với bạn bè, phối hợp với mọi người trong cái việc mà cùng thực hiện các cái nhiệm vụ hoạt động tập luyện, đồng thời cùng tổ chức các cái hoạt động thi đấu thể thao chẳng hạn, các hoạt động thể thao khác nhau. Đấy, tức là có một cái sự phối hợp với nhau trong cái việc tổ chức các hoạt động thể thao. Thế còn đối với học sinh lớp 12, trên đây là những cái yêu cầu cần đạt chung đối với trung học phổ thông, thì riêng đối với lớp 12 thì có những yêu cầu cụ thể như thế nào? Và đây cũng chính là những cái yêu cầu mà nhóm tác giả tôi sẽ phải bám sát vào
để lựa chọn nội dung và xây dựng các nội dung ở từng cái môn thể thao đưa vào trong cuốn sách để làm sao giúp học sinh đạt được những yêu cầu đó. Thứ nhất là gì ạ? Học sinh phải hướng dẫn được người khác sử dụng các yếu tố tự nhiên và dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe. Các cái nội dung kiến thức kỹ thuật động tác mới được đưa vào trong trong sách giáo lớp 12, ví dụ như chọn một môn bóng rổ mà ở lớp 12 đều sẽ phải đưa vào thêm những cái nội dung kỹ thuật động tác mới, thì chúng tôi sẽ phải đan xen đưa vào các cái kỹ thuật động tác thể thao đã được học tập ở các lớp học trước, đan xen tập luyện cùng với các nội dung ở lớp này để làm sao giúp các em có thời gian ôn luyện tập luyện để nâng cao sử dụng một cách thuần thục các cái kỹ thuật chiến thuật đó để vận dụng vào trong thực tiễn. Thì chúng ta biết là gì ạ? Thể thao thì chúng ta thấy có nhiều cái kỹ thuật động tác mang tính cơ bản, nó sẽ không phải học theo hình thức cuốn chiếu đó, mà nó sẽ được lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc là vận dụng trong các tình huống khác nhau, trong các chiến thuật khác nhau, hoặc là kết hợp đan xen với các kỹ thuật động tác khác nhau. Chính vì vậy là gì ạ? Nó sẽ có sự đan xen trong đó. Vì vậy một sách lớp 12 thì chúng thấy là sẽ có các cái nội dung hoặc là các cái yêu cầu đòi hỏi học sinh sẽ phải bên cạnh học các kỹ thuật động tác mới, chiến thuật mới thì sẽ ôn luyện các kỹ thuật chiến thuật động tác cũ để thực hiện được cái yêu cầu cần đạt này. Thứ năm đó là gì ạ? Học sinh sẽ phải có khả năng quan sát, điều chỉnh, sửa sai động tác trong tập luyện và thi đấu. Thì cái này chúng ta thấy là xuyên suốt toàn bộ cái quá trình học tập ở môn giáo dục chất từ cấp học trước, đúng không ạ? Tất cả các cấp học trước thì học sinh cũng sẽ đều phải có một cái yêu cầu là biết quan sát, biết điều chỉnh, sửa sai động tác trong tập luyện và thi đấu. Tất nhiên là gì? Đối với lớp 12 thì các cái kỹ thuật chiến thuật, các cái nội dung, các động tác kỹ thuật nó sẽ khác và nó yêu cầu cao hơn rất nhiều. Chính vì vậy thì cái yêu cầu đối với cái khả năng này cũng sẽ vẫn tiếp tục được duy trì. Thứ sáu đó là gì? Học sinh phải biết lập kế hoạch tập luyện môn thể thao yêu thích. Như vậy trong cái nội dung kiến thức ở lớp 12 chúng ta sẽ phải hướng dẫn cho học sinh cái cách thức những cái cách thức cơ bản nhất để các em có thể lập một cái kế hoạch tập luyện yêu thích cho mình. Có thể là kế hoạch tập luyện hàng ngày, kế hoạch tập luyện theo tuần, kế hoạch tập luyện dài hạn, vân vân. Thứ bảy nữa là gì? Thể hiện được cái năng khiếu về môn thể thao lựa chọn trong học tập và thi đấu. Tức là các em sẽ phải rèn luyện tích cực để làm sao thể hiện được cái năng khiếu, bởi vì đây là cái môn các em yêu thích và các em lựa chọn thì sẽ phải thể hiện được cái năng khiếu của mình bằng việc là địa thực hiện tốt hoặc là có thành tích tốt trong việc tập luyện thi đấu cái nội dung của môn thể thao này. Và thứ tám là phát triển thể lực và thành tích trong thi đấu. Tức là trải qua cái quá trình học tập thì các em sẽ phải tăng dần về thể lực. Nếu mà kiểm tra ở các cái giai đoạn khác nhau chúng ta thấy là thể lực học sinh sẽ phải tăng lên và thành tích thi đấu ở cái môn thể thao tự chọn này nó cũng sẽ được nâng lên và các em sẽ phải đạt được cái tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định của bộ. Đấy, và của bộ. Và tiếp đến là gì ạ? Cái yêu cầu tiếp theo nó là gì ạ? Học sinh sẽ phải tích cực tham gia công tác trọng tài, điều khiển các trận thi đấu nhằm nâng cao hiệu quả học tập và rèn luyện. Chúng ta thấy là gì ạ? Đối với lớp 12 các em sẽ phải biết điều khiển các trận đấu. Chính vì vậy mà trong cái nội dung kiến thức ở sách lớp 12 chúng ta thấy là gì sẽ có các nội dung hướng dẫn về phương pháp trọng tài. Đúng rồi, với một môn số môn thể thao thì sẽ đòi hỏi phải hướng dẫn cả về cái phương pháp di chuyển ví dụ như trong bóng rổ, bóng đá đúng không? Các cái kỹ hiệu động tác mà trọng tài phải thường sử dụng trong cái quá trình điều hành các trận thi đấu vân vân thì sẽ được trang bị ở trong sách lớp 12 cho học sinh. Tiếp đến là gì? Học sinh sẽ thể hiện được ý thức tự giác, tinh thần tập thể, đoàn kết giúp đỡ nhau trong tập luyện và thi đấu. Thì đây cũng là một trong những cái yêu cầu cần đạt về phẩm chất đối với cả học sinh ở các cái lớp học khác nhau, và trong đó thì lớp 12 sẽ tiếp tục duy trì yêu cầu học sinh sẽ phải cảm nhận được vẻ đẹp của hoạt động thể thao và thể hiện được cái nhu cầu tập luyện hàng ngày. Đấy, nó thấy là gì, các em sẽ phải thấy được cái môn thể thao ý nghĩa vai trò của nó, cái tính đẹp của nó trong cái quá trình tập luyện và thể hiện được cái nhu cầu đối với tập luyện môn thể thao đó. Thể hiện sự ham thích, đam mê thể thao trong sinh hoạt tập luyện và cuộc sống hàng ngày. Thì đấy là những cái yêu cầu cần đạt đối với học sinh lớp 12. Và trên cơ sở này thì cái nội dung sách giáo khoa lớp 12 nó có những nội dung như thế nào? Chúng ta thấy là gì? Sách giáo khoa lớp 12, bộ sách Cánh Diều chúng tôi biên soạn thì nó gồm có 4 cuốn theo 4 môn thể thao, nhưng cái cấu trúc nội dung thì nó bao giờ cũng gồm có hai phần, phần kiến thức chung và phần thể thao tự chọn. Trong đó ở phần kiến thức chung thì dùng chung một cái chủ đề là sử dụng các yếu tố tự nhiên dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất. Thứ hai là các cái môn thể thao tự chọn thì gồm có 4 môn với các cái trò chơi vận động tham ở trong cái môn thể thao đó, đó là gì, bóng rổ, bóng đá, đá cầu và cầu lông. Đấy, phần thứ hai thì tôi muốn giới thiệu chi tiết hơn đối với các thầy cô
về cái nội dung sách giáo khoa chất 12 của bộ sách cánh diều. Thì cụ thể ở trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu một số cái nội dung sau. Thứ nhất là các quan điểm biên soạn của nhóm tác giả khi mà biên soạn sách giáo khoa chất 12 của bộ sách cánh diều. Thứ hai là những mục tiêu của cuốn sách được xác định trên cơ sở nào và đó là những mục tiêu gì. Thứ ba là những đặc điểm nổi bật nhất của cuốn sách đó là gì, bản chất là gì ạ. Chúng ta sẽ trao đổi để nắm rõ được cái đặc điểm đặc thù cũng như là cái nội dung mà chúng ta cần biết về cái nội dung sách giáo khoa chất ở lớp 12 của sách cánh diều. Thứ tư sẽ là các cái yêu cầu về phương pháp dạy học trong cái môn giáo dục chất thì như thế nào và chúng ta sẽ lựa chọn ra sao trong quá trình chúng ta giảng dạy môn giáo dục chất. Và cái thứ năm sẽ đánh giá kết quả học tập của học sinh, các cái quy định về đánh giá hiện nay và nó là như thế nào để các thầy cô có thể nắm được. Thì sau đây sẽ đi vào phần thứ nhất là cái quan điểm biên soạn sách giáo khoa chất 12 của sách cánh diều. Thì cái quan điểm xuyên suốt của chúng tôi khi tham gia biên soạn sách giáo khoa của cánh diều đó chính là gì ạ? Đó là bám sát cái quan điểm xây dựng chương trình, có sự thống nhất giữa quan điểm xây dựng chương trình với xây dựng nội dung sách giáo khoa. Có nghĩa là gì ạ? Chúng tôi vẫn dựa trên các cái nền tảng về lý luận thực tiễn, khoa học về sư phạm, khoa học về thể thao để lựa chọn xác định các nội dung xây dựng vào trong cuốn sách. Nội dung của sách thì sẽ phải được tính toán để phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, tâm sinh lý của học sinh ở lớp 12. Và thứ ba nữa là nội dung hình thức thì phải mang tính mở, gợi mở, tạo điều kiện để cho giáo viên học sinh sáng tạo lựa chọn trong quá trình giảng dạy và học tập. Ta thấy là diện gợi mở để làm sao để cho phát huy cái khả năng tư duy của giáo viên cũng như là của học sinh, đúng không? Bởi vì dung lượng mỗi một cuốn sách thì nó sẽ không có nhiều, đặc biệt với môn giáo dục chất là một cái môn mà diện có sự tổng hợp hài hòa của rất nhiều các loại bài tập thể chất khác nhau, vô cùng đa dạng. Nếu mà chúng ta đưa hết vào trong sách thì sẽ không bao giờ là đủ, đúng không? Chính vì vậy mà phải gợi mở và tạo điều kiện cho giáo viên học sinh phát huy. Thứ tư là gì ạ? Cấu trúc sách trình bày thì phải đảm bảo tính khoa học, phù hợp với quan điểm xây dựng chương trình và đặc biệt là phải đáp ứng được cái yêu cầu của Bộ Giáo dục Đào tạo, tức là cái nội dung, cái khung cấu trúc nó sẽ phải đáp ứng được yêu cầu của Bộ Giáo dục Đào tạo. Phần thứ hai đó là mục tiêu của sách giáo khoa học chất lớp 12, bộ sách cánh diều. Thì chúng ta thấy là gì ạ? Chúng tôi sẽ trang bị các cái trong cuốn sách, nó sẽ trang bị cho học sinh các cái kiến thức giúp học sinh hướng dẫn người khác sử dụng những yếu tố tự nhiên, không khí, nước, ánh sáng và các dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe phát triển nhất. Tức là trong cái phần sách lớp 12 sẽ phải làm sao giúp cho học sinh biết được các cái nội dung sử dụng các yếu tố tự nhiên như thế nào và hướng dẫn cho người khác như thế nào để thực hiện. Trên cơ sở các cái kiến thức trang bị trong cuốn sách đó thì học sinh sẽ dễ dàng hướng dẫn người khác thực hiện theo để có thể rèn luyện sức khỏe phát triển nhất. Mục tiêu thứ hai là gì ạ? Mục tiêu thứ hai là trang bị những kiến thức cơ bản, một số kỹ năng vận động trong môn thể thao tự chọn và phát triển thể lực học sinh. Đấy. Trong phần này là chúng ta thấy là gì? Các cái kiến thức cơ bản, các cái kỹ năng vận động của cái môn thể thao tự chọn sẽ được trang bị tiếp tục vào trong các nội dung trong các bài học của cuốn sách trên cơ sở yêu cầu của nó. Mục tiêu thứ ba là trang bị một số kiến thức về vai trò ảnh hưởng của môn thể thao tự chọn đối với sức khỏe, xã hội cũng như là các điều luật, các một số quy định trong các môn thể thao. Ở đây là toàn bộ các phần mang tính gọi là lý thuyết, đúng không ạ? Các phần kiến thức để giúp cho học sinh làm sao hiểu được cái ảnh hưởng, cái vai trò và ảnh hưởng của môn thể thao đối với xã hội, đối với sức khỏe. Và vẫn tiếp tục giới thiệu gì ạ? Mục tiêu là giới thiệu thêm các cái điều luật, các cái quy định để cho học sinh khi mà tham gia tập luyện và thi đấu cái môn thể thao tự chọn này, các em có thể vận dụng nó vào trong trong thực tiễn thi đấu. Thứ tư là giúp hình thành phát triển những phẩm chất thói quen quan trọng của học sinh, nếp sống lành mạnh, các phẩm chất như là tự giác, tinh thần tập thể, đoàn kết, vân vân, thể hiện sự yêu thích kỹ năng môn thể thao lựa chọn, vân vân. Thì các cái yêu cầu cần đạt, mục tiêu của sách giáo khoa rất 12 cánh diều là giúp học sinh hoàn thiện thực hiện được các cái yêu cầu cần đạt đối với học sinh lớp 12 khi học tập môn giáo dục chất. Phần thứ ba là một phần mà tôi nghĩ là quan trọng nhiều hơn. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn để trao đổi chi tiết đối với thầy cô. Đó là đặc điểm nổi bật của sách giáo khoa chất 12 bộ sách cánh diều. Đấy. Thì nó có mấy cái đặc điểm nổi bật như sau. Là về cấu trúc. Cấu trúc của sách thì có những đặc điểm nổi bật nhất định. Nội dung sách thì viết theo hướng phẩm chất, phát triển phẩm chất và năng lực. Kiến thức thì giới thiệu theo hướng giúp gợi mở và phát huy tính chủ động sáng tạo. Nội dung thì thể hiện rõ cái tính tích hợp và phân hóa đáp ứng yêu cầu quy định của bộ. Thứ năm nó là các cái chủ đề nội dung trong sách thì phải đảm bảo yêu cầu đổi mới trong đánh giá và hình thức trình bày sách đẹp,
cân đối khoa học và phù hợp. Thì đây là những đặc điểm của website. Thì sau đây tôi sẽ đi vào chi tiết và lấy các cái ví dụ để minh họa cho những nội dung đó và để các thầy cô hiểu rõ hơn về nội dung của cuốn sách. Thứ nhất là về cấu trúc, nó đảm bảo tính khoa học, logic và rõ ràng. Cụ thể như thế nào? Tôi thấy là gì? Cấu trúc của sách thì gồm có hai phần là cấu trúc chung và cấu trúc từng bài học. Về cấu trúc chung là cả bốn cuốn bóng rổ, bóng đá, cầu lông và đá cầu thì đều có chung một cái cấu trúc, đó là gì? Gồm hai phần kiến thức chung, phần thể thao tự chọn, đúng không ạ? Trong đó kiến thức chung thì có một chủ đề, sử dụng yếu tố tự nhiên và dinh dưỡng để phát triển các tổ chất thể lực và sức khỏe và phát triển thể chất. Thứ hai là phần thể thao tự chọn thì chúng thấy là gì? Chúng tôi biên soạn bốn môn bóng rổ, bóng đá, đá cầu, cầu lông. Thì mỗi một môn học thì nó sẽ cái cấu trúc là gồm 8 bài. Thì có thể phân ra thành 3 hay là 4 chủ đề, nhưng tổng số lượng duy trì đó là 8 bài cho mỗi một cái bài học, cho mỗi một cái phần thể thao tự chọn. Đầu và phần cuối của cái cuốn sách chúng tôi có đưa vào phần danh mục chữ viết tắt ký hiệu đúng không? Cũng như bảng giải thích thuật ngữ. Mục đích là gì? Để cho giáo viên và học sinh cũng như về phụ huynh học sinh hay những người khác khi tham khảo cuốn sách sẽ có một cái sự hiểu thống nhất, hiểu đúng về các cái nội dung kiến thức ở trong sách. Và điều này vô cùng quan trọng trong đặc biệt đối với giáo viên học sinh, khi mà hiểu đúng đủ đúng các cái nội dung về thuật ngữ cũng như là các cái ký hiệu để có thể quan sát các cái hình ảnh cũng như là các cái phần phân tích giới thiệu ở trong sách thì nó sẽ giúp cho dễ dàng hơn nhiều trong cái việc mà tổ chức học cũng như tập của giáo viên học sinh. Về cấu trúc bài học chúng ta thấy là gì ạ? Trên cơ sở là mỗi một phần thể thao tự chọn sẽ có 8 bài đúng không? Trừ cái phần gọi là kiến thức chung ra thì phần thể thao tự chọn sẽ gồm có các cái bài 8 bài và mỗi bài thì nó cấu trúc theo 4 phần. Đó là phần mở đầu, phần kiến thức mới, phần luyện tập và phần vận dụng. Đây cũng là cái cấu trúc theo quy định của bộ, đó là gì? Nó sẽ đảm bảo một bài học sẽ gồm các cái phần như vậy. Trong đó ta thấy là gì ạ? Ở phần mở đầu thì chúng tôi sẽ xác định ngay cái yêu cầu cần đạt khi bước vào mỗi bài học, đó là gì? Xác định rõ cái mục tiêu yêu cầu cần đạt của bài học. Nó lưu ý đây là của một cái bài học, đó là mục tiêu yêu cầu cần đạt. Ví dụ như ở đây cái bài đầu tiên là gì? Vai trò ảnh hưởng của môn bóng rổ đối với sức khỏe và xã hội, lập kế hoạch tập luyện bóng rổ. Thì với cái bài này thì cái mục tiêu cần đạt là gì thì sẽ xác định ngay đây. Đấy, cái việc xác định đây nó sẽ giúp cho học sinh có định hướng ngay khi bắt đầu vào mỗi một bài học là sẽ cần phải làm gì, đúng không? Thì đấy là cái cấu trúc ở cái phần mở đầu, gồm có mục tiêu còn đạt được xác định ngay từ đầu. Dưới phần mục tiêu còn đạt nó sẽ là đến phần khởi động. Nhưng trong phần khởi động thì lại gồm có phần khởi động chung và khởi động chuyên môn. Thì nội dung ở phần khởi động chuyên môn là một cái cấu trúc cũng giới thiệu mang tính lượng. Đấy. Ta thấy là gì? Trong phần mở đầu ngoài mục tiêu là sẽ có phần khởi động chung và phần khởi động chuyên môn. Ở đây chúng ta sẽ thấy có những đặc điểm nó khác so với những cái sách ở các lớp học trước đây. Đó là gì? Phần khởi động sẽ không có cái hình vẽ mô tả nữa mà chỉ gần giới thiệu các cái tên các nội dung, bởi vì học sinh cũng đã được học cũng như là gì? Nó rất dễ trong cái việc nhận biết, nhận thức các cái nội dung ở khởi động. Đấy, thì ở tất cả các môn thể thao ở các cả bốn cuốn thì cái cấu trúc của phần mở đầu nó sẽ đều được cấu tạo như vậy. Ở phần thứ hai là phần kiến thức mới, chúng ta thấy là gì ạ? Trong các bài học ở sách giáo khoa chất lớp 12, ở phần kiến thức mới sẽ đưa vào ba cái nội dung như là vai trò ảnh hưởng, thứ hai là giới thiệu về các kỹ thuật chiến thuật lập kế hoạch vân vân, thứ ba là các điều luật, các phương pháp tổng đài. Đấy, thì ở cái phần kiến thức mới nó sẽ bao gồm các nội dung như vậy. Tất nhiên không phải mỗi một bài đều bao gồm tất cả các nội dung đó mà đan xen. Đấy, có những bài trao đổi một nội dung, có những bài có thể kết hợp hai nội dung. Thế thì về vai trò ảnh hưởng thì nó sẽ giới thiệu về vai trò ảnh hưởng môn thể thao tự chọn đối với sức khỏe xã hội. Cái này sẽ có ngay ở bài đầu tiên. Đấy, ngay bài đầu tiên. Thứ hai nữa là gì? Phần kỹ thuật chiến thuật hay là phần lập kế hoạch thì chúng ta sẽ thấy là gì? Trong phần này nó có sự phối hợp sử dụng những kênh hình và kênh chữ để mô tả. Ví dụ đối với kỹ thuật chiến thuật thì sẽ dùng các cái hình ảnh kỹ thuật này, các cái sơ đồ để mô tả cũng như là các cái phần phân tích kỹ thuật động tác, làm rõ các cái giai đoạn, các cái chuyển động hay là mô tả bằng hình vẽ các cái đường di chuyển chiến thuật vân vân, và cũng như là kết hợp giữa cái phần trình bày để giới thiệu về phương pháp lập kế hoạch tập luyện cho cái môn thể thao tự chọn đó. Và thứ ba đó là các cái điều luật và phương pháp trọng tài. Các điều luật và phương pháp trọng tài thì sẽ được chọn lọc giới thiệu, giống như các lớp học trước thì chúng tôi sẽ lựa chọn giới thiệu những cái điều luật cơ bản đơn giản nhất. Đấy. Tuy nhiên là gì ạ? Sẽ giới thiệu cho học sinh để học sinh có thể gì ạ? Biết cách thức
thực hiện những phần đó. Đặc biệt ở lớp 12 thì có thêm một phần nữa, đó là gì ạ? Phần phương pháp trọng tài. Đấy, phương pháp trọng tài sẽ được giới thiệu ở trong này để xem là trọng tài sẽ phải di chuyển như nào, các cái ký hiệu ra sao, vân vân. Trong phần kiến thức mới thì chúng ta thấy là chúng tôi vẫn có duy trì một cái nội dung rất quan trọng, đó chính là xác định các cái điểm cần chú ý khi thực hiện một kỹ thuật động tác mới. Đây cũng là một trong những căn cứ vô cùng quan trọng để chúng ta sẽ xác định được, thứ nhất là giúp học sinh dễ dàng trong việc đánh giá xem là mình đã thực hiện hay là bạn học đã thực hiện được đúng các cái kỹ thuật giai đoạn hay chưa, và nó cũng là một cái căn cứ để cho giáo viên cũng như học sinh xác định các cái sai lầm, những cái lỗi sai để có thể dựa vào đó sửa chữa các cái lỗi sai khi học sinh thực hiện kỹ thuật đào tạo. Thì trong phần kỹ thuật hay trong phần chiến thuật chúng ta đều có cần chú ý này. Thì đây là một trong những điểm nổi bật của những cuốn sách và ở cái phần kiến thức mới. Đây là cái nội dung về lập kế hoạch, chúng ta sẽ thấy là gì, đưa ra một cái trình tự, giới thiệu cho học sinh biết cách cách thức cái trình tự để xây dựng một cái kế hoạch tập luyện cái môn thể thao tự chọn như thế nào. Cấu trúc thứ ba trong cấu trúc bài học đó là phần luyện tập, thì sẽ có hai nội dung chính. Một là các bài tập luyện tập. Các bài tập luyện tập thì chúng ta vẫn thấy rằng là chúng tôi giới thiệu theo nhóm và theo phần kiến thức mới. Tức là phần kiến thức mới có những nội dung kỹ thuật động tác nào, chiến thuật nào thì tương ứng với nó sẽ có nhóm bài tập để rèn luyện kỹ chiến thuật ở cái phần đó. Tiếp theo là có giới thiệu các cái bài tập bổ trợ phát triển thể lực ở gần cuối, đúng không ạ? Ngoài các bài tập để rèn luyện theo các cái nội dung kỹ thuật giới thiệu ở phần kiến thức mới thì sẽ có những bài tập mang tính bổ trợ để phát triển cái tố chất thể lực, nhưng nó cũng lại phù hợp và hỗ trợ cho cái việc học tập các nội dung kiến thức ở phần kiến thức mới. Để tôi lấy ví dụ như là trong trong môn bóng đá đúng không ạ? Phần kiến thức mới nó có gì ạ? Kỹ thuật đá bóng lừa này, kỹ thuật đá bóng bằng mũi bàn chân. Đây là hai nội dung kiến thức mới ở trong một cái bài học môn bóng đá. Thế thì tương ứng với nó ở bên phần luyện tập nó sẽ có gì ạ? Các kỹ thuật đá bóng lừa này, tức là xin lỗi, các nhóm bài tập để rèn luyện kỹ thuật đá bóng lừa này, các nhóm bài tập để rèn luyện các kỹ thuật đá bóng bằng mũi bàn chân. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái nhóm là bài tập phát triển tố chất thể lực, và đây là cái bài tập phát triển tố chất thể lực để hỗ trợ cho việc tập luyện hai kỹ thuật động tác ở trên. Đấy. Tiếp đến thì trong cái cấu trúc của phần luyện tập nó sẽ có phần là phần trò chơi vận động. Thì trò chơi vận động thì thông thường là chúng tôi giới thiệu hai cái trò chơi đại diện cho hai nhóm, một là trò chơi sử dụng kỹ thuật động tác mới và thứ hai là trò chơi phát triển các tố chất thể lực liên quan. Đấy, tức là dùng ngay kỹ thuật động tác của cái kỹ thuật mới để xây dựng thành trò chơi. Coi như là kỹ thuật sút bóng đá bóng bằng sút bóng bằng mu chính diện này, ví dụ thế, hay là đá bóng bằng vân vân, chúng ta sử dụng ngay cái kỹ thuật động tác đó để xây dựng thành cái trò chơi và vận dụng ngay cái kỹ thuật động tác vào trong trò chơi. Các cái trò chơi phát triển tố chất thể lực, tức là mỗi một kỹ thuật động tác này đòi hỏi cái tố chất thể lực nào để hỗ trợ cho nó, thì các cái trò chơi này cũng sẽ tính toán để giới thiệu hỗ trợ cho cái việc học tập kỹ thuật động tác mới. Cấu trúc thứ tư trong cấu trúc bài học đó là phần vận dụng. Phần vận dụng thì gồm có hai nhóm nội dung được đưa vào, đó là giới thiệu và gợi ý các nội dung đánh giá kiến thức của học sinh sau khi hoàn thành bài học, và giới thiệu định hướng nội dung vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Chúng ta sẽ thấy là gì, ở trong phần vận dụng thông thường nó sẽ có ba cái ý ở trong phần vận dụng, nhưng nó sẽ gồm có hai nhóm. Ví dụ ở đây chúng ta thấy là trong ví dụ đầu tiên phần vận dụng, cái ý một là gì, em hãy phân biệt vị trí các cầu thủ trên sân trong thi đấu, thì đây là một trong những gì phần giới thiệu gợi ý về nội dung đánh giá, đúng không? Đánh giá kiến thức học sinh, hãy nêu và thực hiện cái trình tự xử lý ra ký hiệu bài khi có phạm lỗi trong môn rổ 5 người, thì đây chính là gì, cái phần gợi ý các nội dung đánh giá. Thế còn cái ý cuối cùng sẽ là gì, gợi ý hay là giới thiệu định hướng cái nội dung vận dụng kiến thức vào trong thực tiễn. Ví dụ như là bài này là vận dụng kiến thức về phương pháp trọng tài vào điều khiển các trận đấu tập cũng như là thi đấu cho môn bóng rổ. Hay là gì, ở phần dưới là nêu sự khác biệt về vị trí đứng trên sân vận động viên trong thi đấu đồng đội và thi đấu đôi của cái môn môn cầu lông, đúng không? Là thảo luận nhóm về bài tập hoàn thiện
thuật đánh cầu, vân vân. Thì đây là gì? Đây là định hướng cái nội dung gì? Đánh giá kiến thức học sinh. Và thứ ba là vận dụng kiến thức đánh đánh đầu ở kỹ thuật đá đá cầu vào đã học vào trong tập luyện và thi đấu. Thì đây là cái xin lỗi, đây là nội dung vận dụng kỹ thuật của môn đá cầu trong quá trình tập luyện thi đấu và cũng như là rèn luyện sức khỏe hàng ngày. Thì đấy là cái cấu trúc của một cái phần vận dụng gồm có hai nhóm nội dung vậy. Đặc điểm nổi bật thứ hai đó là sách giáo khoa học rất 12 nó được biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh theo đúng yêu cầu cần đạt, đúng không ạ? Yêu cầu của chương trình. Thì thông qua mỗi một cái phần thì chúng tôi sẽ đưa vào các nội dung để giúp học sinh phát triển phẩm chất năng lực theo yêu cầu cần đạt của chương trình. Cụ thể như là đối với phần kiến thức chung sẽ đưa vào các nội dung kiến thức giúp học sinh hướng dẫn được người khác sử dụng các yếu tố tự nhiên và dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất. Đấy, còn phần thể thao tự chọn thì các em chọn bất kỳ môn nào, đúng không? Bóng rổ, bóng đá, đá cầu hay cầu lông, thì các em cũng sẽ được trang bị các cái kiến thức gì ạ? Ở cái môn thể thao đó, cụ thể là gì, các điều luật. Đấy, các em có thể thực hiện đúng thành thục các cái kỹ năng, xin lỗi, thành thục các kỹ thuật chiến thuật cơ bản, là những cái kỹ thuật mà đã được học và sẽ được tiếp tục bồi dưỡng rèn luyện ở trong cái năm học này. Biết lập kế hoạch tập luyện môn thể thao tự chọn, môn thể thao yêu thích, tích cực tham gia công tác trọng tài. Ở trên cơ sở trang bị về phương pháp, về luật sẽ tích cực tham gia công tác trọng tài, tự giác tập trong tinh thần tập thể hay đoàn kết, các cái phẩm chất cũng sẽ được tiếp tục được duy trì, được bồi dưỡng đấy, ở trong này. Và các em gì ạ, biết thể hiện được cái sự ham thích, đam mê thể thao và đạt được cái tiêu chuẩn đánh giá thể lực theo quy định của bộ. Thì đấy là các cái phần này nó sẽ giúp phát triển cái phẩm chất ở theo cái yêu cầu cần đạt của chương trình đối với học sinh lớp 12. Đặc điểm nổi bật thứ ba cũng là một đặc điểm mà rất là quan trọng, có thể nói là một trong những đặc điểm quan trọng nhất của cuốn sách, đó là diện sách viết theo hướng giới thiệu gợi mở để phát huy khả năng tư duy sáng tạo chủ động của cả giáo viên và học sinh. Nên thấy là diện trong phần luyện tập, các bài tập luyện tập và trò chơi vận động thì chúng tôi giới thiệu, thứ nhất là các bài tập giới thiệu theo mục đích tập luyện, thứ hai là giới thiệu theo có giới thiệu gợi ý các cái hình thức tổ chức tập luyện. Đấy, và như vậy có thể thấy là gì, các cái bài tập giới thiệu trong sách nó sẽ giúp nâng cao hiệu quả học tập kiến thức mới của học sinh. Và cái thứ hai là gì, học giáo viên học sinh có thể trực tiếp dùng các bài tập này hoặc có thể gì, tạo ra các bài tập mới. Đấy, bằng việc là gì, xác định mục đích của bài tập và định hướng nhiều hình thức tổ chức tập luyện khác nhau, nó sẽ giúp cho giáo viên học sinh sẽ phát triển được các bài tập trong sách để tạo thành nhiều các bài tập khác đa dạng với cùng mục đích. Đấy, tôi lấy ví dụ trong một bài học ở môn bóng rổ, kỹ thuật quay người và kỹ thuật dẫn bóng quay người. Thì bài 1 trong cái chủ đề này đó là kỹ thuật quay người và kỹ thuật tại chỗ dẫn bóng quay người. Thế thì tôi lấy ví dụ ở cái hình 7. Đấy là sơ đồ tập luyện tại chỗ dẫn bóng quay người với chướng ngại vật và người phòng thủ. Đấy, thì trong đó ở đây là với chướng ngại vật, chúng ta thấy nhìn vào hình, ví dụ như hình A, chúng ta thấy đây là một bài tập theo cặp, đúng không? Một bài tập theo cặp, theo hình ảnh này là bài tập theo cặp hai người, một cặp tập luyện với cặp. Thế thì với một cái bài tập ở đây, chúng ta nhìn vào cái phần phân tích ở bằng chữ ở trên và cái hình ảnh, chúng ta thấy là gì, bản chất của cái bài tập này đó là gì, rèn luyện cho học sinh cái kỹ thuật lấy cọc làm mốc, đúng không? Rèn luyện kỹ thuật dẫn bóng quay người. Đấy, đứng tại chỗ dẫn bóng quay người. Thế thì bài tập này được định hướng ở trong kia là gì, có thể tập luyện theo theo cặp, theo cá nhân, theo cặp hoặc theo nhóm. Có nghĩa là với một cái bài tập người cầm bóng đứng đối diện với cặp và thực hiện kỹ thuật, có thể thực hiện theo hình thức là cá nhân, mỗi cá nhân có thể tập luyện. À, chúng ta cũng có thể tập luyện theo cặp như này, và chúng ta cũng có thể tập luyện theo nhóm, có thể dàn hàng ngang ra ra thực hiện, đúng không? Hoặc chúng ta có thể xếp các cái cọc mốc nối tiếp nhau để chúng ta thực hiện qua hết cọc mốc này thì sẽ tiếp tục đến cọc mốc khác và thực hiện tiếp lần tiếp theo. Thì như vậy là gì, với cái cách thức gợi ý như này, chúng ta sẽ từ một cái bài tập này có thể biến đổi thành 3, 4, 5, thậm chí nhiều hơn các bài tập theo các cái sơ đồ, theo số lượng người tập khác nhau. Thì đấy là cách mà chúng tôi gợi mở, đúng không? Ví dụ môn bóng rổ hay cho môn môn bóng đá cũng như vậy. Chúng ta thấy là trong cái sơ đồ của hình 3, đây là cái gì ạ? Sơ đồ tập luyện phối hợp tung bóng tại chỗ đánh đầu bằng trán sang hai bên trái phải. Thế thì nhìn vào đây chúng ta thấy đây là một bài tập theo nhỏ, bài tập theo nhóm. Nhưng mà cái nhóm này thì chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh để làm sao mà thay đổi các hình thức tập cho nó không bị nhàm chán. Ví dụ như là gì ạ, chúng ta thay vì có hai người đứng cố định phục vụ cho gì ạ, cho một nhóm tập luyện hai người phục vụ,
hay là hai người hỗ trợ đứng tung bóng, thì chúng ta thành ba nhóm đúng không, ba nhóm với số người tương đương nhau chẳng hạn, hai nhóm có bóng tung đúng không, à, đánh đầu tung, thì còn lại nhóm còn lại là gì, thực hiện, sau đó thì chúng ta sẽ thay đổi di chuyển vị trí cho nhau để đổi vị trí và tập luyện, và như vậy là tất cả các cái học sinh đều có thể tham gia ở các vị trí khác nhau. Đấy. Như vậy là gì, chúng ta có thể thay đổi cách thức, thay đổi sơ đồ, chúng ta sẽ biến đổi một cái bài tập này thành rất nhiều bài tập khác nhau. Trong môn đá cầu cũng vậy, môn cầu lông cũng vậy đúng không ạ, chúng ta sẽ thấy là gì, các cái cách thức mà chúng tôi biên soạn là gì ạ, thông qua cái kênh hình, thông qua kênh hình và kênh chữ sẽ mô tả để làm rõ được cái mục đích và cách thức thực hiện một bài tập cụ thể, nhưng nó sẽ gợi ý để giáo viên học sinh có thể gì ạ, nghĩ ra các bài tập với mục đích tương tự. Đấy, và ngay trong mỗi một cái bài tập sẽ xác định xem là một bài tập đó có thể tập luyện theo hình thức nào. Ví dụ một bài tập có thể tập luyện theo hình thức cá nhân, theo cặp, theo nhóm, ba hình thức đó ít nhất chúng ta đã có thêm gì ạ, có thêm ba cái bài tập. Đấy, nhưng mà nếu các bài tập theo theo nhóm, chúng ta thay đổi hình thức, hay bài tập theo cặp thay đổi hình thức, thay đổi sơ đồ, chúng ta sẽ tạo ra được nhiều hơn các bài tập. Thì đấy là cách mà chúng tôi gợi ý cho, gợi mở trong cái phần các cái bài tập ở tất cả các môn, môn nào bài tập môn nào cũng như vậy, rổ bóng đá, đá cầu và cầu lông. Trong phần luyện tập thì có phần thứ hai, đó là phần trò chơi vận động. Thì như chúng ta trao đổi là trong cái cấu trúc của trò chơi vận động thì chúng tôi bao giờ cũng giới thiệu hai trò chơi, và bản chất hai trò chơi này thì nó sẽ tương ứng với hai cái nhóm trò chơi. Một là nhóm trò chơi sử dụng kỹ thuật động tác mới để xây dựng trò chơi và định hướng phát triển tố chất thể lực. Đấy, như vậy thì các trò chơi trong sách nó chỉ có hai trò chơi thôi đúng không ạ, rất là ít, nhưng nó chỉ mang tính gợi ý, và với cái gợi ý này thì các thầy cô và học sinh có thể biến đổi hay là xây dựng sáng tạo ra rất nhiều cái trò chơi tương tự. Đấy, ví dụ như một cái trò chơi trong trong môn bóng rổ chẳng hạn đúng không ạ, chúng ta thấy đây là trò chơi dẫn bóng quay người, đổi tay vượt chướng ngại vật, và nhìn vào cách thức chuẩn bị, cách thức mô tả, chúng ta thấy là gì, mục đích chơi đó là gì, sử dụng kỹ thuật dẫn bóng quay người. Đấy, để tạo thành các trò chơi, tức là vừa chơi nhưng lại vừa rèn luyện kỹ thuật dẫn bóng quay người. Đấy, thế thì với một cái trò chơi gợi ý trong sách này, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi đội hình, cách chơi để có thể tạo ra nhiều cái hình thức chơi nó phong phú hơn, thay vì nhàm chán là chỉ dẫn thẳng qua cái cọc này. Có thể ban đầu chúng ta chơi trò chơi như này, nhưng để tăng độ khó đúng không? Tăng tính hấp dẫn, cũng là thể xếp cái cọc mốc theo các sơ đồ khác nhau, cũng như là theo sơ đồ hình zigzag, đúng không? Theo sơ đồ của hình zigzag, hoặc là gì, chúng ta có thể đảo vị trí, thay vì là một chơi thành một nhóm thì chúng ta sẽ chia ra thành hai nhóm, đúng không? Đứng đối diện nhau dẫn bóng như vậy, tới các cọc mốc thực hiện quay người vân vân, sau đó đến hàng bên kia thì đổi đổi bóng, chuyển bóng cho người tiếp theo, di chuyển về cuối hàng. Như vậy là gì, thay đổi về sơ đồ, thay đổi về cách thức tổ chức các nhóm chơi, chúng ta sẽ tạo ra được các trò chơi cùng mục đích và cùng sử dụng cái ví dụ như ở đây là sử dụng kỹ thuật để xây dựng trò chơi, chúng ta đã tạo ra được rất nhiều trò chơi tương tự. Phần thứ ba, phần tiếp theo đó là gì, chúng tôi gợi mở ở trong cái phần vận dụng, thì cụ thể như sau, là trong phần vận dụng chúng ta biết là trong cấu trúc của phần vận dụng, ta thấy là có hai phần, là một là gợi ý các nội dung đánh giá, và thứ hai là định hướng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. À, thì như vậy là gì, sẽ giúp giáo viên học sinh có những căn cứ để đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức của học sinh, đúng không? Và hướng dẫn cho học sinh cái cách thức vận dụng cái kiến thức đã học của bài học vào trong thực tiễn như thế nào. Và giáo viên học sinh có thể dùng ngay những cái nội dung đó, ví dụ như chúng ta thấy là trong mỗi một cái câu, một phần vận động nó có một câu hỏi hoặc một cái ý gọi là trao đổi, thì có thể dùng ngay, giáo viên học sinh có thể dùng ngay những nội dung đó để đánh giá. Thế nhưng mà chúng ta cũng, đấy chỉ là nội dung gợi ý để chúng ta có thể thay đổi, sử dụng các cái câu hỏi hay là vấn đề khác để chúng ta có thể hỏi đánh giá kiến thức học sinh trên cơ sở gợi ý ở phần vận dụng này. Thì thể lấy một ví dụ trong cái môn cầu lông đúng không, phần vận dụng của môn cầu lông của bài kỹ thuật bỏ nhỏ chéo trái tay. Đấy, ý đầu tiên ta thấy là gì, nó là một câu hỏi, kỹ thuật bỏ nhỏ chéo trái tay thường sử dụng trong những tình huống nào. Thế thì trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta thấy là đây là một câu hỏi gợi ý cái nội dung đánh giá là gì, đó là đánh giá xem học sinh có nắm bắt được cái kiến thức về cái kỹ thuật bỏ nhỏ này không, các em có biết là cái kỹ thuật bỏ nhỏ này nó sẽ sử dụng ở trong các tình huống nào không, vân vân. Thì câu hỏi này chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh
đúng không? Đấy. Thay đổi cách hỏi khác. Đấy. Thay vì hỏi là kỹ thuật bỏ nhỏ chéo tay sườn sử dụng trong tình huống nào, thì chúng ta có thể đưa ra một số tình huống và xem là trong tình huống này thì chúng ta có thể sử dụng kỹ thuật bỏ nhỏ chéo trái tay không, hay là chúng ta sử dụng kỹ thuật như thế nào, vân vân, thay đổi. Hay là cái ý thứ hai là thảo luận cách thức để sửa chữa những lỗi sai khi tập luyện bỏ nhỏ chéo trái tay. Thế thì đây là một cái gợi ý về cách thức để diện để thảo luận. Trên thông qua thảo luận thì chúng ta sẽ đánh giá được là học sinh có tiếp thu được bài không, có nắm bắt được kiến thức hay không. Đấy, nhưng mà có thể chúng ta không dùng cái hình thức là thảo luận này, mà chúng ta đặt trực tiếp đặt ra những cái vấn đề, hoặc là chúng ta thảo luận theo nội dung. Ở đây bản chất là gì, kiểm tra xem học sinh có nắm bắt được cấu trúc kỹ thuật động tác hay không, đúng không, có biết cách thức để sửa chữa hay không. Thế thì chúng ta có thể đặt ra những câu hỏi để xác định xem là những cái lỗi sai thường mắc là gì, đúng không, là gì, hay là chỉ ra một số lỗi sai thường mắc, hay chỉ ra một cái lỗi sai thường mắc nào đó và các em hãy cách thức để khắc phục nó. Đấy, tức là chúng ta có nội dung gợi ý này thì chúng ta có thể thay đổi các cái câu hỏi hình thức để có thể kiểm tra đánh giá kiến thức của học sinh. Và cái ý thứ ba là gì ạ? Vận dụng các cái kỹ thuật bỏ nhỏ chéo trái tay đã học vào tập luyện thi đấu và rèn luyện sức khỏe hàng ngày. Đấy, thế thì đây là cái gợi ý là cái kỹ thuật bỏ nhỏ chéo trái tay này nó được có thể vận dụng vào trong hàng ngày để diện để gì để có thể vận dụng nó vào trong thi đấu. Các em có thể sử dụng nó trong thi đấu cũng như có thể rèn luyện hàng ngày, có thể tập luyện để tăng cường nâng cao khả năng khéo léo vân vân. À, thông qua cái việc sử dụng kỹ thuật này để tập luyện hàng ngày, hay là trong môn bóng rổ cũng như vậy, chúng ta thấy là gì, có rất nhiều các cái nội dung tương tự. Thì đấy là cái cách thức mà tôi nói rằng là gì, đây là cái phần mà tôi viết theo hướng giới thiệu, gợi mở, gợi ý các cái nội dung kiểm tra đánh giá để giáo viên học sinh có thể kiểm tra đánh giá học sinh kiến thức học sinh, nhưng cũng có thể điều chỉnh các cái câu hỏi nội dung để kiểm tra kiến thức học sinh và hướng dẫn học sinh cái cách thức vận dụng kiến thuật kỹ thuật đó vào trong thực tiễn để làm gì và vận dụng như thế nào. Đấy, như vậy có thể thấy là gì, thông qua việc sáng tạo, gợi ý, gợi mở phần luyện tập, phần vận dụng thì giúp cho giáo viên học sinh sẽ phát huy được khả năng tư duy sáng tạo của mình. Đối với giáo viên chúng ta thấy là gì, sách giáo khoa ấy có các cái nội dung kiến thức mới, có luyện tập trò chơi, có nội dung và phương pháp, nội dung phương pháp đánh giá vận dụng đấy, được giới thiệu theo hướng gợi mở như vừa rồi trao đổi. Thì thông qua sách giáo khoa này thì các thầy cô cũng đã hỗ trợ được cho học sinh rồi. À, bên cạnh đó ấy, nếu như học sách đánh diều mà các thầy có sử dụng thêm, đó là nội dung sách giáo viên, nó sẽ hỗ trợ cho các thầy cô chi tiết hơn đấy, trong cái việc mà xây dựng các cái nội dung giờ học, phát huy được các cái nội dung kiến thức ở trong sách giáo khoa để có thể giảng dạy cho học sinh. Còn đối với học sinh thì sao? Đối với học sinh là gì? Thông qua các nội dung sách giáo khoa, các thầy cô cũng sẽ giúp cho học sinh biết cách gợi ý, tức là hiểu được cái nội dung gợi mở gợi ý của sách giáo khoa cánh diều để học sinh có thể tự mình sáng tạo. Cùng với cái sự hướng dẫn của các thầy cô thì học sinh nó sẽ phát huy được khả năng tư duy sáng tạo, sẽ chủ động hơn trong cái việc tập luyện và sẽ tự mình đánh giá được kết quả học tập để có thể điều chỉnh hoạt động học, mang lại hiệu quả cao hơn. Đặc điểm nổi bật thứ tư là các chủ đề nội dung trong sách giáo khoa học chất 12, nó thể hiện rõ cái yêu cầu tích hợp văn hóa. Đây là một trong những yêu cầu của chương trình, đúng không? Của bộ. Khi mà biên soạn sách thì các cái sách nó sẽ phải góp phần, tức là nó phải đảm bảo được cái yêu cầu là có sự tích hợp đan xen của cái khoa học khác nhau, các cái môn học khác nhau, và nó cũng đánh giá phân hóa được cả giáo viên học sinh. Chúng ta thấy là gì, ở trong sách giáo khoa chất 12, bộ sách cánh diều cả 4 môn thì nó sẽ có sự đan xen sử dụng các cái tích hợp với kiến thức chung về thể thao, kiến thức về y sinh học, đặc biệt là y học thể thao, các kiến thức về sư phạm, các kiến thức đặc thù trong từng môn thể thao tự chọn, nó sẽ được đan xen đưa vào trong các phần. Thứ hai nữa là gì, nó đảm bảo được sự phân hóa trên cơ sở là gì, trên cơ sở sách viết theo hướng giới thiệu gợi mở. Chúng ta thấy là các nội dung có sẵn trong sách đấy, thì nó đã đủ để cho học sinh có thể học tập, giáo viên có thể giảng dạy để đạt được cái yêu cầu của chương trình. Tuy nhiên là thì trên cơ sở gợi mở đó thì giáo viên hay là học sinh, ví dụ như học sinh thì sẽ phát huy được cái khả năng tư duy sáng tạo của mình để tạo ra được nhiều trò chơi, nhiều bài tập để tăng cường cái sự tập luyện, và các em sẽ hứng thú hơn trong quá trình tập luyện. Thì như vậy kết quả học tập nó sẽ có sự khác nhau. Hay là gì ạ? Những cái thầy giáo viên mà chúng ta có trình độ chuyên môn, các thầy cô có khả năng tư duy sáng tạo tốt thì các giáo án giảng dạy thầy cô nó sẽ linh hoạt, sẽ phong phú, đa dạng hơn, và cái tính hấp dẫn nó sẽ cao hơn, và dẫn đến thì cái hiệu quả giờ học nó cũng sẽ khác nhau. Thì như vậy là gì ạ? Nó sẽ phân hóa được cái đội ngũ cả giáo viên và học sinh. Đặc điểm nổi bật thứ tư là các cái chủ đề trong sách thì nó đảm bảo yêu cầu đổi mới trong đánh giá.
Chúng ta thấy là theo yêu cầu chương trình mới thì việc đánh giá là đánh giá theo phát triển phẩm chất năng lực của học sinh, và các cái nội dung phương pháp đánh giá thì nó cũng được đổi mới, đúng không? Và cái việc đánh giá nó không phải chỉ là của giáo viên đối với học sinh nữa, mà gì ạ? Tự học sinh sẽ phải đánh giá mình, và thậm chí là phụ huynh học sinh cũng sẽ tham gia vào quá trình đánh giá. À, vậy thì làm thế nào để học sinh, để giáo viên và kể cả phụ huynh học sinh nữa nắm bắt được các nội dung đánh giá, hỗ trợ họ trong quá trình đánh giá? Thì sách giáo khoa của Cánh Diều chúng ta thấy là có những cái phần đưa vào để hỗ trợ gợi ý xác định những nội dung kiểm tra đánh giá, phương pháp đánh giá cụ thể, như là phần gì ạ? Mở đầu mục tiêu yêu cầu mình đạt. Chúng ta thấy là mỗi một bài học, khi bắt đầu vào một bài học thì trong phần mục tiêu cần đạt sẽ xác định là học sinh phải đạt được cái gì, thì bản chất đó chính là gì ạ? Xác định cho học sinh biết là các em sẽ học cái nội dung nào, tức là sẽ phải kiểm tra nội dung nào, xem mình có đạt được cái nội dung đó không, cái yêu cầu về kiến thức như nào, yêu cầu về về kỹ năng như thế nào. Phần vận dụng thì chúng ta thấy là cái nhóm mà gì ạ? Nhóm đầu là nhóm gợi ý định hướng các câu hỏi hay nội dung đánh giá, thì chính là gì ạ? Giúp cho học sinh giáo viên xác định được các nội dung để đánh giá. Đấy, như vậy là phần đầu phần cuối, đầu bài học cho đến cuối bài học chúng ta đều thấy là gì, có những phần gợi ý các cái nội dung đánh giá, và thậm chí là gợi ý các cái phương pháp để đánh giá kết quả tiếp thu kiến thức của học sinh. Như vậy là gì, học sinh trên cơ sở nắm bắt được điều nào thì các em sẽ tự mình thường xuyên đánh giá. Ví dụ như các em biết là bài học này chúng ta sẽ các em sẽ phải đạt được cái yêu cầu gì về kỹ thuật, yêu cầu gì về thể lực, hay là yêu cầu gì về chiến thuật, đúng không? Kiến thức, thì trong quá trình học đến nội dung đó thì các em sẽ phải tự mình xem mình đã đạt được yêu cầu đó hay chưa, đúng không? Để trên cơ sở đó các em tự mình điều chỉnh cái hoạt động học cho nó phù hợp, để làm sao kết thúc cái bài học đó thì em sẽ phải đạt được yêu cầu. Còn giáo viên cũng vậy, thông qua nhiều cái phương pháp đánh giá khác nhau, đúng không? Lát nữa ở trong phần đánh giá nó sẽ trao đổi chi tiết hơn. Thì các thầy cô có những gợi ý nội dung đánh giá đó thì sẽ theo dõi học sinh trong toàn bộ cái quá trình học tập của một cái bài học, để xem là khi nào thì học sinh đạt được, nếu chưa đạt được thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái phương pháp giáo án hay là các cái nội dung học tập như nào, hay nếu đạt rồi thì chúng ta sẽ có những cái điều chỉnh như nào cho nó phù hợp. Hoặc là trong lớp có bạn đạt bạn chưa thì vẫn thì các thầy cô vận dụng cái phương pháp hình thức tổ chức như nào để cho tất cả các bạn đều phải đạt được ở khi kết thúc môn học, mà những cái bạn khác lại không bị nhàm chán, vân vân. Thì đấy là cái cách thức mà sách giáo khoa giáo chất của Cánh Diều đưa ra để hỗ trợ cho học sinh, giáo viên cũng như cả phụ huynh học sinh trong cái việc đánh giá kiến thức của học sinh đáp ứng cái yêu cầu đổi mới về đánh giá trong theo chương trình mới. Cái điểm nổi bật thứ sáu đó là gì ạ? Hình thức trình bày của sách thì đẹp, cân đối khoa học và phù hợp. Chúng ta thấy là gì ạ? Sách thì nó có sự phối hợp hài hòa giữa kênh hình và kênh chữ. Trong đó thì ở phần luyện tập thì nó có tăng cường sử dụng các cái sơ đồ đấy, mô tả hình thức tập luyện, đúng không? Có nghĩa là gì ạ? Chúng ta thấy là gì, trong sách giáo khoa học chất lớp trung học phổ thông thì nó đã khác so rất nhiều so với sách trung học cơ sở hay là sách tiểu học, là các cái hình vẽ nó sẽ được giảm thiểu, chỉ đối với những một số kỹ thuật động tác thì cần phải mô tả bằng hình vẽ để thể hiện rõ các nội dung động tác. Thế còn lại về cơ bản là gì ạ? Ở lớp 12 nó thấy là gì, cái sơ đồ nó sẽ được được thể hiện nhiều hơn, mô tả nhiều hơn về hình thức, cách thức tổ chức tập. Đấy. Mục đích là gì? Để cho người học dễ dàng nắm bắt được và dễ dàng phát huy, cũng như dễ dàng trong cái việc mà triển khai, hỗ trợ người khác tập luyện. Thứ hai là gì? Nó có sử dụng logo, hình ảnh, màu sắc khác nhau, phù hợp với nội dung của từng môn thể thao. Môn bóng rổ thì có trang phục màu sắc như thế nào, logo như nào, môn bóng đá, môn cầu lông, môn đá cầu, vân vân. Nhưng lại phù hợp với các môn. Sơ đồ chúng ta sẽ thấy là gì, nó sẽ có sự đan xen sử dụng sơ đồ 2D, sơ đồ 3D, hình ảnh không gian 3 chiều để thể hiện rõ được các cái đường di chuyển của người hay di chuyển của dụng cụ, ví dụ như bóng cầu vân vân, làm rõ được cái mục đích của cái hoạt động hay bài tập hay cái hình thức tập luyện hay là các cái trò chơi. Như vậy là nó sẽ vừa mang tính giới thiệu, vừa mang tính gợi mở để kích thích khả năng tư duy sáng tạo của giáo viên cũng như của học sinh. Và thứ tư là các cái hình vẽ ở trong sách thì có tính toán đến sự cân bằng về giới tính, cân bằng giới tính, và các trang phục thì phù hợp với từng môn thể thao. Chúng ta thấy là gì, không phải là 100% là mỗi một trang sách là có số lượng học sinh nữ nam xuất hiện giống nhau, nhưng về cơ bản trong mỗi một bài học đấy, hoặc là đan xen giữa các bài học thì cái tỷ lệ hình ảnh của nữ của nam xuất hiện nó cũng tương đối tương đồng đấy, để đảm bảo cái sự cân bằng giới tính, đảm bảo cái sự gọi là không phân biệt theo quy định của Bộ Giáo dục. Như vậy đấy là cái đặc điểm nổi bật thứ sáu, sáu đặc điểm nổi bật của sách giáo khoa học chất của Cánh Diều. Đây là một số cái hình ảnh minh họa các cái trang sách đẹp,
của sách giáo khoa Tuyết Cánh Diều ở cả bốn môn thể thao, đúng không? Chúng ta sẽ thấy là các thầy cô sẽ dễ dàng nhận thấy nó có sự đan xen sử dụng với hình ảnh, với hình vẽ, về kỹ thuật động tác, các hình ảnh sơ đồ 2D, 3D mô tả các đường di chuyển của người, của dụng cụ, vân vân, và sẽ rất là dễ dàng trong cái việc nhận biết các cái nội dung kiến thức, các cái mục đích truyền tải của mỗi cái nội dung đó. Nội dung thứ tư đó là yêu cầu về phương pháp dạy học. Chúng ta thấy là gì ạ? Nội dung yêu cầu phương pháp dạy học thực tế thì ở trong cái chương trình nó cũng đã có những cái giới thiệu tương đối là rõ. Ở đây chúng tôi sẽ tổng hợp ngắn gọn một số cái nội dung chính các thầy cô tham khảo. Và ngoài ra thì trong cái quá trình giảng dạy thì các thầy cô có thể nghiên cứu kỹ hơn trong cái chương trình để chúng ta biết cách thức lựa chọn hay là sử dụng các cái phương pháp dạy học cho nó phù hợp với các đối tượng học sinh khác nhau, với các yêu cầu nội dung của bài học. Nhưng tinh thần là gì ạ? Đối với định hướng chung, chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Cái việc sử dụng phương pháp dạy học đối với môn học chất đó là phương pháp dạy học tích cực. Tích cực có nghĩa là gì ạ? Là giáo viên chúng ta tạo điều kiện, tạo môi trường để cho học sinh tích cực hơn tham gia vào các hoạt động. Thay vì là gì ạ? Thay vì là giáo viên thực hiện quá nhiều, đúng không? Mà để học sinh gì ạ? Chủ động hơn vào trong hoạt động học tập. Đấy. Để trải nghiệm, để tự phát hiện bản thân, để phát triển thể chất. Đấy. Thứ hai là gì ạ? Chúng ta phải vận dụng linh hoạt các phương pháp, có nghĩa là gì, không cố định sử dụng một phương pháp nào, bởi vì chúng ta biết là mỗi một học sinh trong môn học chất ấy, mỗi một con người thì cái tố chất, cái khả năng tiếp thu nó sẽ khác nhau, đúng không? Khả năng tiếp thu vận động khác nhau, năng lực vận động khác nhau, chính vì vậy là gì, không thể sử dụng một cách cứng nhắc các cái phương pháp giống nhau cho tất cả các đối tượng, đúng không? Vì chúng ta sẽ phải linh hoạt sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, phương pháp trực quan, phương pháp sử dụng lời nói, đúng không? Phương pháp sửa sai hay cân bằng các trò chơi, phương pháp thi đấu, vân vân. Hay là đặc biệt là chúng ta cần phải chú ý một cái nguyên tắc trong dạy học, đó là đối đãi cá biệt. Đối với môn giáo chất thì chúng ta thấy là giống như các cái môn đào tạo, các cái buổi dạy thể thao ấy, đúng không? Chúng ta cần phải xem là đấy, như chúng ta vừa trao đổi là mỗi một người có cái năng lực khác nhau, khả năng tiếp thu khác nhau, nhận thức khác nhau, năng lực vận động khác nhau, thì chúng ta sẽ phải dùng các cái phương pháp, đúng không? Thế nên là cái nguyên tắc đối đãi cá biệt sẽ luôn luôn được để ý, lưu ý trong việc sử dụng các phương pháp dạy học. Hay là gì ạ? Chúng ta có thể dùng các cái phương pháp dạy học với dụng cụ, đúng không? Các cái sử dụng các cái phương pháp dạy học mà với các thiết bị phù hợp. Có biết là mỗi một điều kiện khác nhau thì chúng ta sẽ sử dụng các phương pháp dạy học khác nhau, đúng không? Trong điều kiện mà thầy cô có đầy đủ với cơ sở vật chất như môn bóng rổ chẳng hạn, mà nếu như tất cả học sinh đều có đủ mỗi người một quả bóng, có sân bóng rổ đầy đủ, có đầy đủ cọc mốc hay vân vân, thì các thầy cô sẽ sử dụng các phương pháp dạy học làm sao để các em có thể tập luyện được hiệu quả nhất. Thế còn đối với những cái nơi mà gì ạ? Điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn hơn, sân cũng không đủ, đúng không? Có thể chỉ có một nửa sân với bóng rổ thôi, và bóng thì cũng không thể đủ nhiều, thì chúng ta không thể sử dụng cái phương pháp đồng loạt được, mà chúng ta sẽ phải đan xen sử dụng như nào, phân phối cái gọi là các nhóm như thế nào để vận dụng một cách tối đa các cái dụng cụ mà hiện có để học sinh có thể tham gia tích cực vận động thay vì là cứ đứng xem những người còn lại, vân vân. Thì như vậy có thể thấy là cái phương pháp dạy học trong môn học chất nó sẽ phải rất linh hoạt. Cái hình thức tổ chức dạy học cũng rất là phải linh hoạt, phải đa dạng, đúng không? Có thể là hình thức tập luyện tập thể, dạy học tập thể, có thể cá nhân, có thể là bắt buộc, có thể là tự chọn, đúng không? Đấy, hay là có thể tích hợp các môn thể thao hay các kiến thức khác nhau vào trong cái việc dạy học để làm cho đa dạng hóa hình thức dạy. Đấy, thì đấy là những cái định hướng chung khi mà sử dụng các phương pháp dạy học. Và ở trong chương trình thì cũng giới thiệu về cái việc mà gì ạ? Chúng ta đối với mỗi một cái mục đích hình thành phát triển phẩm chất chủ yếu hay năng lực chung thì chúng ta sẽ có những cái gì ạ? Phương pháp dạy học phù hợp. Ví dụ như hình thành phát triển phẩm chất như là gì ạ? Trung thực, dũng cảm, tinh thần đồng đội, vân vân, thì để phát triển được cái phẩm chất này thì chúng ta sẽ thông qua các hình thức dạy học khác nhau để phát triển. Ví dụ như là để tăng cường cái tinh thần đồng đội, tinh thần trách nhiệm, đúng không? Chúng ta có thể sử dụng các hình thức tập luyện theo hình thức tập thể, các cái bài tập trò chơi, các bài tập thi đấu, đúng không? Đòi hỏi các em sẽ phải có sự phối hợp, gọi là hỗ trợ nhau, cùng với nhau trong cái việc thực hiện. Hay là chúng ta có thể sử dụng gì ạ? Các cái hình thức giao bài tập, đúng không? Và kiểm tra đánh giá thì để xem tăng cường rèn luyện cho học sinh cái tính tự giác, hay là cái tinh thần tập luyện chăm chỉ, vân vân. Đấy, thì thông qua các cái mục đích, tức là dựa vào mục đích của mỗi một cái nội dung học tập thì chúng ta sử dụng cái phương pháp nào đó cho nó phù hợp. Đối với năng lực chung thì chúng ta thấy là có mấy cái năng lực theo yêu cầu, đó là năng lực tự chủ tự học, đúng không?
Tự chủ tự học thì chúng ta dùng phương pháp nào? Để phát triển năng lực tự chủ tự học thì chúng ta sẽ phải giúp cho học sinh có được cái môi trường để học sinh phải tự tìm tòi, tự khám phá, tra cứu thông tin, đúng không? Thực hiện các bài tập, thực hành, trò chơi, vân vân. Thế thì tức là bằng cách giao nhiệm vụ nhưng phải có kiểm soát, đúng không? Chúng ta giao cho học sinh tự nghiên cứu một kỹ thuật động tác hay tự nghiên cứu một phần kiến thức nào đó trong phần kiến thức chung chẳng hạn, đúng không? Để trên cơ sở đó thì các em sẽ trao đổi lại. Đấy, và chúng ta sẽ phải kiểm tra để học sinh tự mình tra cứu, tự mình tìm tòi. Đấy, thì nó sẽ giúp dần dần qua thời gian nó sẽ rèn luyện cho học sinh cái tính tự chủ tự học. Năng lực giao tiếp và hợp tác thì thông qua các môn giáo dục chất chúng ta thấy là thông qua các trò chơi, đúng không? Thông qua các cái trò chơi mang tính tập thể hay là các hoạt động thi đấu, đúng không? Thì chúng ta thấy là gì ạ? Hay là các cái bài tập là tập thể thì chúng ta thấy là gì? Nó sẽ đòi hỏi người tập học sinh sẽ phải phối hợp hỗ trợ nhau, đúng không? Trong cái việc gì ạ? Trao đổi thông tin, bàn luận các cái vấn đề để giải quyết. Đấy. Vâng vâng như vậy nó sẽ giúp cho phát triển năng lực giao tiếp và tác của học sinh. Hay là năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, chúng ta thấy là gì ạ? Yêu cầu của chương trình là gì ạ? Phải phải giúp cho học sinh phải phát huy được khả năng tư duy sáng tạo, đúng không? Gợi mở để phát huy khả năng tư duy sáng tạo. Thế thì chúng ta hoàn toàn có thể sau khi mà học một nội dung nào đó nhất định, yêu cầu học sinh sẽ trên cơ sở kiến thức đó sáng tạo ra một cái nội dung, ví dụ như sáng tạo một bài tập để tổ chức tập cho các bạn, đúng không? Và cá nhân, hay là sáng tạo một cái trò chơi sau đó tổ chức chơi, thì nó thông qua cái việc mà yêu cầu như vậy đòi hỏi học sinh phải suy nghĩ, phải vận dụng các kiến thức đại học để tạo ra những cái nội dung mới, thì nó sẽ giúp học sinh gì ạ? Giúp học sinh phát hiện, phát triển, phát huy được cái năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo, vân vân. Thì với mỗi một cái yêu cầu mục đích, mỗi một cái năng lực mà cần phát triển thì chúng ta sẽ sử dụng các cái hình thức phương pháp dạy học khác nhau để hỗ trợ cho học sinh. Đấy. Đối với năng lực thể chất, chúng ta thấy là có năng lực chăm sóc sức khỏe này, năng lực vận động cơ bản đặc thù hay là năng lực hoạt động thể thao cũng như vậy, đúng không ạ? Trên cơ sở các cái năng lực mà cần thực hiện thì chúng ta sẽ lựa chọn các cái phương pháp nào sao phù hợp để phát triển. Và như vậy tất cả các cái năng lực này chúng ta thấy là trong môn thực chất chúng ta đều có thể có những cái phương pháp khác nhau để có thể diện để có thể hỗ trợ cho học sinh phát triển được các cái phẩm chất năng lực đó. Thì đấy là cái phần thứ tư. Các nội dung chi tiết thì các thầy cô có thể tham khảo kỹ hơn trong cái chương trình giáo dục chất theo chương trình phổ thông mới năm 2018. Cái nội dung thứ năm đó là gì ạ? Đánh giá kết quả học tập của học sinh. Thì ở đây chúng ta thấy là gì ạ? Đầu tiên chúng ta phải theo bám sát trong cái chương trình nó hướng dẫn rất rõ về cái mục tiêu. Tôi biết là môn giáo dục chất thì cái mục tiêu đánh giá là gì? Mục tiêu đánh giá là thu thập thông tin và so sánh mức độ đạt được so với yêu cầu cần đạt của từng bài học. Như vậy chúng ta thấy là gì? Chúng ta đánh giá ở đây chúng ta sẽ đánh giá theo cái yêu cầu cần đạt. Và cụ thể với mỗi bài học nó sẽ có yêu cầu của bài học. Đấy, và môn học thì nó sẽ có yêu cầu môn học, lớp học nó sẽ có yêu cầu môn lớp học như lớp 10, lớp 1, lớp 2 đúng không? Đấy. Thì mục đích là gì? Chúng ta xem so với yêu cầu cần đạt đã đạt hay chưa. Đấy. Và để từ đó có cái thông tin kịp thời đúng không? Về sự tiến bộ của học sinh, nó tiến bộ nhiều hay ít, phù hợp không, và chúng ta sẽ có những cái điều chỉnh trong hoạt động dạy học. À, và phù hợp thì đấy là cái mục tiêu. Và đặc biệt chúng ta chú ý cái nguyên tắc. Đúng không? Nguyên tắc khi mà chúng ta đánh giá học sinh trong môn học chất đó là gì? Đó là phải đảm bảo tính toàn diện, khách quan, có phân hóa, này rất rõ rồi. Và phải có kết hợp đánh giá thường xuyên và định kỳ. Tức là chúng ta sẽ phải đánh giá thường xuyên và cũng kết hợp với đánh giá định kỳ, chứ không phải chỉ đến mỗi cuối kỳ chúng ta mới đánh giá, đúng không? Mà liên tục trong toàn bộ quá trình đó chúng ta sẽ có thể đánh giá thường xuyên. Đấy. Và có đấy sự đánh giá của giáo viên với sự đánh giá của học sinh, thậm chí chúng ta thấy trong chương trình nói rằng có cả sự tham gia đánh giá của giáo viên của phụ huynh học sinh, đúng không? Trên cơ sở yêu cầu cần đạt này thì phụ huynh cũng sẽ xem là các em có đạt được cái yêu cầu đó hay không. Đấy, và đặc biệt ở đây là một nguyên tắc là phải coi trọng sự tiến bộ. Chúng ta biết là trong môn giáo dục chất đấy, như vừa chúng ta trao đổi rất nhiều là học sinh sẽ có những bạn tiếp thu rất nhanh, có những bạn tiếp thu chậm hơn, nhưng bản thân các em có cố gắng hay không và có tiến bộ hay không thì đấy mới là vấn đề quan trọng, đúng không? Các em có thể chậm nhưng em vẫn tiến bộ thường xuyên, chúng ta vẫn phải động viên, đúng không? Khích lệ học sinh tiếp tục phấn đấu để làm sao kết thúc bài học, kết thúc chương trình môn học các em đạt được yêu cầu. Đấy, thay vì chúng ta lại so sánh, đúng không? Bạn này với bạn kia. Đấy, bởi vì chúng ta biết là gì ạ? Cái năng lực khác nhau thì nó sẽ có thể đi chậm nhưng mà cuối cùng nó sẽ là đạt được kết quả cao hơn. Đấy, có thể bạn rất nhanh nhưng mà đến đoạn cuối cùng thì cái kết quả thu được chưa chắc bằng với bạn bạn chậm hơn, tức là đi từ từ, đúng không? Ví dụ thế thì chúng ta phải coi trọng cái sự tiến bộ của học sinh và để khích lệ học sinh, đấy là nguyên tắc trong cả đối môn giáo dục chất.
Thế về hình thức đánh giá thì có rất nhiều hình thức đánh giá trong chương trình gợi ý giới thiệu. Đấy, ví dụ như là đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ, đánh giá định tính và đánh giá định lượng thông qua điểm. Thế thì chúng ta đây là một cái hướng dẫn chung trong chương trình, nhưng mà hiện hành thì người ta sử dụng như thế nào? Đối môn giáo dục chất đánh giá là gì? Hiện nay đang sử dụng đánh giá là gì? Thì hiện nay là theo thông tư 22 năm 2021 đúng không ạ? Chúng ta thấy là cái quy định đánh giá đối học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đối với môn giáo dục chất đó là gì? Đánh giá định tính và xem mà có đạt hay không đạt. Đấy, đạt không đạt. Và cụ thể thông tư này nó quy định như nào? Thứ nhất là về về hình thức đánh giá là có thường xuyên, đánh giá định kỳ, đúng không? Có quy định là số lần thường xuyên định kỳ. Đấy, 2 lần mỗi kỳ, một lần giữa kỳ đính kỳ thì một lần giữa kỳ, một lần cuối kỳ, đúng không? Và những học sinh nào mà không kiểm tra đánh giá vì lý do có lý do cụ thể, ví dụ như tham gia một hoạt động nào đó do nhà trường hoặc là ốm đau bệnh tật vân vân mà đúng cái thời điểm kiểm tra không tham gia được thì các em sẽ được tổ chức để đánh giá bù để xem các em có đạt được không. Và nếu như các em mà không được kiểm tra, không đánh giá, không kiểm tra đánh giá bù thì sẽ coi như là chưa đạt. Đấy. Thế thì theo cái thông tư này thì cái kết quả đánh giá của học sinh đối với môn giáo dục chất ở cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông đó là gì? Thứ nhất là đánh giá trong một kỳ học thì chúng ta thấy là sẽ có đạt và không đạt và chưa đạt, đúng không ạ? Đạt thì có đủ số lần kiểm tra đánh giá theo quy định và đều ở mức đạt. Thế còn chưa đạt là các cái trường hợp còn lại, có cái lần nào một kiểm tra không đạt, tức là đấy là đối với kỳ 1. Nhưng đối với cả năm học, đấy, đối với cả năm học là gì ạ? Là sẽ đạt khi mà kết quả ở học kỳ 2 đạt. Có nghĩa là gì ạ? Kỳ 1 có thể không đạt, nhưng nếu kỳ 2 đạt thì coi như năm học đó sẽ đạt. Thế còn chưa đạt là gì? Chưa đạt là kết quả học ở kỳ 2 trường. Đấy. Thế nên là kỳ 1 và kỳ 2 thì cái kỳ 2 sẽ là cái kỳ quan trọng nhất. À, sau khi học xong toàn bộ chương trình của cái lớp học này thì đến hết học kỳ cuối năm thì các em vẫn được cái yêu cầu của môn chất công, thì đấy là quan trọng và ra quyết đánh giá là đạt hay chưa đạt đối với môn chất. Nội dung và phương pháp đánh giá thì nó sẽ thấy là gì ạ? Các nội dung đánh giá thì gồm có đánh giá về kiến thức, đánh giá về năng lực và đánh giá về thể lực. Kiến thức thì ta biết là trong các chương trình, trong nội dung sách thì sẽ có kiến thức về luật, đúng không? Kiến thức về lý thuyết, kỹ thuật động tác, hay là các cái kiến thức về vai trò, ý nghĩa ở phần kiến thức chung vân vân. À, thứ hai nữa là năng lực thì là khả năng thực hiện, vận dụng các kỹ thuật, các kiến thức đã học, ví dụ như kỹ thuật động tác, chiến thuật vân vân. À, những đối với năng lực đó. Và thứ ba là vấn đề về thể lực, đó là các tố chất vận động, tố chất thể lực nhanh mạnh bền. À, thế thì đây là những nội dung cần đánh giá. Vậy thì đánh giá như nào? À, đối với phần kiến thức nó thấy là gì ạ? Chúng ta có thể thông qua hỏi đáp, thông qua việc trả lời câu hỏi, đặt câu hỏi trả lời câu hỏi, hay là đưa ra các nội dung, các chủ đề để học sinh thảo luận, để chúng ta qua đó đánh giá được kiến thức học sinh. Về năng lực, đối với khả năng thực hiện kỹ thuật động tác, chiến thuật hay là vận dụng kỹ thuật chiến thuật vào trong cái thực tiễn, chúng ta thấy là gì? Thông qua quan sát, chúng ta tổ chức thi đấu, chúng ta tổ chức tập luyện, sẽ quan sát xem học sinh có vận dụng được kiến thức đó không, có thực hiện được kỹ thuật đó không, hoặc là chúng ta sử dụng các hình thức kiểm tra, đúng không? Kiểm tra kỹ thuật động tác xem là có đảm bảo được các cái giai đoạn kỹ thuật động tác không, đúng hay không, vân vân. Và trong quá trình thi đấu chúng ta tổ chức thi đấu để theo dõi, để đánh giá xem học sinh vận dụng kiến thức như thế nào. Và đối với thể lực thì chúng ta cũng có thể quan sát, đúng không? Chúng ta đưa ra một bài tập hay là một cái lượng vận động nhất định, sau đó chúng ta quan sát xem cái mức độ thực hiện hoàn thành cái nội dung đó của học sinh như thế nào, thì chúng ta cũng sẽ có thể đánh giá được là học sinh có đảm bảo về thể lực hay không. Hay là chúng ta có thể dùng ngay các test kiểm tra thể lực của bộ, đúng không? Bộ giáo dục đào tạo quy định theo quyết định 53 năm 2008, đúng không? Chúng tôi có một loạt các test kiểm tra theo các tố chất vận động khác nhau, tố chất thể lực khác nhau, thì chúng ta dùng các test đó kiểm tra xem học sinh đạt được mức độ nào. Thì đấy là các cái nội dung đánh giá kết quả học sinh, nội dung cũng như phương pháp. Trên đây là cái hai nội dung đầu, phần nội dung thứ ba và các phần còn lại thì tôi thêm một phần phần thứ ba là giới thiệu về hệ thống tài liệu tham khảo trước, sau đó thì chúng ta sẽ nghỉ lao. Hệ thống tài liệu tham khảo chúng ta thấy là khi chúng ta tham gia giảng dạy, các thầy cô tham gia giảng dạy môn giáo dục chất ở cánh diều, thì có một cái tài liệu mà chúng tôi đánh giá là rất quan trọng, nó cũng rất là hỗ trợ tích cực cho thầy cô trong quá trình giảng dạy, đó chính là sách giáo viên. Tất nhiên chúng tôi khẳng định rằng là các thầy cô có thể dùng hay không dùng sách giáo viên thì các thầy cô vẫn có thể đảm bảo giảng dạy được trên cơ sở chúng ta hiểu rõ sách giáo khoa và các yêu cầu. Nhưng sách giáo viên là cái nội dung mà chúng tôi viết tương đối chi tiết và hỗ trợ rất nhiều cho thầy cô. Chúng tôi trong này sẽ biên soạn các nội dung liên quan đến chương trình, đến mục tiêu để làm rõ chương trình mục tiêu của cấp học và của lớp 12.
chi tiết các nội dung sách giáo khoa, tức là làm rõ các nội dung sách giáo khoa hơn. Tôi thấy là trong sách giáo khoa sẽ viết vắn tắt, đặc biệt ở phần luyện tập, đúng không? Các cái bài tập thì mô tả tương đối là khái quát để thể hiện rõ mục đích thôi, nhưng trong cái phần sách giáo viên nó sẽ mô tả rất rõ về công tác chuẩn bị, về công tác tổ chức, hình thức tổ chức tập luyện, hay là gợi ý các hình thức mà tập luyện từ cái bài tập mà giới thiệu trong sách. Đấy, tức là nó rất là chi tiết. Chúng tôi cũng gợi ý về cái cấu trúc, cách thức phân phối kiến thức giảng dạy, hay là đặc biệt trong mỗi một kỹ thuật động tác chiến thuật thì chúng ta sẽ có một cái trình tự dạy học. Trình tự dạy học thì nó sẽ có gì ạ? Giới thiệu xem là chúng ta sẽ dạy học theo cái trình tự như thế nào, thị phạm như thế nào, cũng như là tổ chức giảng dạy học tập, sử dụng các cái bài tập theo tuần tự như nào để giảng dạy, trang bị kiến thức cho học sinh. Đặc biệt là trong các phần kỹ thuật động tác thì mỗi một kỹ thuật động tác mới sẽ có gì ạ? Xác định các lỗi sai thường mắc cũng như là các biện pháp khắc phục để cho giáo viên cho giáo viên có thể dễ dàng sử dụng các cái nội dung hình thức để hỗ trợ học sinh trong cái việc mà sửa chữa các động tác sai khi mà học một kỹ thuật động tác đó. Và cũng gợi ý các cái bài tập tương tự, trò chơi tương tự. Tiếp đến là phương pháp cuối, ở phần cuối của cái nội dung sách giáo viên, chúng tôi có đưa vào một cái nội dung là phương pháp xây dựng giáo án, tức là trong đó chúng ta sẽ bàn về cái việc giới thiệu hướng dẫn về cái việc xây dựng cái kế hoạch bài dạy trên cơ sở các cái quy định hiện hành và vẫn cố gắng để đảm bảo được các cái yêu cầu đối với một cái kế hoạch bài dạy hay giáo án giảng dạy của môn giáo dục chất. Đấy, thì lát nữa trong cái phần sau trao đổi về cái việc xây dựng kế hoạch bài dạy chúng sẽ nói rõ hơn sách giáo viên. Thì đấy là cái hệ thống tài liệu tham khảo quan trọng đối với giáo viên. Ngoài ra cái thứ hai nữa là học liệu điện tử, là các cái bản sách giáo khoa, các bản sách giáo viên hay video giáo án mẫu, cũng như là các cái thông tin khác thì luôn luôn có và miễn phí trên trang web học10.vn. Nó sẽ hỗ trợ cho giáo viên học sinh trong quá trình sử dụng. Học sinh thì có thể trong quá trình các em học tập tập luyện ngoài giờ, ngoại khóa chẳng hạn, thì các em có thể thông qua các phương tiện là thiết bị, có thể lên mạng xem lại sách nội dung sách giáo khoa, đúng không? Xem lại các bài tập, xem lại các trò chơi để các em có thể tổ chức các hoạt động học hay là tổ chức các trò chơi để tập luyện, rèn luyện thêm. Còn giáo viên thì chúng ta có thể dễ dàng mở ra cái trang sách điện tử, lựa chọn các hình ảnh để đưa vào trong trong các giáo án, trong kế hoạch của mình một cách rất là thuận tiện, đúng không? Và chúng ta cũng có thể xem lại trong bất kỳ quá trình các thầy cô đi công tác hoặc đi đâu đó mà chúng ta vẫn có thể dễ dàng tra cứu để xem lại, để xây dựng các kế hoạch bài dạy chuẩn bị cho nội dung học tập tiếp theo. Hay là các thiết bị dạy học trong môn học chất thì là sẽ hỗ trợ cho việc giảng dạy cái môn thể thao tự chọn ở lớp 12. Tất nhiên nó sẽ được cung cấp theo nhu cầu thực tế của nhà trường, của địa phương. Thì đó là những cái hệ thống tài liệu hay là thiết bị hỗ trợ giảng dạy cũng như học tập trong môn học chất khi mà các thầy cô học sinh lựa chọn cái môn học chất theo bộ sách của Cánh Diều. Phần hai phần tiếp theo thì phần về phương pháp xây dựng kế hoạch bài dạy cũng như là cái nội dung về trao đổi thảo luận. Chúng ta sẽ tiếp tục ở phần tiếp theo. Thì sau đây thì chúng ta các thầy cô có thể nghỉ giải lao trong thời gian khoảng 15 đến 20 phút, và đến khoảng 3 giờ 10 mời các thầy cô chúng ta sẽ quay lại và sẽ tiếp tục các nội dung tiếp theo và trao đổi thảo luận ở phần cuối của buổi ngày hôm nay. Tiếp theo mời các thầy cô tạm nghỉ. Mời các thầy cô các điểm cầu chúng ta tiếp tục quay trở lại để chúng ta vào cái phần tiếp theo của buổi chiều ngày hôm nay. Buổi chiều nay thì chúng ta còn hai nội dung nữa, đó là phương pháp xây dựng kế hoạch bài dạy và thứ hai là nội dung trao đổi và thảo luận. Thế thì các thầy cô lưu ý là trong toàn bộ ở cái phần trao đổi thảo luận ấy, thì chúng ta sẽ có các nội dung trao đổi thảo luận về tất cả các nội dung mà ngày hôm nay chúng ta đã trao đổi, đúng không? Từ việc các cái nội dung đặc điểm của sách có vấn đề gì không, các cái phương pháp biên soạn hay là các cái phương pháp tổ chức giảng dạy, vân vân. Các thầy cô có bất kỳ ý kiến gì trao đổi, chúng ta đều có thể chuẩn bị trước để lát nữa trong phần trao đổi chúng ta sẽ có nhiều những câu hỏi cũng như là vấn đề để chúng ta trao đổi nhiều hơn. Đấy, thì xin trao đổi với thầy cô như vậy. Tiếp theo chúng ta phần thứ tư là phần phương pháp mà xây dựng kế hoạch bài dạy. Ở phần này thì trước hết chúng ta xem trao đổi với thầy cô là theo chương trình thì cái phần phân phối về thời lượng của các cấp học chúng ta sẽ thấy được cái
cấp trung học phổ thông so với các cái cấp học trước nó có những sự khác biệt, đặc biệt là đối với phần ở cấp trung học tiểu cấp học trung học phổ thông và tiểu học, nó thấy nó sẽ có thêm phần cơ bản như bài tập thể dục. Trong phần cơ bản đó thì đối với cấp học trung học phổ thông, nó thấy là 100% các nội dung học sẽ là phần thể thao tự chọn, và học sinh sẽ chọn một cái môn thể thao nào đó và học xuyên suốt trong cả năm học. Ngoài ra thì có 10% là dành cho đánh giá, như vậy là có tới 63 tiết là các môn thể thao tự chọn. Thì đấy là phân bổ tư lượng của cấp học. Còn đối với sách giáo khoa học chất ở lớp 12 thì mình thấy là gì ạ? Trong sách giáo khoa học chất 12 của cánh diều, chúng ta thấy việc của phân chia cái nội dung là gì ạ? Có 4 môn theo 4 chủ đề là bóng rổ, bóng đá, đá cầu, cầu lông. Đấy, mỗi chọn bất kỳ một môn học nào thì môn thể thao nào thì các em sẽ được học 63 tiết thực hành ở cái nội dung đó, và có 7 tiết dành cho kiểm tra đánh giá. Ở đây chúng ta lưu ý là mỗi một tiết học ở trong sách giáo khoa học chất 12 cũng như là các cái sách lớp 10, lớp 11 chúng ta đều xây dựng với cái khối lượng tương đối vào khoảng khoảng 8 tiết. Ở đây chúng ta lưu ý là khoảng thôi, và cái này nó còn tùy thuộc vào cái thực tế, phụ thuộc vào điều kiện, phụ thuộc vào phương pháp để chúng ta có thể sắp xếp phối hợp để phân phối cái thời lượng cho nó phù hợp. Đấy. Ta thấy là phương pháp dạy học khác nhau này, hay là các điều kiện cơ sở khác nhau này, mức độ tiếp thu vốn kiến thức của học sinh khác nhau, thì chúng ta sẽ xác định được cái thời lượng cho mỗi một cái bài học là chúng ta cần bao nhiêu để làm sao đảm bảo hiệu quả của dạy dạy học của mỗi bài. Ở đây tôi lấy ví dụ để chúng ta sẽ thấy được cái sự linh hoạt trong cái việc mà các thầy cô xây dựng cái phân phối chương trình, phân phối thời lượng cho các cái bài học. Ví dụ như trong môn bóng rổ, đấy một cái phương án, ví dụ như là với cái phần những vấn đề chung, tức là các nội dung liên quan đến kiến thức về vai trò ảnh hưởng môn bóng rổ, hay là các cái vị trí thi đấu, tức là mang tính lý thuyết và giới thiệu nhiều hơn, thì chúng ta có thể rút ngắn khoảng 6 tiết, ví dụ như chúng ta giảm hẳn 6 tiết để dành cái thời lượng nhiều hơn cho các cái hoạt động cho cái hoạt động học và các cái phần kỹ thuật chiến thuật khó. Ví dụ như là tăng thời lượng cho kỹ thuật di chuyển dẫn bóng quanh người, là một kỹ thuật mà có thể nói là kỹ thuật khó hơn, hay là kỹ thuật bài 2 của trong chủ đề 3 là có hai nội dung và nó là những nội dung mà đòi hỏi, và ví dụ như kỹ thuật đột phá qua người bước chéo, hay kỹ thuật dẫn bóng hai bước đánh rổ tay dưới thấp, thì tăng cường thời lượng cho phần học kỹ thuật này, hay là phần chiến thuật như là tấn công, nó sẽ có sự phối hợp đa dạng nhiều hơn, thì đòi hỏi cái sự phối hợp thời gian dành cho nó nhiều hơn. Chúng ta có thể sắp xếp theo hình thức này. Đấy là một phương án, nhưng chúng tôi cũng hoàn toàn có thể thay đổi phương án thứ hai, đó là gì ạ? Chúng ta có thể phương án là hai cái nội dung là phần kiến thức chung, phần phần những vấn đề chung chúng ta có thể sử dụng 7 tiết, và chúng ta chỉ tập trung cho cái bài 2 ở chủ đề 3 là 9 tiết, bởi vì là nó có hai nội dung, ví dụ thế. Thì đây hoàn toàn là cái quyết định của thầy cô, và nó phụ thuộc vào các cái yếu tố như tôi vừa trao đổi là điều kiện cơ sở vật chất về phương pháp dạy học, mức độ tiếp thu của học sinh để chúng ta có thể phân phối. Như vậy chúng ta có thể linh hoạt trong cái việc mà phân phối thời lượng cho mỗi một bài học, và nó ở mức tương đối. Thế tiếp theo thì đến cái phần mà chúng ta xây dựng cái kế hoạch bài dạy. Thì hiện nay chúng ta biết là khi xây dựng kế hoạch bài dạy thì chúng ta sẽ phải tính toán xem là chúng ta dựa theo những cái gì để chúng ta xây dựng. Thứ nhất là chúng ta đang có cái quyết định 5512 đúng không ạ, về việc xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục. Chúng ta thấy là gì, trong các cái mẫu mã thì ở cái phần mà ở đây thì chúng ta sẽ trao đổi, nhưng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về việc xây dựng kế hoạch bài dạy, tức là mỗi một giáo án ở đây chúng ta bàn đến cái việc là chúng ta xây dựng kế hoạch bài dạy hay giáo án giảng dạy cho một một tiết học. Bởi vì là cái này sẽ là cái nền móng cơ bản để các thầy cô tổ chức mỗi một giờ học. Đấy, còn sau này các cái khung mẫu lớn nó yêu cầu đòi hỏi như nào thì chúng ta sẽ bám vào đó, chúng ta triển khai thôi. Thế thì hiện nay theo 5512 chúng ta thấy là theo cái kế hoạch bài dạy, thì nó trong một kế hoạch bài dạy nó sẽ gồm các cái phần như tôi trình bày trên, đó là gì, mục tiêu. Đấy, mục tiêu thì có mục tiêu về kiến thức, về năng lực, về phẩm chất. Cái phần đầu thì cũng nói về mẫu chung rồi. Cái nội dung thứ hai đó là các cái thiết bị dạy học và học liệu, tức là trên cơ sở các cái yêu cầu cũng như là dự tính các cái phương pháp và các cái dụng cụ phục vụ cho cái việc học tập đó thì cần những thiết bị học liệu nào. Thứ ba nữa là cái tiến trình dạy học. Đấy, trong tiến trình dạy học, tức là cái lịch trình của một cái kế hoạch bài dạy đấy thì sẽ gồm những nội dung như thế nào.
và ít nhất thì nó sẽ gồm có các cái hoạt động, bốn cái hoạt động đấy. Thì đấy là cái quy định trong trong quyết định 5512. Ngoài ra thì ở đây chúng ta lưu ý và cũng chúng ta thấy là từ ban hành từ năm 2020 khi triển khai cũng có nhiều ý kiến trái chiều, những ý kiến mà trao đổi thắc mắc, thì chúng ta thấy là gì, bộ đã có những cái văn bản thực tế mỗi năm cũng văn bản, thì hiện nay cái văn bản gần nhất chúng thấy là gì, ở đây chúng có cái ý để thể hiện rõ thôi, tức là trong cái văn bản 1496, công văn 1496 gửi các sở giáo dục đào tạo, nó thấy là gì, có một cái phần thể hiện rõ nội dung là gì, đối với lớp 6, lớp 7, lớp 10, tức là ở cái thời điểm đó năm 2022 bắt đầu sách lớp 10 ra đời, thì chúng ta thấy là cái nội dung thực, tức là cái việc mà xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường thực hiện theo công văn 5512, chúng ta thấy đây là một cái yêu cầu bắt buộc rồi. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là có một cái dòng ghi rằng là các cái phụ lục kèm theo công văn 5512 được sử dụng để tham khảo. Đấy, để tham khảo trong việc xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức học, kế hoạch giáo viên, và đặc biệt là kế hoạch bài dạy hay là giáo án. Thế thì như vậy có thể thấy là gì? Cái 5512 là một cái khung đưa ra, và các cái yêu cầu nội dung cần phải có trong một cái kế hoạch bài dạy là cái gì thì chúng ta phải đảm bảo. Thế còn cụ thể chi tiết mẫu mã của nó thì chúng ta tham khảo và chúng ta vận dụng để cho nó phù hợp với cái môn học của mình. Nó biết là 5512 thì xây dựng cho tất cả các môn học chứ không phải chỉ một môn môn học nào, và giáo dục chất lại là một cái môn tương đối đặc thù. Đấy, thì chúng ta sẽ phải bám theo cái quy định đó, và chúng ta vẫn phải dựa vào các cái khoa học như là các cái quy định của một cái giờ giờ học thể thao. Đấy, và cụ thể ở đây là một giờ giáo dục chất. Đấy, thì chúng ta để chúng ta xây dựng, thì đấy là chúng ta thấy rằng là cái công văn 1496 này nó cho phép chúng ta thấy rằng cái 5512 là một cái khung để chúng ta bám theo, nhưng nó không hoàn toàn là cứng nhắc, chúng ta phải thực hiện 100% là như vậy. Ngoài ra thì khi xây dựng cái kế hoạch bài dạy, chúng ta biết là có một cái công văn 5555, 45 năm 2014 về cái việc là hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy, kiểm tra đánh giá, vân vân. Cái bản chất ở đây là thể hiện rõ được trong cái việc tổ chức giờ dạy nó có mấy cái nội dung mà trong một cái kế hoạch bài dạy cần phải có. Đó là gì, có mấy hoạt động. Một là chuyển giao nhiệm vụ học tập, giáo viên sẽ chuyển giao nhiệm vụ học tập như nào. Thứ hai, học sinh thực hiện cái nhiệm vụ học tập ra sao và phải báo cáo kết quả thảo luận như thế nào. Và cuối cùng là đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Như vậy là gì, chúng ta sẽ phải kết hợp, đan xen kết hợp các cái văn bản quy định này khi mà chúng ta xây dựng một cái kế hoạch bài dạy. Thế thì để xây dựng kế hoạch ra bài dạy đối với sách giáo khoa học chất cánh diều, thì đối với sách giáo viên, đối với giáo viên thì chúng tôi có một cái lộ trình, tức là gì ạ? Để xây dựng được một kế hoạch bài dạy thì chúng ta đảm bảo hiệu quả nhất, chúng ta nên kết hợp sách giáo khoa với sách giáo viên để xây dựng kế hoạch bài dạy. Tất nhiên ở đây chúng ta nói là ở đây chúng ta để là nên, chứ chúng ta không có yêu cầu là bắt buộc là sử dụng sách giáo viên, nhưng nếu chúng ta sử dụng một cách linh hoạt sách giáo viên, bởi vì nó là một cái tài liệu hỗ trợ rất tốt, thì chúng ta sẽ xây dựng kế hoạch bài dạy phù hợp. Ở đây chúng ta thấy là gì, sách giáo viên như vừa mới giới thiệu ở phần trên là có đầy đủ chi tiết nội dung và cái hướng dẫn, đặc biệt về trình tự giảng dạy đúng không? Đấy, các phương pháp cũng xây dựng bài dạy, hoặc là chi tiết hóa các cái nội dung tập luyện ở trong sách giáo khoa vân vân. Thế thì chúng ta kết hợp nó sẽ tạo ra một kế hoạch bài dạy phù hợp nhất và đảm bảo tính khoa học cũng như là phong phú. Thế thì trên tinh thần đó thì chúng tôi mới thiết kế một cái mẫu giáo án cũng được, hoặc là gọi kế hoạch bài dạy. Thì cái này chúng ta tùy chúng ta thôi, chúng ta có thể bám theo cái công văn quy định, có thể là từng nơi từng sở chúng ta có thể quy định, nhưng bản chất là nó không có thể thay đổi. Ví dụ ở phần đầu, phần tên trường, kế hoạch bài dạy số hoặc là giáo án số, và tên bài giảng, những cái thông tin thì không nói. Ở phần bên dưới chúng ta sẽ thấy là đảm bảo đúng cái cấu trúc của một cái kế hoạch bài dạy là gì, gồm có mục tiêu, thiết bị dạy học và tiến trình dạy học. Đấy, trong đó mục tiêu có kiến thức, mục tiêu về năng lực, mục tiêu về phẩm chất, thiết bị dạy học. Như vậy là cái phần mục tiêu, phần thiết bị dạy học là về cơ bản là chúng ta giữ nguyên theo cái công văn 5512. Ở phần tiến trình dạy học thì có một chút điều chỉnh để nó thể hiện rõ và nó phù hợp hơn với cái môn môn giáo dục chất của chúng ta. Cụ thể ở đây chúng ta thấy là gì, chúng tôi thiết kế một cái cấu trúc, nó gồm có cấu trúc bài học gồm có 3 phần, là phần mở đầu, phần cơ bản và phần kết thúc.
Thế thì trong cái tinh thần của công văn 552 thấy là trong một cái kế hoạch bảo dạy nó phải gồm có bốn cái hoạt động, đó là hoạt động mở đầu, thứ hai là hoạt động hình thành kiến thức mới, và thứ ba là hoạt động tập luyện, thứ tư là hoạt động vận dụng. Thế thì chúng ta thấy là gì ạ? Trong cái cấu trúc này, một cái bài giờ học thể dục thao ấy, theo cái lý thuyết của khoa học thể thao, thì chúng ta thấy một giờ học nó sẽ gồm có các cái phần, phần đầu, phần cơ bản và phần kết thúc. Thế thì chúng ta xây dựng cái cấu trúc này để nó đảm bảo cái cấu trúc của giờ học thể thao, nhưng nó lại vẫn thể hiện là nó có đủ các nội dung hoạt động trong một cái kế hoạch bài dạy gồm 4 phần như vậy. Và cụ thể là phần mở đầu thì chính là hoạt động mở đầu, phần cơ bản đưa vào hai nội dung là hoạt động hình thành kiến thức mới cũng như là hoạt động tập luyện, và phần thứ ba là phần kết thúc thì nó sẽ có các hoạt động vận dụng. Đấy, và bên cạnh đó thì chúng ta vẫn xác định cái khối lượng. Khối lượng thì đối với môn giáo dục chúng ta thấy là gì, có thể xác định thời gian về số lần số lượt, thì cái này tùy thuộc vào từng nội dung, từng tình huống để chúng ta lựa chọn. Đấy, và chúng ta sắp xếp phù hợp. Phần phương pháp tổ chức dạy học thì chúng ta có khác một chút so với trước đây, đó là chúng ta có thể để chung trong một cái phần phương pháp dạy học một cột. Tuy nhiên thì hiện nay thì tách rõ ra để làm rõ được là hoạt động giáo viên như nào, hoạt động học sinh như nào, để chúng ta vừa thể hiện rõ được bốn cái nội dung hoạt động trong cái theo cái công văn 5555, vừa chúng ta vừa trao đổi đúng không ạ? Giáo viên sẽ phải làm gì, học sinh sẽ phải thực hiện nội dung như nào, báo cáo ra sao, và cuối cùng đánh giá sẽ như nào. Thì đấy là cái mẫu mà chúng tôi dựa trên cái quy định hiện hành cũng như là các cái lý thuyết về giờ học cho môn thể thao, môn giờ học thể thao, để xây dựng một cái kế hoạch bài dạy như vậy. Thì trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ sau đây chúng ta sẽ thực hành, tức là phối hợp sử dụng sách giáo khoa và sách giáo viên trong việc biên soạn xây dựng kế hoạch bài dạy cho môn giáo chất ở lớp 12. Cụ thể ở đây lấy ví dụ trong môn bóng rổ thì đầu tiên ví dụ như lấy một cái bài số 2 là kỹ thuật dẫn bóng 2 bước ném rổ một tay dưới thấp và kỹ thuật đột phá qua người bước chéo, và tôi đặt vấn đề ở đây là chúng ta sẽ học cái nội dung kỹ thuật thứ hai. Buổi đầu tiên, giáo án đầu tiên là kỹ thuật đột phá qua người bước chéo. Thế thì đây là toàn bộ cái phần trích dẫn ở nội dung sách giáo khoa, bao gồm phần mở đầu, phần kiến thức mới ở nội dung kỹ thuật là đột phá bước chéo, và phần luyện tập là gồm có các cái nhóm bài tập luyện tập kỹ thuật đột phá qua người bước chéo đúng không? Và các cái trò chơi liên quan. Đấy. Thế thì khi bắt đầu biên soạn, nó sẽ xác định nội dung của giáo án hay nội dung của kế hoạch bài dạy là gì. Thì đầu tiên nó sẽ xem ở phần kiến thức mới, đấy là chúng ta học cái gì. Và sau đó chúng ta sẽ quay lại xem là vậy thì học nội dung này học sinh sẽ phải đạt được cái yêu cầu là gì. Nhưng ở đây chúng ta cần lưu ý là một bài học trong sách nó tương ứng với khoảng 7 đến 8 tiết đúng không ạ? Thậm chí ví dụ như cái bài này chúng ta có thể sắp xếp đến 9 tiết đúng không ạ? Vậy thì 9 tiết thì nội dung của kỹ thuật đột phá bước chéo sẽ gồm có mấy tiết đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta để cho 4 tiết. Đấy, thì 4 tiết thì đây là cái tiết đầu tiên. Kế hoạch bài dạy cho cái buổi đầu tiên thì chúng ta yêu cầu đến mức độ nào, chứ không phải yêu cầu cần đạt ở đầu là yêu cầu của cả một bài học. Đấy. Thế thì sau khi có nội dung thì chúng ta xác định yêu cầu cần đạt. Để đạt được đó, điều đó thì chúng ta cần xem là tập nội dung nào, thì chúng ta sẽ xem ở phần luyện tập ở trong sách giáo khoa nó có các cái bài tập như thế nào đúng không? Các bài tập về cơ bản thì được sắp xếp theo cái trình tự dạy học rồi, thế thì chúng ta sẽ lựa chọn nó như thế nào đúng không? Và chúng ta có sử dụng hay không sử dụng trò chơi vận động trong cái quá trình luyện tập. Đấy. Khi chúng ta xác định xong rồi, chúng ta lại quay lại xem là vậy thì luyện tập các nội dung như vậy thì nó sẽ đòi hỏi cái người học sẽ phải chuẩn bị như thế nào, tức là phải khởi động chuyên môn, khởi động chung như thế nào để cho nó phù hợp với cái phần mà kiến thức cơ bản mà chúng ta sẽ học trong cái kế hoạch bài dạy này, trong giáo án này đúng không? Thì đấy là phần sách giáo viên, à xin lỗi, sách giáo khoa. Thì sau khi xem sách giáo khoa thì chúng ta sẽ xem sách phối hợp với xem sách giáo viên. Xem sách giáo viên chúng ta sẽ thấy là gì, thứ nhất là phần phân tích kỹ thuật động tác, thì về cơ bản đối với sách lớp 12 chúng ta thấy là gì, cái kỹ thuật động tác mới đều đã được phân tích tương đối là đầy đủ theo các cái giai đoạn cũng như có hình ảnh để mô tả, thì trong sách giáo viên có thể sẽ không không trình bày lại. Thì nếu như những nội dung nào mà trình bày chưa rõ thì sẽ có những phần mà bổ trợ để phân tích kỹ hơn. Tiếp đến là gì ạ? Đó là trình tự dạy học. Trình tự giảng dạy nó sẽ quyết định cái việc chúng ta sắp xếp cái thời lượng cũng như là các cái nội dung của trong 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 cái kế hoạch bài dạy như thế nào đúng không ạ? Sẽ thị, cho chúng ta sẽ tổ chức là giới thiệu cái gì này, thị phạm như thế nào này đúng không ạ? Sử dụng các bài tập ra sao này. Đấy. Thứ hai là khi luyện tập thì nó sẽ phải xác định được cái mục đích của phần luyện tập đó là cái gì. Đấy, với giáo án này thì mục đích luyện tập là cái gì? Các bài tập mà chúng ta giới thiệu trong sách nó có mục đích ra sao? Đấy, để chúng ta xem là cái bài tập đó như nào. Và ngoài ra trong cái phần luyện tập thì chúng ta thấy là trong sách giáo viên nó sẽ có một phần gọi là
gợi ý một số bài tập tương tự, tức là có cùng mục đích và tập cùng mục đích như vậy, nhưng mà những bài tập khác thì các thầy cô có thể chọn, tức là nó đã nhiều hơn so với sách giáo khoa. Bên cạnh đó là trò chơi vận động. À, trò chơi vận động thì trong phần sách giáo viên chúng ta thấy là nó xác định rất rõ về cái mục đích tập luyện, đó, mục đích của cái trò chơi, và có giới thiệu thêm các trò chơi mới. À, trò chơi mới giới thiệu gợi ý những trò chơi để các thầy cô có thể thiết kế thay vì những nội dung sách trong sách. À, và cái thứ tiếp theo nó là phần lỗi sai thường mắc. Thì lỗi sai thường mắc, nếu như đây là cái giáo án đầu tiên dạy kỹ thuật mới này thì có thể nó sẽ chưa có, hoặc nó có nhưng chúng ta sẽ chưa thể chuẩn bị được ngay trong cái giáo án đầu tiên mà chúng ta dạy, đó giáo án tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng. Thế ở đây chúng tôi đặt vấn đề là giáo án đầu tiên thì nó chưa có lỗi sai thì có thể chúng ta chưa sử dụng đến nội dung này. Thế thì sau khi xem xét cái nội dung sách giáo khoa, sách giáo viên, cái trình tự như vậy, chúng ta quay lại đối với cái khung của cái giáo án này hay kế hoạch bài dạy này, chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ đi lấp các cái nội dung này vào. Đấy. Thứ nhất là phần về kế hoạch bài dạy, chúng ta thấy tên trường, tên bộ môn thì cũng nói, nhưng mà đúng không, cái tên bài giảng nó xác định đây là kỹ thuật đột phá bước chéo, là cái nội dung chính của cái buổi của giáo án này, và chúng ta sẽ xác định mục tiêu. Đấy, mục tiêu về kiến thức là biết cách thức thực hiện kỹ thuật đột phá bước chéo, tức là giáo án đầu tiên chúng ta chỉ thấy là giúp học sinh xem, quan sát và thực hiện, và biết được là cái kỹ thuật đột phá bước chéo này nó sẽ thực hiện được như thế nào, thực hiện như thế nào. Thế còn về kỹ năng, về năng lực thì nó sẽ thể hiện thực hiện đúng các giai đoạn kỹ thuật đột phá bước chéo. Ở đây cũng lưu ý là thực hiện đúng các giai đoạn thôi, tức là từng giai đoạn của kỹ thuật này, thì bởi vì trong cái giáo án này chúng ta sẽ dạy từng bước một, đúng không, thì em sẽ phải thực hiện đúng nó. Có khả năng quan sát, điều chỉnh sửa sai động tác trong tập luyện, tức là với những cái giai đoạn tập luyện này, với từng giai đoạn này thì em sẽ phải biết quan sát, bởi vì chúng ta sẽ có những nội dung chú ý xem là học sinh xem là kỹ thuật này thì thực hiện như thế nào, và nếu sai thì chúng ta phải biết điều chỉnh như thế nào. Biết lựa chọn tham gia trò chơi vận động phù hợp, có nghĩa là chúng ta sẽ yêu cầu học sinh là sẽ phải chọn được chọn hoặc là tham gia những cái trò chơi mà nó phù hợp cho việc hỗ trợ để nâng cao cái việc hiệu quả học tập kỹ thuật đột phá bước chéo. Đấy, có thể biết điều khiển tổ nhóm tập luyện, nhận xét, cái này chúng ta có thể đặt thêm yêu cầu. À, thứ hai về phẩm thứ ba là về phẩm chất, thể sự ham thích, đam mê, mong muốn và có trách nhiệm trung thực, đoàn kết. Thì cái này các thầy cô cũng có thể tùy thuộc vào cái thời điểm mà chúng ta giảng dạy cái giáo án này, chúng ta sẽ đặt ra thêm phẩm chất cho học sinh. Về thiết bị và học liệu, chúng ta thấy là gì, có thể sử dụng tranh ảnh hoặc có thể sử dụng video thì tùy thuộc, chúng ta có thể xác định. À, ví dụ như trong giáo án này chúng tôi có thể sử dụng tranh ảnh kỹ thuật đấy để cho học sinh xem, có thể tranh ảnh ngay trong sách để chúng ta dùng. À, hoặc là gì, bóng rổ, về điều kiện về bóng rổ, bóng tiêu chuẩn có thể là mỗi học sinh một quả hoặc là hai người một quả, hoặc trong điều kiện khác chúng ta cũng thể diện điều chỉnh số lượng quả bóng cho nó phù hợp với thực tế, sân bóng rổ tiêu chuẩn hoặc mặt sân bằng phẳng. Với kỹ thuật đột phá của người bước chéo, nếu có rổ, giáo án đầu tiên có rổ cũng tốt, mà không có rổ không sao, bởi chúng ta chỉ cần mặt sân bằng phẳng thôi, phải tập luyện các giai đoạn kỹ thuật động tác thôi chứ chúng ta chưa ném vào rổ ngay, đúng không, có còi, có cọc mốc, vân vân. Thế thì cái phần đầu chúng ta sẽ xác định rất nhanh, đúng không? Sau khi chúng ta xác định được cái nội dung học, yêu cầu cần đạt cũng như là gì, cái phần luyện tập sẽ luyện tập cái gì, để chúng ta xác định hai nội dung ban đầu nhanh. Đến cái phần thứ tiếp theo đó là phần tiến trình dạy học hay là các nội dung dạy học, trình tự dạy học. Đấy, chúng ta sẽ thấy là bám một cái quy trình này, chúng ta sẽ đi lần lượt từng cái một, đúng không? Ở giai đoạn 1 hay là cái phần đầu, phần mở đầu hay hoạt động mở đầu của giờ học, thì chúng ta thấy là gì, hoạt động mở đầu chúng ta sẽ xác định được là gì, trên cơ sở cái nội dung về mục tiêu và phần khởi động, đúng không, quy định chung là gì ạ, phần tập trung là về cơ bản các giáo án giống nhau, đúng không ạ, chúng ta nhận lớp, phổ biến điểm danh. À, và nhận lớp thì giáo viên sẽ là người được giao trách nhiệm nhận lớp. Thế còn đối với học sinh, để phát huy cái vai trò của học sinh thì nó thấy là gì, cán bộ lớp sẽ tập trung, cán bộ lớp hoặc chúng ta có thể cho bất kỳ một bạn nào trong lớp, khi mà chúng ta đã tổ chức giờ học giáo dục rất nhiều lần rồi, đúng không ạ, chúng ta có thể giao cho các học sinh khác nhau chứ không nhất thiết là cứ phải gì ạ, cán bộ lớp. Thế sẽ tập trung và báo cáo sĩ số, có thể báo cáo thêm về tình hình sức khỏe, đúng không? Hoặc giáo viên sẽ hỏi trực tiếp, và học sinh sẽ tiếp nhận nhiệm vụ từ giáo viên, tức là giáo viên thì giao nhận lớp, giao nhiệm vụ, và học sinh thì tập trung báo cáo và nhận những nhiệm vụ. Tiếp đến là phần khởi động, thì chúng ta thấy là để thực hiện cái kỹ thuật này thì phần khởi động chung thì về cơ bản nó giống nhau của các giáo án thôi, đúng không? Chúng ta tập luyện đối với bóng rổ thì chạy nhẹ nhàng, sau đó thì xếp thành vòng tròn hoặc có thể gì ạ, xếp thành các hàng ngang để chúng ta tập luyện tùy vào đội hình, tùy vào địa hình thực hiện. Đấy, thế thì ở phần này giáo viên sẽ giao nhiệm vụ, giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh phụ trách, bởi vì là học đến giai đoạn này rồi thì học sinh chắc chắn là đã biết điều khiển tổ nhóm để trong việc điều khiển khởi động rồi, đúng không ạ?
nhưng mà giáo viên cũng sẽ quan sát và hỗ trợ hướng dẫn thêm trong cái quá trình tổ chức khởi động. Đấy, và học sinh là những người phụ trách điều hành khởi động. Xong hết phần khởi động chung đúng không ạ, đến phần khởi động chuyên môn thì nó thấy là gì ạ? Khởi động chuyên môn đối với kỹ thuật dẫn bóng đột phá qua người bước chéo thì cũng thấy là gì, nó đòi hỏi phải gì, phải có khả năng di chuyển, đòi hỏi phải có khả năng dẫn bóng, mà di chuyển đây là di chuyển đổi hướng đúng không, vân vân. Thế thì để chuẩn bị cho cái nội dung học này thì trong phần khởi động chuyên môn, thứ nhất là chúng ta khởi động với bóng rồi, tại chỗ khởi động dẫn bóng đúng không? Dẫn bóng cao, dẫn bóng thấp để học sinh làm quen các kỹ thuật dẫn bóng khác nhau. Và thứ hai là dẫn bóng biến hướng, đây là một trong những đòi hỏi trong khi thực hiện kỹ thuật đột phá đúng không? Thế thì giáo viên sẽ tổ chức, giáo viên cũng thể điều hành, bởi vì phần này là tùy vào nội dung của buổi học, giáo viên sẽ chọn nội dung khởi động phù hợp, có thể học sinh chưa biết và giáo viên cũng có thể cho học sinh khởi động, tổ chức khởi động chuyên môn nếu như mà chúng ta sử dụng những nội dung mà học sinh đã biết. Đấy. Đội hình khởi động và các hình thức khởi động, chúng ta sẽ vẽ ra cái sơ đồ. Đấy. Thì như vậy là chúng cái phần mở đầu, hoạt động mở đầu thì nó sẽ rất là đơn giản đúng không ạ? Tiếp theo đến cái phần thứ hai là phần cơ bản. Phần cơ bản này thì gồm có hai nội dung, đó là hoạt động hình thành kiến thức mới và tập luyện. Thế thì để hình thành kiến thức mới thì thứ nhất là chúng ta sẽ xem các nội dung ở phần kiến thức mới, đó là phần phân tích kỹ thuật động tác, những điểm cần chú ý. Thế thì ở trong sách giáo khoa đã có đúng không ạ? Trong giáo án thì trong kế hoạch bài dạy nó không ghi quá chi tiết, là chúng ta lọc những cái nội dung quan trọng theo các cái trình tự thực hiện của một kỹ thuật động tác, và chúng ta hoàn toàn có thể đưa cái hình ảnh trên sách vào trong cái kế hoạch bài dạy này đúng không ạ? Chúng ta mô tả nó rất rõ. Thứ hai nữa là xác định những cái điểm chú ý quan trọng cần thiết theo cái hướng dẫn ở trong sách giáo khoa đúng không? Thời lượng thì chúng ta căn cứ vào cái nội dung chúng ta lựa chọn, ví dụ ở đây chúng ta lựa chọn là khoảng 15 đến 16 phút. Đấy. Sau đó thì khi mà chúng ta có nội dung rồi thì trong cái phần hoạt động của giáo viên học sinh thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta trên cơ sở gì ạ? Cái phương pháp mà dạy, cách thức lựa chọn phương pháp dạy học thì chúng ta có thể gì ạ? Giáo viên chia học sinh thành các nhóm để tự nghiên cứu tranh ảnh, trải nghiệm thực hiện chúng ta. Nội dung này chúng ta cũng có thể cho học sinh về nhà chuẩn bị trước, đúng không? Cho các em phân nhóm hoặc là tự các em sẽ tự nghiên cứu sách tự vân, thì khi đến là chúng ta có thể tổ chức gọi là đánh giá luôn, tức là cái mức độ tiếp thu học sinh tự nghiên cứu như thế nào. Đấy, thế thì học sinh để xem tranh ảnh kỹ thuật trên lớp đúng không? Sau đó thực hiện, sau đó cử đại diện để thực hiện các cái kỹ thuật động tác, sau đó học sinh các cái học sinh sẽ tự nhận xét lẫn nhau, và cuối cùng giáo viên có thể là sẽ bắt đầu, sau khi đó thì sẽ tổng kết lại và phân tích giảng giải kỹ thuật động tác. Đấy, giáo viên có thể trực tiếp làm mẫu hoặc có thể gì ạ, sử dụng băng hình video đấy, để cho học sinh quan sát một cách chi tiết cụ thể hơn từ các cái góc độ khác nhau đấy, để nắm bắt được về cái hình dung được về kỹ thuật động tác, nêu ra những điểm cần chú ý khi thực hiện. Thế còn học sinh thì sẽ đứng để quan sát đúng không, giáo viên vi phạm động tác. Thì như vậy đây là phần hình thành kiến thức mới đấy, thông qua cái phương pháp là gì ạ, cho học sinh nghiên cứu trước, sau đó giáo viên phân tích vi phạm và có thể là gì ạ, nêu ra những cái điểm cần chú ý đấy. Nội dung hoạt động thứ hai nó sẽ là gì, cái hoạt động tập luyện thì nó sẽ thấy là gì, nó sẽ bám vào các cái trình tự giảng dạy, tập luyện cái gì trước, tập luyện cái gì sau đúng không ạ, nội dung tập luyện là gì, các cái bài tập trong sách giáo khoa, các bài tập gợi ý ở trong sách giáo viên, và thậm chí chúng ta dùng không dùng mà chúng ta tạo ra các bài tập có mục đích tương tự. Thế thì ví dụ như trong giáo án này, để tập luyện kỹ thuật đột phá bước chéo, thứ nhất là trong trình tự giảng dạy đúng không ạ, chúng ta thấy là gì, sẽ phải gì ạ, tập mô phỏng các động tác theo ký hiệu trước đúng không ạ, đây là những tập từng giai đoạn đối với các di chuyển nhiều giai đoạn trong môn, đặc biệt trong môn rổ là môn mà đòi hỏi sự phối hợp cả tay cả chân và thân người, chúng ta thấy là cái việc mà tập luyện mô phỏng theo giai đoạn là rất quan trọng và tín hiệu, và sẽ phải thực hiện ngay từ đầu. Thì chúng ta sẽ thấy là gì, tập mô phỏng giai đoạn trước, sau đó đến tập các giai đoạn với bóng. Đấy, tập mô phỏng là không bóng, tập giai đoạn với bóng, rồi tập hoàn chỉnh cả một cái tất cả các giai đoạn vào thành thành cái giai đoạn hoàn chỉnh, một động tác hoàn chỉnh. Đấy. Thì như vậy đấy là trình tự, và cuối cùng sẽ tập thử cái giai đoạn hoàn chỉnh đấy với cái chướng ngại vật. À, chướng vật. Thế thì bên phần tổ chức thực hiện, phương pháp thực hiện chúng ta thấy là giáo viên sẽ hướng dẫn đồng thời sử dụng tín hiệu để điều khiển cho học sinh tập luyện mô phỏng theo mình. Thế còn học sinh sẽ xếp đội hình, ví dụ như là đội hình hàng ngang, và thực hiện từng bước, bước 1, bước 2, bước 3 theo cái tín hiệu của giáo viên. Thứ hai là sau đó giáo viên tổ chức tập luyện theo giáo viên cho học sinh đứng hàng ngang và tổ chức tập luyện với bóng. Đấy, cũng như vậy nhưng mà tập luyện với bóng, đúng không? Học sinh cũng sẽ thực hiện theo tín hiệu.
Và đến khi thành thục rồi đúng không, tập luyện được đầy đủ rồi thì mới bắt đầu mới diện nâng cao lên là đòi hỏi học sinh diện quan sát một cái cọc mốc như một cái người phòng thủ đúng không ạ, để học sinh thực hiện di chuyển bước chân làm sao cho nó phù hợp vượt qua cái cọc mốc. Và như vậy là giáo viên sẽ tổ chức cho học sinh xếp những nhà sử dụng tín hiệu như thế nào, giao nhiệm vụ cho cá nhân tập luyện như thế nào. Đấy. Và sau đó chia thành các nhóm, các cặp tổ chức như nào, tức là sẽ lần lượt từng từng cái giai đoạn tập luyện. Thế thì học sinh tương ứng với nó thì sẽ tập luyện theo cái tín hiệu của giáo viên là đầu tiên, sau đó sẽ tự mình tập luyện chỉnh sửa, sau đó tập luyện theo cặp, theo nhóm hỗ trợ nhau chỉnh sửa, vân vân. Đấy. Thì như vậy là chúng ta sẽ xây dựng được cái nội dung thứ hai của cái trong cái phần cơ bản đúng không ạ? Tiếp đến thì chúng ta thấy là gì ạ? Trong cái phần luyện tập này chúng ta còn có một cái nội dung nữa là chúng ta có thể ngoài các bài tập luyện tập chúng ta có thể sử dụng trò chơi đúng không ạ? Sử dụng trò chơi để luyện tập các kỹ thuật động tác. Đấy, hoặc là luyện tập các cái tố chất thể lực hỗ trợ cho việc thực hiện cái kỹ thuật động tác này. Thì ví dụ như ở đây trong sách giáo khoa chúng ta có một trò chơi là nhảy lò cò chuyền bóng tiếp sức. Nhảy lò cò chuyền bóng tiếp sức đây là cái bài tập mà giúp cho tăng cường phát triển cái khả năng linh hoạt đúng không? Sức mạnh của chân, sức mạnh của phát, bởi vì chúng ta biết là trong cái kỹ thuật đột phá thì cái khả năng di chuyển của chân mà đặc biệt là phải nhanh, dứt khoát. Thế thì cái kỹ thuật cái sử dụng bật nhảy lò cò này nó sẽ giúp cho gì ạ? Giúp cho học sinh phát triển tốt cái khả năng sức bật, khả năng di chuyển. Chính vì vậy mà chúng ta có thể sử dụng ngay cái nội dung này. Và nếu sử dụng ngay trong nội dung này thì mục đích cách chơi chúng ta đã thấy rồi đúng không ạ? Trong sách giáo viên xác định rõ mục đích, trong trò cách chơi thì trong sách giáo khoa đã biên soạn rất là đầy đủ, thì giáo viên chỉ có tổ chức chơi và chia học sinh thành các nhóm để chơi. Thế còn học sinh thì sau khi nghe phân tích tiếp thu cách chơi luật chơi thì sẽ tham gia trò chơi, và chúng ta có thể sử dụng sơ đồ ngay trong sách để mô tả minh họa cho cái trò chơi đó. Thế thì trò chơi này hoàn toàn có thể thay đổi bằng các trò chơi khác, không nhất thiết là phải dùng trò chơi, bởi vì trong sách chỉ giới thiệu một hai trò chơi thôi đúng không ạ? Chúng ta có thể sử dụng nhiều các nội dung trò chơi khác với mục đích tương tự là phát triển sức mạnh, khả năng khéo léo, tức là khả năng di chuyển, sức mạnh chân đúng không ạ? Nâng cao khả năng thực hiện những đột phá bước chéo. Phần tiếp theo đó là sau khi chúng ta xong hết thì đến phần kết thúc, nó thấy là gì, cấu trúc của phần kết thúc sẽ là gì, thả lỏng đúng không ạ? Thông qua các động tác thả lỏng, giáo viên giao nhiệm vụ hướng dẫn học sinh tổ chức thả lỏng. Có thể tự mình hướng dẫn, có thể gì, học sinh giao cho học sinh thả lỏng bởi vì bình thường biết rồi, nhưng cũng có thể tự mình hướng dẫn bởi vì là diện với một cái giáo án mới, với nhiều động tác kỹ thuật mới thì đòi hỏi các nhóm cơ vận động tham gia, thì giáo viên sẽ có thể tổ chức các bài tập thả lỏng kéo giãn cho nó phù hợp. Sau đó thì có thể tập trung trao đổi nhận xét về buổi tập đúng không ạ, nhận xét về ý thức thái độ về kết quả đúng không ạ, có thể nếu như có những thắc mắc những cái trao đổi trả lời trao đổi thì giáo viên sẽ trả lời giải đáp thắc mắc học sinh, tổng kết kiến thức cho học sinh. Đấy, và đặc biệt có một cái phần là gì, hướng dẫn ngoại khóa và hướng dẫn vận dụng kiến thức vào thực tiễn, là hoạt động vận dụng đúng không ạ, giao bài tập về nhà như thế nào và hướng dẫn học sinh vận dụng những cái nội dung đã học vào trong quá trình học tập như thế nào và trong quá trình rèn luyện hàng ngày ra sao đúng không ạ? Học sinh sẽ lắng nghe và tiếp thu nội dung như vậy. Thì đấy là toàn bộ cái trình tự để thực hiện một cái xây dựng một kế hoạch bài dạy cho mỗi tiết học. Đấy. Và chúng ta thấy là đây là toàn bộ cái nội dung giáo án từ phần gọi là một bắt đầu mục tiêu thiết bị cho đến tiến trình dạy học. Đấy, các cái phần xây dựng thành một giáo án của nội dung môn bóng rổ. Trên đây là cái cách thức mà chúng ta trao đổi, cách thức mà chúng ta dựa vào sách giáo khoa cộng với sách giáo viên, cộng với các cái quy định hiện hành, cộng với các cái phương pháp, cái gọi là cái lý thuyết trong cái việc xây dựng cái một bài học, một cái giờ học của tao để nó xây dựng một cái kế hoạch bài dạy theo các cái quy định như vậy. Thì sau này quan điểm tôi là chúng tôi giới thiệu cái cách chúng ta biên soạn trong một cái kế hoạch bài dạy cho một giáo án. Thế còn nếu mà các cái quy định mà đòi hỏi chúng ta phải xây dựng thay đổi khác đi hoặc mẫu mã nó đòi hỏi khác đi thì trên cơ sở cái cách thức vận dụng kiến thức của sách giáo khoa, kiến thức sách giáo viên và với cách thức như vậy thì chúng ta đều có thể xây dựng thành cái kế hoạch bài dạy. Kế hoạch bài dạy. Và chúng ta cũng có thể xây dựng kế hoạch bài dạy theo cái phương pháp này trên cơ sở là xây dựng kế hoạch bài dạy cho nhiều tiết học. Bởi vì chúng ta biết là một bài học hay một kế hoạch bài học có thể là một giáo án nhưng cũng có thể là nhiều nhiều giáo án hay nhiều tiết học. Đấy, thế thì đấy là cái cách mà chúng tôi trao đổi hướng dẫn thầy cô và trên cơ sở quy định hiện hành thầy cô có thể triển khai rộng rãi thực hiện được theo các cái quy định nếu mà có sự thay đổi.
Tiếp theo thì đến cái phần trao đổi thảo luận, thì trước khi thảo luận chúng tôi muốn dành một chút thời gian để các thầy cô xem qua một cái video giáo án giảng dạy với cái tiết học vừa rồi. Tất nhiên là cái kế hoạch bài dạy cũng như cái phương pháp của giáo viên thì là do giáo viên sẽ trực tiếp triển khai. Đấy, nó cũng sẽ có những cái khác biệt nhất định so với cái kế hoạch mà chúng tôi vừa biên soạn, vừa vừa trao đổi thầy cô. Thì mời các thầy cô theo dõi. Và trong quá trình đấy thì các thầy cô toàn bộ từ đầu đến giờ có những cái nội dung gì cần trao đổi, cần thảo luận, cần họp, các thầy cô có thể nhắn vào trong cái nhóm chat để chúng tôi tổng hợp các nội dung, và sau đó chúng ta sẽ trao đổi thảo luận. Hoặc là lát nữa xong đến phần mà chúng ta trao đổi trực tiếp thì cũng rất mong thầy cô có thể bật mic, bật cam và chúng ta sẽ trao đổi trực tiếp với nhau, hoặc là chia sẻ các nội dung kiến thức hoặc là nội dung kinh nghiệm trong cái quá trình triển khai sách giáo khoa học chất ở cấp trung học phổ thông, ít nhất là đến năm nay là năm thứ ba. Thì rất mong là phần thảo luận nó sẽ có nhiều nội dung như vậy. Sau đây thì mời kỹ thuật viên sẽ chiếu cái video giáo án giảng dạy kỹ thuật đột phá bước chéo để cho các thầy cô cùng theo dõi. Vâng, mời kỹ thuật viên. Lớp chú ý thành 4 hàng ngang tập hợp. Ghi âm. Nhìn trước thẳng. Nhìn phải thẳng. Thôi. Báo thầy giáo, hôm nay sĩ số đầy đủ, trang phục đầy đủ, sức khỏe tốt, đến giờ mời thầy giáo lên lớp, báo cáo hết. Được, mấy con về chỗ. Cả lớp chú thầy giáo. Khỏe. Chúc cả lớp khỏe. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu chúng ta một kỹ thuật mới, kỹ thuật có tên là đột phá bước chéo. Sau đây lớp trưởng sẽ cho các bạn khởi động. Cả lớp bên trái quay về đội hình vòng tròn khởi động, chạy thường chạy. Đấy, nam làm chuẩn. Mỗi cách nhau một phải tay dẫn ra. Rồi, sau đây lớp trưởng cho bạn khởi động. Nào tay hay không? Đánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, tay ngược. 1, 2, 3, mở rộng biên độ ra. 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, văn mình. Chú ý này, rồi cao tay lên con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, nào tới bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác ra, đá lăng chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chúng ta lưu ý đá cao chân 2, lên. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Rồi, cho các bạn khởi động khớp đi. Bắt cổ bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chậm thôi, 8, chậm biên độ 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, không. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, cuối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Xoay cổ tay của chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Hết dọc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi em ngang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Hết vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Em lưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Nếu chú ý, chúng ta di chuyển về đội hình 4 hàng dọc để chuẩn bị cho khởi động chuyên môn. Rồi, lớp trưởng cho bạn chạy các động tác khởi động. Chạy bước nhỏ. Ta lưu ý chúng ta chạy bằng mũi bàn chân thôi. Dẻo cổ chân ạ. Chạy chậm và giữ hàng lối. Bước nhỏ thôi. Một số bạn đang thực hiện sai rồi. Nâng cao đùi. Cao đùi lên con. Nhấc cao đùi lên. Hơi gót. Chậm lại một chút nào. Cho bạn về hàng. Nó tăng lên rổ. Ta lưu ý đây, vươn cao tay lên. Vươn cao tay lên. Thẳng tay lên nhá, cao thẳng tay lên con. Nhá. Rồi. Bên phải quay. Lấy đầu hàng bên phải làm chuẩn. Dẫn ra. À chú ý. Chú ý nấm ở dưới chân. Sau đây hai bạn đầu hàng 1 và đầu hàng 3 chúng ta lên khu vực để lấy bóng mang về cho hàng của mình. Chúng ta đưa tận nơi. Nam đứng lên đây con. Thằng ba đủ chưa? Rồi sau đây chúng ta sẽ bắt đầu khởi động với bóng. Động tác đầu tiên chúng ta truyền qua lại hai tay trước mặt. Lớp thực hiện.
Lưu ý chúng ta sẽ giơ cao tay lên. Rồi, chúng ta giơ cao tay lên nào. Bóng để cao trên đầu. Thẳng tay. Rồi chúng ta giơ thẳng tay con. Đưa bóng ra phía trước. Đã lưu ý giữ thẳng tay, giữ thẳng tay. Thẳng tay các bạn. Thấp xuống. Thôi. Cả lớp vòng bóng qua hông. Bắt đầu. Đúng rồi, làm chậm thôi. Thôi. Hàng 1, hàng 3. Đằng sau quay. Chuyền bóng. Hàng 2, hàng 4. Chúng ta tiếp tục tập luyện giống hàng 1 và hàng 3. Bắt đầu. Rồi, hai tay đưa lên cao. Cao tay lên nữa. Thẳng lên. Cao tay lên. Đấy. Đưa bóng ra phía trước. Thẳng tay nhá, chúng ta thẳng tay. Động tác tiếp theo, vòng bóng qua hông. Thôi. Hàng 2, hàng 4 chúng ta tiếp tục này. Hai chân ra mở rộng ra. Hai chân mở rộng. Đập bóng vào tay phải. Hai chân trùng gối. Trùng gối xuống rồi, trùng gối xuống. Tay không chống à, tay không chống. Tay không chống. Đã lưu ý là tay chúng ta không chống vào đầu gối nhá. Trùng gối xuống rồi. Tức là chuyền bóng cho hàng 1 và hàng 3. Hàng 1 và 3 đập bóng tay phải. Bắt đầu. Hai chân mở rộng. Trùng gối xuống. Mạnh con. Chậm thôi. Đấy là vỗ tay rồi. Lưu ý là không chống tay vào đầu gối nhá. Xuống gối xuống nhá. Lưng thẳng. Đổi tay. Tức là cầm bóng. Sau đây chúng ta di chuyển quay trở lại về bốn hàng để tập di chuyển dẫn bóng. Bắt đầu. Sau đây lớp trưởng tiếp tục điều hành các bạn thực hiện kỹ thuật dẫn bóng di chuyển. Mỗi người thực hiện 2 lần. Chúng ta di chuyển dẫn bóng di chuyển đến nấm trên kia, sau đó dòng sang hai bên đi về hàng. Chúng ta quan sát về phía trước. Vị trí con ơi. Sau đây chúng ta sẽ thực hiện dẫn bóng bằng hai tay. Đổi tay liên tục. Đổi hai tay liên tục.
đập bóng thấp thôi. Chúng ta lưu ý đập bóng thấp thôi. Chặn thôi. Nhanh. Đánh. Tay mà con. Đổi tay. Nhớ đổi tay. Hai tay. Đợi thôi chứ. Lớp chú ý đây. Và lớp tiếp theo chúng ta sẽ là dẫn bóng dích dắt nữa chưa? Sẽ để nấm ở phía trước rồi. Và chúng ta sẽ cùng quan sát thầy làm mẫu về động tác dẫn bóng dích dắt bằng tay phải. Ta dẫn bóng vòng qua các cái nấm thầy đã đặt ở phía trước mặt của chúng ta. Cả lớp cùng quan sát. Sau khi thực hiện xong, chúng ta vòng sang hai bên và đi về cuối hàng của mình. Lớp trưởng tiếp tục cho bạn tập luyện. Đập mạnh lên con, đập bóng mạnh lên. Con ơi chạy sai hình rồi. Thế ok. Rồi. Sau đây các bạn đầu hàng, chúng ta thu nấm vào cho thầy. Đặt ở vị trí này cho thầy. Ôi, chúng ta sau khi ôn về dẫn bóng xong, bây giờ thầy mời chúng ta về đội hình để học bài mới. Đã di chuyển về trên này. Về đội hình chữ U. Đây. Cạnh chữ U ở đây cho thầy. Đó, chú ý. Nghĩ. Nghiêm. Sau đây thầy sẽ giới thiệu chúng ta bài học ngày hôm nay. Kỹ thuật mới có tên là đột phá bước chéo. Sau đây cả lớp nhìn lên TV để quan sát kỹ thuật đột phá bước chéo. Chào lớp, hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta một kỹ thuật mới, kỹ thuật mang tên là đột phá bước chéo. Sau đây cả lớp cùng quan sát. Các bước thực hiện kỹ thuật. Bước 1, bắt bóng. Khi bắt bóng, trọng tâm thấp, hai chân mở rộng. Bước 2, đưa bóng về phía mình muốn đột phá. Đồng thời đưa chân còn lại về phía trước, check sang bên phía mình muốn đột phá.
Bước 3, đập bóng và di chuyển về phía trước. Lưu ý khi đập bóng, chúng ta phải đập bóng trước khi nhấc chân trụ lên. Vừa xong thì chúng ta đã xem qua về kỹ thuật. Bây giờ thầy sẽ thực hiện lại cho chúng ta xem một lần nữa. Chưa nhở? Đăng cho thầy mượn. Thầy lớp quan sát thầy làm mẫu. Rồi, quan sát rõ chưa nhở? Rồi ạ. Sau đây sẽ làm chậm kết hợp với phân tích. Thầy lớp chú ý lắng nghe. Ở kỹ thuật đột phá bước chéo, chúng ta chia làm 3 bước. Bước 1 là bắt bóng. Khi bắt bóng, chúng ta bắt bóng bằng hai tay. Bóng để cao ngang bụng của mình, hai chân chúng ta mở rộng và trọng tâm thấp. Bước 2, khi đột phá, chúng ta muốn đột phá về bên nào thì chúng ta đưa bóng về bên đó. Ví dụ thầy muốn đột phá về bên phải thì sẽ đưa bóng về ngang hông bên phải. Đồng thời bước chân trái là chân còn lại chéo và chếch về phía bên phải. Bước 3, chúng ta đập bóng và tiến về phía trước. Lưu ý chúng ta phải đập bóng trước khi nhấc chân trụ lên. Chân trụ của chúng ta bây giờ là đang là chân phải. Tương tự chúng ta cũng làm như vậy với bên trái. Thầy lớp quan sát rõ chưa nhở? Sau đây chúng ta sẽ về đội hình tập luyện 4 hàng ngang. Lớp chú ý 4 hàng ngang tập hợp. Tới lớp trưởng làm chuẩn, mỗi cách nhau 5 mẫu gạch sẵn ra. Hàng 2, hàng 4 qua phải, 3 ô bước. Nam đưa cho các bạn để các bạn đặt bóng xuống đấm. Phân phát cho các bạn để đặt bóng xuống đấm. Để bóng xuống đặng. Thật đi xuống. Sau đây chúng ta sẽ tập đồng loạt với không bóng trước. Thầy sẽ thổi còi và chúng ta sẽ thực hiện. Mỗi tiếng còi sẽ là một bước. Các lớp cùng quan sát. Đó. Rồi, ta thực hiện lại. À, bạn nào đang sai chân ta sửa thầy nhá. Chúng ta bước chân trái lên phía trước. Bạn nào sai chân ta sửa, bước chân trái lên phía trước. Lưu ý là chân trái ta trùng xuống, trọng tâm thấp, đập bóng và tiến về phía trước. Chúng ta thực hiện lại. Rồi, có động tác đập bóng nhá. Đập bóng trước nhá, đập bóng trước. Lại nào, làm lại nào. Chúng ta lưu ý là chúng ta phải đập bóng trước khi chúng ta nhấc chân trụ lên, rõ chưa? Nhớ đập bóng trước này. Rồi. Sau đây hàng 1 và hàng 3 chúng ta sẽ cầm bóng. Chúng ta sẽ lấy những nấm trước mặt của mình là chướng ngại vật để chúng ta thực hiện, rõ chưa? Sau đây hàng 1 và hàng 3 chúng ta sẽ thực hiện trước. Đấy. Thank you.
Rồi, chúng ta về vị trí. Chúng ta đang quên mất một cái quan trọng này cho thầy mượn bóng. Đầu tiên, bọn bỏ qua cái bước là đưa bóng về hông, về vị trí mình muốn đột phá. Bọn đang cầm bóng và bọn bước chân lên luôn. Đúng không nhỉ? Chúng ta lưu ý trong thi đấu bóng rổ, nếu như chúng ta đưa bóng về phía trước, rất dễ bị đối thủ phá quả bóng của mình đi. Cho nên chúng ta phải đưa bóng về hông để làm gì? Bảo vệ quả bóng của mình. Được chưa nhỉ? Ta lưu ý này, 1 này, 2 này, đưa bóng về sau đó mới bắt đầu là bước chân lên. Chúng ta phải có cái động tác là bảo vệ quả bóng của mình. Được chưa nhỉ? Ta thực hiện lại. Rồi, hàng 1 và hàng 3 chúng ta đưa bóng cho hàng 2 và hàng 4. Hàng 1 và hàng 3 lùi hai bước bước. Rồi, sau đây sẽ là hàng 2 và hàng 4 chúng ta thực hiện. Bước dài chân ra không? Bước dài chân ra, mũi chân trái chích về phía trước. Chưa? Rồi, trùng gối. Về vị trí. Sau đây chúng ta thực hiện liên tục các giai đoạn kỹ thuật. Sau đây chúng ta sẽ chia nhóm, gồm có 2 người một nhóm, và chúng ta sẽ tập luyện tại vị trí. Sau 5 phút thầy sẽ tập trung lại lớp và thầy sẽ kiểm tra. Đây, 2 người một nhóm, chúng ta sẽ ra các vị trí ở trên sân để chúng ta tập luyện. Bắt đầu. Đúng rồi, tốt. Đứng gần vào, hai bạn đứng gần vào. Rồi. Đấy nhá, vừa rồi là chạy bước rồi. Chưa? Con bước qua này. Con lại nhấc chân này lên rồi. Con phải đập bóng rồi mới được bước lên. Làm lại, thực hiện lại luôn. Làm chậm thôi. Đập bóng. Rồi, ok, tốt. Lớp chú ý, 4 ngang tập hợp. Lớp nghiêng. Nhìn trước thắng. Thắng 1 2 tiến. 5 bước bước. Thằng sau quay. Vừa xong chúng ta đã tiến hành tập luyện theo nhóm. Sau đây thầy sẽ mời lên 4 bạn để thực hiện lại kỹ thuật động tác. Quay xung phong không nhỉ? Ôi, thầy mời bạn Bảo. Mãi. Bạn Đăng. Hai bạn nữ nữa nhá. Bạn Nhi. Bạn Bảo. Sau đây chúng ta sẽ quan sát 4 bạn thực hiện. Đầu tiên là 2 bạn nam trước, một bạn sẽ là tấn công và một bạn phòng thủ. Ở lớp cùng quan sát. Chúng ta thực hiện nhanh hơn một chút nào. Chuẩn bị. Rồi.
Cả lớp chú ý quan sát nhá. Rồi đổi đến đoạn bảo thực hiện tấn công. Rồi làm lại nào. Okay. Rồi hai bạn về chỗ, 12 bạn nữ. Chuẩn bị. Rồi. Lại một lần nữa nào. Ok, đổi bạn bảo thực hiện. Rồi, lại nào. Rồi, 12 bạn về chỗ. Rồi, vừa xong chúng ta đã quan sát các bạn thực hiện. Sau đây thầy mời một bạn lên nhận xét. Thầy mời bạn nam nào. Sau đây con sẽ nhận xét bạn Đăng đã thực hiện đúng hay chưa. Thầy là con thấy bạn Đăng đã có chuẩn bị rất tốt trong tư thế chuẩn bị và tư thế tấn công ạ. Bạn Bảo. Tư thế chân của bạn vẫn chưa được dứt khoát lắm, vẫn còn bị vấp. Thầy mời bạn khác. Thầy mời bạn Huy. Mời con nhận xét về bài của bạn Nhi. Con thưa thầy là con thấy bạn Nhi thì con thấy thì cái của bạn, động tác của bạn còn hơi vội và còn bị vấp và chưa dứt khoát hẳn ạ. Thế bài của bạn Bảo thì sao? Bài của bạn Bảo thì con thấy bạn cái động tác bạn cầm bóng thì bạn vẫn chưa để ở hông và còn chưa bước chéo chân lên để dứt khoát hơn ạ. Rồi thầy cảm ơn con. Sau đây thầy sẽ nhận xét tổng quan về bốn bạn. Thì có bạn Đăng là thực hiện tốt nhất nhưng Đăng đang thực hiện hơi bị vội vàng cho nên sẽ dẫn đến việc là phạm luật chạy bước. Nếu như mà chân của bạn ấy không chậm lại, chân của bạn đang quá là nhanh. Và ba bạn còn lại thì chúng ta thực hiện cơ bản đúng, nhưng mà chúng ta cần vẫn phải về tập luyện thêm để sao cho cái động tác nó rõ ràng và dứt khoát hơn. Sau đây mời bốn bạn về chỗ. Rồi để thay đổi không khí, chúng ta sẽ tiến hành chơi một trò chơi. Trò chơi mang tên là nhảy lò cò, mang bóng về đích. Trò chơi nhở. Sau đây lớp chúng ta sẽ chia làm 4 hàng và sẽ thành 4 đội, tương ứng với 4 đội. Lớp chú ý, thành 4 hàng ngang tập hợp. Sau đây các bạn chụp bàn lên xếp nấm cùng thầy. Rồi đây thầy. Rồi các bạn về chỗ đi. Vừa xong thì chúng ta đã thực hiện kỹ thuật đột phá bước chéo. Sau đây thì để bổ trợ cho kỹ thuật đó thì thầy sẽ cho chúng ta chơi một trò chơi. Trò chơi mang tên là nhảy lò cò tiếp sức. Người đầu hàng chúng ta sẽ cầm bóng và chúng ta sẽ bật lò cò luồn qua các vị trí nấm đến hạng nấm cuối cùng và chúng ta sẽ truyền bóng cho người tiếp theo. Sau khi người tiếp theo nhận được bóng thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện. Được chưa nhỉ? Thầy sẽ làm mẫu cho chúng ta một lần nhá. Nam sẽ lên kia làm trọng tài giúp thầy. Thôi như sau. Chúng ta thực hiện bật lò cò bằng một chân. Được chưa nhỉ? Sau khi đến nấm cuối cùng chúng ta sẽ dẫn bóng về thật là nhanh đến vị trí nấm cuối cùng và chúng ta sẽ truyền bóng cho đồng đội của mình đang ở hàng. Đồng đội của mình sau khi nhận được bóng sẽ tiếp tục thực hiện. Được chưa? Sau đây mỗi hàng chúng ta để lại một bóng cho thầy. Rồi Bảo. Thư. Rồi thầy đã cử 4 bạn lên làm trọng tài đó chưa nhỉ? Các bạn trọng tài quan sát nhá.
này quay lại nào, dẫn bóng sai rồi. Cậu này trừ một người nhá. Nhanh lên, đập bóng, đập bóng, đập bóng. Nhớ đập bóng về nhá, không phải là cầm bóng chạy đâu. Xa quá, không được. Ok rồi, một. Cả ba, đã có ba đội phạm luật rồi. Rồi. Đội nào về nhất nhỉ? Đội 4 là đội về nhất. Ôi, 4 ba trọng tài về đây nào. Rồi. Đội nào về đầu tiên? Rồi, sau khi kết thúc phần thi của chúng ta thì thấy là đội 4 đã về nhất. Cho ở trọng tài Thiên Anh là đội 4 đã có mấy lần phạm quy không nhỉ? Đội 4 không ai phạm lỗi cả. Rồi, vậy là đội 4 là không có lần nào phạm quy cả. Đội 1 là về đội về thứ hai này. Đội 1 có mấy lần phạm quy không? Dạ, đội 1 vi phạm một lần ạ. Đội 1 có một lần phạm quy. Rồi, đội 2 có mấy lần phạm quy hả Bảo? Đội 2 vi phạm 2 lần ạ. 2 lần phạm quy. Đội 3 có mấy lần hả Thư? Đội 3 có 3 bạn vi phạm ạ. Đội 3 có 3 lần. Vậy là xếp hạng vị trí đầu tiên sẽ là đội 4 này. Đội 1 là vị trí thứ 2 này. Đội 2 là đội về thứ 3. Và đội 3 là đội về thứ 4. Rồi, sau đây chúng ta sẽ thả lỏng đã chưa nhờ. Lớp đi thường bước. Đứng lại, đứng. Lấy đầu hàng bên trái làm chuẩn, mỗi người cách nhau 4 ô gạch dẫn ra. Hàng 2, hàng 4 qua phải 2 ô bước. Đây, thầy sẽ thực hiện các động tác thả lỏng và chúng ta sẽ thực hiện theo, rõ chưa nhỉ? Động tác đầu tiên, tay chúng ta đan vào nhau, tôi cao. Kiếm cao chân lên. Đếm đi nào. Đếm dây 2 lần 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Rồi, hai chân mở rộng. Chúng ta gập người sâu xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi. À, co chân phải lên. Ép đùi sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Đằng sau nào, chân phải trước. Đằng sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em sát vào người nhá, đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Lớp lấy đầu hàng bên phải, chuẩn lớp dồn hàng. Lớp nghiêm, như trước thắng. Hàng cách hàng 2 ô, người cách người 2 ô. Sau đây thì sẽ nhận xét buổi ngọc ngày hôm nay. Hôm nay thầy tuyên dương tinh thần học tập của lớp chúng ta. Đối với kỹ thuật mới, những ưu điểm thầy đã nhắc và những cái còn tồn tại, chúng ta về nhà tập luyện thêm. Sau đây cả lớp có những ai có ý kiến gì không nhỉ? Nếu không có ai có ý kiến thì tiếp tục chúng ta kết thúc ngày hôm nay. Lớp giải tán.
Vâng, như vậy là các thầy cô vừa xem xong một cái video, một giáo án giảng dạy cái kỹ thuật là đột phá bước chéo. Sau đây thì chúng ta sẽ đến phần trao đổi thảo luận. Thì nội dung trao đổi thảo luận chúng ta có mấy nội dung. Thứ nhất là chúng ta có thể đặt câu hỏi, các thầy có thể đặt những cái câu hỏi về vấn đề các thầy thắc mắc, thầy cô thắc mắc, ví dụ như là trong sách giáo khoa, sách giáo viên, hay là trong xin lỗi, sách giáo khoa hay là trong chương trình có cái vấn đề gì mà thầy cô chưa rõ, trong sách giáo khoa có những vấn đề gì mà cần phải giải thích thêm, hay là các thầy cô cũng có thể nêu ra những vấn đề về công tác tổ chức giờ dạy, công tác tổ chức cho học sinh học mà các cái nội dung theo các cái môn thể thao khác nhau, có gặp những khó khăn gì, và các thầy cô cũng có thể chia sẻ các kinh nghiệm. Thì nội dung phần thảo luận của chúng ta là như vậy. Sau đây thì để mà trao đổi được thì thứ nhất là có hai hình thức. Một là các thầy cô có thể bật mic để chúng ta có thể là trao đổi trực tiếp mà các cái nội dung mà các thầy cô quan tâm để chúng ta có thể trao đổi luôn. Hoặc là các thầy cô có thể là trong lúc trao đổi, hoặc là các thầy cô chưa bật được mic, các thầy cô cũng có thể là gì có ý kiến gửi vào cái trong cái nhóm nhóm chat để chúng tôi có thể tổng hợp được các cái ý kiến. Vâng, các thầy cô cũng đã có một số ý kiến đưa vào trong cái nhóm chat đấy, đúng không? Tôi cũng sẽ xin tổng hợp, tôi sẽ trao đổi với các thầy cô những nội dung như vậy. Thế thì ở phần mà thảo luận này thì cũng rất mong nhận được các cái ý kiến trao đổi của các thầy cô. Vâng, thứ nhất là trong này thì tôi thấy các thầy cô có trao đổi về việc là cho xin giáo án mẫu để tham khảo. Thì báo cáo thầy cô là trong cái tài liệu tập huấn ấy, thì chúng tôi cũng đã có các cái nội dung hướng dẫn về cách thức biên soạn và có giáo án mẫu ở trong đấy rồi. Các thầy cô có thể xem ở phần cuối của tài liệu hướng dẫn, tài liệu tập huấn. Thì các thầy cô xem tham khảo trong đó. Thứ hai nữa là ở trong này tôi có thấy một thầy cô nhắn tin ở Bến Tre, nhắn tin là nội dung này là căng cơ chứ không phải thả lỏng. Đấy, thì cái này xin trao đổi với thầy cô. Thực tế thì trong cái hoạt động vận động thể lực thể thao, và đặc biệt đối với cái hoạt động của các giờ giáo dục chất, hay là đối với cái hoạt động vận động thể thao, đặc biệt là cái giờ huấn luyện càng lớn thì xin lỗi các thầy cô, gián đoạn một chút, tức là đối với cái giờ giáo dục chất hay là đối với giờ tập luyện thể thao hoặc là vận động ấy, nó thấy là gì, cái hoạt động căng cơ bản chất nó là một cái hoạt động, nếu như bắt đầu buổi học buổi tập thì nó là cái sự chuẩn bị cho cái cơ thể, các cái cơ bắp để bắt đầu tham gia vào cái hoạt động vận động, để nó chuẩn bị vào trong hoạt động vận động căng thẳng. Thế tuy nhiên chúng ta biết là trong cái quá trình tập luyện các môn thể thao, trong quá trình tập luyện giờ công suất thì các cái nhóm cơ nó tham gia vào hoạt động vận động nó sẽ co duỗi, đúng không ạ, và đặc biệt là co cơ, các hiện tượng mà khi vận động mạnh chúng ta thấy hiện tượng giống như chúng ta vẫn gọi là sụt rút đấy, bản chất nó là các hiện tượng co cơ. Thế thì cái việc mà kéo giãn đấy, các cái bài tập kéo giãn nó là một trong những hình thức để làm cho các cái cơ bắp nó trở về trạng thái ban đầu nó nhanh nhất có thể, thì nó cũng là một cái hình thức để thả lỏng, hình thức để cho cơ thể trở về trạng thái ban đầu. Thì báo cáo thầy cô như vậy. Vâng, tôi vẫn tiếp tục nhận được cái thông tin về việc là các thầy cô xin giáo án mẫu, thì tôi trao đổi với thầy cô là trong cái tài liệu hướng dẫn, đúng không? Tài liệu tập huấn thì ở phần cuối của tài liệu tập huấn là có giới thiệu về cái giáo án mẫu, thì mời các thầy cô có thể tham khảo trong đó. Ở đây thì chúng ta chỉ lưu ý là trong tài liệu tập huấn cũng như là vừa rồi tôi trao đổi, thì tôi chỉ trao đổi hướng dẫn cho thầy cô về cái cách thức mà chúng ta sử dụng sách giáo khoa, sách giáo viên để chúng ta xây dựng cái giáo án, xây dựng cái kế hoạch bài dạy. Và chúng tôi trong tài liệu tập huấn chúng tôi có để một cái giáo án mẫu mà chúng ta vừa biên soạn đấy, thì các thầy cô có thể tham khảo trong tài liệu tập huấn. Vâng, cái này thì có thầy cô có hỏi là cho hỏi thì các bài dạy mẫu vừa rồi có điểm khác gì so với phương pháp dạy trước, trong trước đây trong chương trình giáo dục 2018.
đây thì tôi trao đổi với thầy cô là cái này tôi rất mong muốn là các thầy cô có được những cái trao đổi theo quan điểm thầy cô thì nó khác như thế nào, chương trình trước đây như nào, chương trình hiện nay đòi hỏi như thế nào, và trong cái video vừa rồi thì giáo viên tổ chức cái giờ dạy như vậy thì nó đã thể hiện được chưa. Thì tôi rất mong là các thầy cô trao đổi về cái nội dung như vậy. Đấy. Thay vì là tôi sẽ trao đổi, mà tôi muốn các thầy cô trao đổi trước, các thầy cô đánh giá như thế nào, và nếu được thì mời thầy cô, ở đây là thầy giáo viên ở trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo Bà Rịa Vũng Tàu đúng không ạ? Thầy cô có thể, thầy có thể bật mic lên để trao đổi trực tiếp được không ạ? Vâng, rất mong là thầy ở trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo Bà Rịa Vũng Tàu, thầy có thể bật mic và trao đổi những quan điểm của thầy đối với cái việc các thầy muốn đang trao đổi là về cái video giáo án vừa rồi. Thì mời thầy có thể bật mic giới thiệu về mình và trao đổi ạ. Ở đây tôi có thấy có một thầy cô ở trường Trung học phổ thông Nguyễn Minh Quang hỏi là tài liệu tập huấn xem ở đâu và không tìm thấy, thì cái này thì tôi sẽ trao đổi lại. Thầy không biết là các thầy cô ở các điểm cầu đã nhận được chưa, và trước khi vào buổi tập huấn thì hầu tất cả các tỉnh thì chúng tôi đã gửi cho bên nhà sách công ty Vpic để truyền tải đến các thầy cô. Nếu mà các thầy cô chưa có thì tôi xin phép là lát nữa tôi sẽ gửi vào trong cái nhóm này, hoặc là nhờ biên tập viên chúng ta sẽ gửi cái tài liệu tập huấn để cho các thầy cô có thể nắm được. Đề nghị biên tập viên kiểm tra lại, là tôi thấy các thầy cô có trao đổi về việc là không bật được mic để trao đổi. Ở đây tôi thấy là đều có đấy, đều có để mic để có thể bật được đấy. Kỹ thuật viên có đấy không ạ? Vâng, à đấy tôi thấy có một nick về một một thầy cô có thể bật được rồi đấy. Đề nghị là các thầy cô có ý kiến chúng ta có thể bật mic lên trao đổi thì nó sẽ nhanh hơn ạ. Vâng, cái video giáo án thì báo cáo thầy cô là các cái video giáo án ở các lớp học thì đều có ở trên cái website trang web học10.vn của Cánh Diều. Các thầy cô có thể lên đó tra cái môn giáo dục thực chất và mở cái video ở các lớp đều có để chúng ta có thể tham khảo và để có thể xem. Vâng. Nội dung video thì tất nhiên là trong cái giáo án giảng dạy thì các thầy cô có hỏi về thời lượng. Trong giáo án giảng dạy thì có định lượng về thời gian cho tất cả các nội dung. Tuy nhiên thì báo cáo thầy cô là khi chúng ta xem trên video thì cái thời lượng nó sẽ không hoàn toàn chính xác, bởi vì nó sẽ có những cái phần mà, bởi vì video thì nó sẽ là sự cắt ghép ở các cái máy quay khác nhau để thể hiện về cái phương pháp dạy học thôi, chứ nó không chi tiết được thời lượng cho từng nội dung, nên có thể là sẽ có những cái sự chênh lệch nhất định so với thực tế. Đấy, thế còn 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 giáo án giảng dạy thì chắc chắn là đều phải đảm bảo đúng cái thời lượng cho một cái giáo án của trung học phổ thông, gọi là 45 phút cho một giáo án. Vâng, mời các thầy cô tiếp tục là có ý kiến ạ. Tôi rất mong nhận được các ý kiến của thầy cô trao đổi trực tiếp. Đấy, báo cáo thầy cô là tài liệu tập huấn thì vừa rồi các kỹ thuật viên các bạn đã gửi vào trong nhóm chat đấy, các thầy cô tranh thủ có thể download về để chúng ta lưu vào trong máy. Ở trong đó thì có đầy đủ các cái nội dung về cơ bản, các nội dung mà chúng tôi trao đổi ngày hôm nay, cũng như là cái giáo án mẫu ở phần cuối của tài liệu hướng dẫn, các thầy cô có thể tham khảo. Liên quan đến đến sách giáo khoa có các cái vấn đề gì cần trao đổi không ạ? Hoặc là các thầy cô trong khi tổ chức dạy học cho học sinh lựa chọn các cái môn thể thao khác nhau và tổ chức giờ dạy thì có vấn đề gì không ạ? Đối với học sinh cấp 3, chúng ta biết là
Lớp 10, lớp 11, lớp 12 thì hoàn toàn là học các môn thể thao tự chọn. Vậy thì các thầy cô ở các trường thì chúng ta đã tổ chức tự chọn như thế nào? Hay là ví dụ như nếu như có một cái vấn đề đặt ra là trong một lớp học mà có nhiều sự lựa chọn khác nhau. Đấy, hay là học sinh của cấp 2, à, cấp 3, các lớp, lớp 10, lớp 11, 12 có nhiều sự lựa chọn khác nhau, tức là chọn các môn thể thao khác nhau. Vậy thì các thầy cô có gặp phải tình huống đấy không và xử lý như thế nào? Đấy, để nó vừa đảm bảo mà vừa phù hợp với cái điều kiện thực tiễn. Đấy, thì các thầy cô cũng hoàn toàn có thể trao đổi hoặc là các thầy cô có thể chia sẻ kinh nghiệm của đơn vị mình, nhà trường mình trong cái việc tổ chức đó. Vâng, mời các thầy cô ạ. Rất mong là các thầy cô bật mic lên trao đổi thì nó sẽ nhanh hơn là nhắn tin ạ. Rất nhiều các cái nick mà có cam cũng như là có các thầy cô đang đang có mặt ở hiện nay thì rất mong là các thầy cô có ý kiến trao đổi. Tôi có thể căn cứ vào một số các cái địa điểm thì tôi sẽ mời các thầy cô trao đổi một chút được không? Vâng, ở đây thì tôi thấy có mặt trước màn hình thì có trường Trung học phổ thông Nam Sách, Hải Dương. Không biết là cô giáo có ý kiến gì trao đổi hay là góp ý hoặc là có ý kiến gì chia sẻ không ạ? Trường Trung học phổ thông Nam Sách, Hải Dương ạ. Các thầy cô ở trường Trung học Nam Sách Hải Dương. Vâng, mời thầy cô ạ. Vâng, cô giáo ở trường Nam Sách Hải Dương có nghe thấy không ạ? Vâng. Cô có nghe thấy không ạ? Mời cô bật mic ạ. Vâng, cô xem trước khi cô thao tác bật mic thì tôi thấy có một câu hỏi trên màn hình là cho em hỏi là kỹ thuật hai bước ném rổ có bắt buộc phải tựa bảng hay không? Cái này thì báo cáo thầy là nội dung chi tiết bên trong sách thì chúng tôi sẽ có thể trao đổi được. Ví dụ như ở đây cái nội dung kỹ thuật hai bước ném rổ, nó biết của kỹ thuật ném rổ ở bóng rổ là ném rổ là đưa bóng vào rổ đối phương, thế thì miễn là làm sao để cho bóng vào rổ là được. Đấy, còn kỹ thuật hai bước ném rổ ở trong 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 phần không biết thầy hỏi kỹ thuật ở giai đoạn ở lớp nào. Nếu mà lớp 12 thì chúng ta đang có kỹ thuật hai bước ném rổ một tay dưới thấp, thế thì kỹ thuật ném rổ hai tay một tay dưới thấp hay là ném rổ một tay trên cao ấy, thì cái việc tựa bảng hay không tựa bảng thì nó không có quy định. Tuy nhiên thì khi ném rổ dẫn bóng hai bước lên rổ ấy, ném rổ ấy, thì tựa bảng nó sẽ là một trong những cách thức mà chúng ta dễ đưa bóng vào vào rổ nhất. Thế nhưng với cái đặc thù là kỹ thuật dẫn bóng hai bước ném rổ một tay trên cao ở lớp học trước ấy, thì chúng ta ném rổ tựa bảng nó sẽ thuận lợi hơn. Thế còn kỹ thuật dẫn bóng hai bước ném rổ tay dưới thấp thì thường sử dụng là từ góc chính diện đưa vào hoặc là góc bên cạnh thì chúng ta có thể đưa thẳng vào rổ. Đấy, thì cái này không có quy định là bắt buộc hay không bắt buộc, đúng không? Miễn là chúng ta đưa được bóng vào rổ mà không vi phạm các điều luật là được. Ví dụ như dẫn bóng hai bước thì không được vượt quá bước thứ hai thành bước thứ ba, tức là thẩm phạm luật chạy bước. Đấy, là chúng ta có thể đảm bảo được. Vâng, thầy ở trường Trung học phổ thông Nhị Chiểu thì có trao đổi là gửi cái file giáo án cho để tham khảo, thì báo cáo thầy là ở phía trên ấy, tài liệu tập huấn sử dụng sách ấy, trong phần tài liệu tập huấn là có nội dung giáo án mẫu rồi, mời thầy cô tham khảo trong đó. Ở đây tôi thấy có nick gì đây ạ?
Không biết là nick của ai, Thanh NH thì Nha Trang đấy, cho thầy cô bật mic thì không biết là có trao đổi gì không ạ? Alo, thưa thầy, thầy nghe rõ không? Vâng, trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, mời thầy ạ. Vâng, thưa thầy, em tên là Phạm Văn Hùng, giáo viên trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, tỉnh Yên Bái ạ. Em có một câu hỏi muốn hỏi thầy ạ. Năm lớp 10 và năm lớp 11 thì em cho các cháu lựa chọn và học môn đá cầu do cái điều kiện vật chất là cơ sở và cái nhu cầu của các cháu. Thế đến năm nay cơ sở có thêm sân bóng đá thì bây giờ em muốn cho các cháu học bóng đá, thì em muốn hỏi thầy là lớp 12 năm nay mới tiếp cận được cái môn bóng đá là cái năm đầu tiên, thì các cháu sẽ học theo sách giáo khoa lớp 10 hay là học sách giáo khoa nội dung bóng đá của lớp 12 ạ? Em cảm ơn thầy ạ. Dạ vâng, cảm ơn thầy Hùng đúng không ạ? Thầy Hùng ở Vâng. Trung học phổ thông của Yên Bái. Vâng, ý kiến thầy hỏi rất hay. Thực tế thì báo cáo thầy Hùng là cũng như các thầy cô trong cái hướng dẫn của chương trình ấy, chương trình giáo dục phẩm chất giáo dục thể chất theo chương trình phổ thông mới năm 2018 thì ở phần cuối của chương trình nó sẽ có phần hướng dẫn về việc thực hiện chương trình. Thế thì thực tế hiện nay thì chúng ta đang bị gọi là sách lớp 10, sách lớp 11, lớp 12. Nhưng bản chất của nó là cái nội dung ở sách ở cấp trung học phổ thông ấy là các cái nội dung môn thể thao tự chọn được xây dựng theo ba cái bậc, tức là ba cái cấp độ, là đúng ra là gọi là ABC. Thế thì như vậy là ABC có nghĩa là khi khi thực học tập nội dung B thì phải có thông qua được nội dung A, và cũng tương tự như vậy thì để học được nội dung C thì đã phải học xong nội dung B. Thế thì như vậy là nếu mà theo hiện nay là nếu như học tiếp của thầy là chọn lớp 10, lớp 11 là học đá cầu rồi đúng không ạ? Thì nếu như mà học tiếp môn đá cầu sang lớp 12 thì các thầy cô sẽ cho các em học cái cuốn lớp 12 hiện hành. Đấy, là tiếp tục vào cái nội dung của môn đá cầu. Tuy nhiên thì hiện nay thì điều kiện là chúng ta bắt đầu có môn bóng đá thì chúng ta lại cho học sinh tiếp cận với môn bóng đá. Vậy thì những em học sinh bắt đầu học đăng ký học bóng đá ở năm lớp 12 nhưng là lần đầu tiên, đúng không? Lần đầu tiên bắt đầu học bóng đá thì chúng ta sẽ cho các em học ở trình độ A, tức là các em sẽ phải học lại quyển nội dung ở sách lớp 10 hiện nay. Đấy. Thì cũng tương tự như vậy, nếu như chúng ta lớp 10 chọn một môn, lớp 11 chọn một môn khác thì chúng ta cũng sẽ dạy gì ạ? Cho học sinh học từ đầu. Đấy, và lớp 12 chọn một môn khác nữa, tức là 3 năm họ chọn 3 nội dung cũng không sao cả, đều được. Nhưng chúng ta sẽ cho học các nội dung từ từ đầu. Thế còn nếu học lớp 10, lớp 11 đến lớp 12 chúng ta thay đổi thì chúng ta sẽ cho lớp 12 sẽ học từ đầu và lớp 10 lớp 11 học tiếp tục. Thì đấy là cái hướng dẫn sử dụng. Ở đây chúng ta chỉ có lưu ý ngoài phần thể thao tự chọn đúng không ạ? Các nội dung của cái môn thể thao đó thì nó còn có một cái phần là phần kiến thức chung. Thì các phần kiến thức chung thì lớp 10, lớp 11 đã được học rồi thì lên lớp 12 các em sẽ học tiếp nội dung kiến thức chung của lớp 12, chứ không phải vì chúng ta đổi môn mà chúng ta học thì chúng ta quay lại. Thì đấy là cái cách thức mà để có thể tổ chức cho các em học sinh chọn các môn thể thao khác nhau. Thông thường thì mong muốn là tức là để học sinh có thể lựa chọn được cái môn thể thao yêu thích của mình để có thể tập luyện một cách gọi là hăng say đấy và mang lại cái hiệu quả cao, thì làm sao định hướng để ngay từ đầu học sinh chọn được cái môn thể thao yêu thích nhất và các em sẽ tập để nó nâng cao được trình độ. Bởi vì đây cũng là một trong những năm học và định hướng nghề nghiệp, bởi vì các em nếu như phát huy tốt ở một môn thể thao nào đó cũng có thể các em sẽ tính toán đến việc là gì chuyên nghiệp, đi theo cái chuyên nghiệp hoặc là đi theo cái hướng đó để phát triển thành cái nghề nghiệp của mình sau này. Thế thì tuy nhiên thì trong chương trình mục đích của giáo dục chất vẫn là khỏe đúng không ạ? Thế thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể cho các em lựa chọn nhiều môn. Đấy, một môn, hai môn hoặc ba môn trong ba cái năm học. Đấy, thì báo cáo thầy như vậy. Vâng, thầy Hùng, thầy có ý kiến gì thêm không ạ? Dạ, em có thể hỏi thầy thêm một câu nữa không ạ? Vâng, thầy hỏi thoải mái ạ. Vâng, thế ví dụ như là những cái người mà là phụ huynh hoặc là những người mà không tham gia sâu trong cái lĩnh vực giáo dục, thì người ta nhìn thấy Vâng. là học sinh lớp 10 học sách bóng đá lớp 10, Vâng. học sinh lớp 11 Vâng. cũng học sách bóng đá lớp 10, học sinh lớp 12 cũng học sách bóng đá lớp 10, thì nó có cảm giác Vâng. nó có hơi hơi mâu thuẫn, hơi vô lý không ạ? À vâng. Báo cáo thầy như này, thực tế thì nếu có thầy xem kỹ ở trong cái hướng dẫn của chương trình ấy, bản chất thì như tôi vừa trao đổi, bởi vì chúng ta gọi nó quy định gọi nó là sách lớp 10, lớp 11, lớp 12 nó dẫn đến cái việc mà chúng ta đang suy nghĩ như vậy. Nhưng bản chất nó là trình độ A, trình độ B, trình độ C. Và cái mục đích hướng tới của chương trình như là các thầy cô tổ chức cái hoạt động giáo dục chất ở Thế thì trường trung mà học phổ thông này thế thì là mang tính
Alo. Vâng, tức là mang tính là gì ạ? Chúng ta có thể tổ chức theo hình thức là câu lạc bộ, thậm chí chúng ta có thể tổ chức là gì ạ? Học các cái lớp theo các trình độ khác nhau mà không phải là lớp cùng 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 lớp học, ví dụ như là lớp 10, lớp 11, lớp 12, các em hoàn toàn có thể học cùng trình độ trong một cái giờ học của môn giáo dục thể chất theo trình độ A, trình độ B, trình độ C. Đấy, quan trọng nhất là chúng ta có tổ chức được cái giờ dạy đấy không? Ví dụ nếu như chúng ta chọn một cái giờ học cuối cùng của một ngày chẳng hạn là để dành cho cái môn giáo dục thể chất, và chúng ta sẽ cho học sinh lựa chọn các cái môn học, nếu chúng ta có nhiều môn chúng ta cho học sinh lựa chọn các cái môn môn thể thao, ví dụ như có một nhóm chọn là bóng đá, một nhóm chọn bóng rổ đúng không ạ, một nhóm chọn đá cầu. Thế thì những em chọn bóng đá, chọn bóng rổ, chọn đá cầu mà học ở trình độ A thì sẽ học cùng với nhau, trình độ B sẽ học cùng với nhau. Đấy, thì như vậy chúng ta hoàn toàn có thể tổ chức được. Thế thì cái việc mà phụ huynh học sinh thấy rằng cái việc đó nó đúng hay là không đúng thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ, nếu mà có được cái diễn đàn nào đó để chúng ta làm cho phụ huynh học sinh hiểu rõ là bản chất ở đây nó thực tế của lớp cấp cấp trung học phổ thông nó không không nên gọi là lớp 10, lớp 11, lớp 12 mà nó đang là trình độ A, trình độ B, trình độ C, và trong cái hướng dẫn chương trình cũng nói rõ như vậy. Thế thì khi mà các em lớp 10, lớp 12 mà lại quay lại học nội dung của sách lớp 10 hiện tại thì nó cũng không có vấn đề gì cả, bởi vì đây là bắt đầu học một cái nội dung mới. Bởi vì chúng ta cũng không thể tổ chức cho học sinh học cái nội dung của sách lớp 12 khi mà các em chưa học qua nội dung của sách lớp 10, lớp 11, bởi vì nó trong giáo dục rất trong trong môn thể thao chúng ta đã biết rất rõ việc đấy rồi. Chúng ta chưa trải qua các nội dung cơ bản, chưa học các kỹ thuật động tác thì đơn giản thì cũng sẽ không thể thực hiện được các động tác kỹ thuật, hay là đặc biệt là các nội dung về chiến thuật cũng như phương pháp trọng tài vân vân ở các cái lớp học trước thì là không thể học tiếp của những lớp học sau. Đấy, thế thì cái vấn đề mà phụ huynh học sinh có hiểu hay không hiểu thì cái này thực ra là chúng ta sẽ cần phải có thời gian, và thứ hai là nếu như các thầy cô có thời gian và có điều kiện với phụ huynh học sinh để trao đổi thì chúng ta sẽ làm rõ được, các phụ huynh học sinh sẽ hiểu rõ về cái nội dung đó. Và thế còn các thầy cô thì chúng ta nắm được là theo hướng dẫn từ chương trình bản chất nó là gì, ba cấp độ ABC. Đấy, và học sinh có thể lựa chọn học hai môn trong cả quá trình đó, hoặc học một môn, tức là học cả từ lớp 10, lớp 1, lớp 12, hoặc là học cả ba môn. Đấy, thì báo cáo thầy cô như vậy. Vâng, thầy Hùng ạ. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Vâng. Em có thể chia sẻ thêm một chút nữa thôi. Vâng, Là thầy cứ nói đi ạ. giả dụ như là mình biên soạn cái sách giáo dục thể chất của trung học phổ thông đi, thì mình chia nó thành Vâng. 3 học trình chẳng hạn, như học trình 1, học trình 2, học trình 3, và mỗi học trình nó tương ứng với 70 tiết chẳng hạn, thì có phải nó sẽ là Vâng. nó sẽ giải quyết được cái vấn đề vừa vừa chia sẻ không, đúng không ạ? Ý thầy là như nào? Thực Ý ra em là bản một chất chương cái trình một một môn bóng đá chẳng hạn, biên soạn là 210 tiết và chia thành 3 học trình, mỗi học trình là 70 tiết, tương ứng với 3 cấp độ 1 2 3 thì dễ đến khó đấy ạ. Thế thì cả 3 năm, nếu mà anh nào mà trường nào người ta học cả 3 năm một cái môn đó thì người ta sẽ học toàn bộ cái học phần đó gồm 3 học trình đó, và nếu mà họ học 1 năm thì họ có thể lựa chọn cái những cái học trình tương tương ứng với cái năm họ học. Ý em được. Đúng rồi, bản chất là như vậy, tức là bản chất hiện nay như tôi đang nói là bởi vì khi chúng ta biên soạn ấy, bởi vì nhà nước tựa Bộ Giáo dục Đào tạo chúng ta tổ chức cái việc biên soạn sách theo từng lớp đúng không ạ? Các môn học khác thì không có vấn đề gì, bởi vì nó cuốn chiếu hết cái này rồi đến lớp khác mà nó sẽ khác. Nhưng giáo dục chất thì nó lại đặc biệt, là đối với cấp 3 thì lại rất là đặc thù đúng không ạ? Chúng ta có nhiều môn thể thao và nó lại còn được lựa chọn nhiều môn khác nhau đúng không ạ? Nên là trong cái chương trình có hướng dẫn rất là chi tiết là cái việc mà chúng ta phân nó thành ba cái cấp độ như vậy, thì nếu cũng theo ý hiểu của thầy đấy ạ, nếu như chúng ta cho học sinh chọn một cái nội dung nào đó và học liên tục trong ba lớp thì chúng ta sẽ sử dụng ba cái cuốn sách nối tiếp nhau, bản chất nó chính là ba cái chương trình học của ba cấp độ đấy. Thì nếu như chúng ta hình dung là nếu các thầy cô xây dựng một cái gọi là tiến trình giảng dạy cho 270 à xin 210 tiết đúng không ạ, chia cho ba cái giai đoạn thì cũng bản chất nó cũng là như vậy thôi ạ. Đấy, tức là chúng ta vẫn có thể thực hiện lần lượt như vậy. Thế còn nếu như mà trong cái quá trình đó mà học sinh chọn các môn khác nhau thì cứ khi bắt đầu học thì các thầy sẽ phải cho học ngay học trình đầu tiên theo ý hiểu thầy đấy, bản chất là trình độ A hay là như bây giờ gọi là sách lớp 10. Đấy, là chúng ta sẽ cho học ngay cái nội dung đấy trước, sau đó mới đến nội dung thứ hai. Nếu học chung chưa học xong nội dung thứ nhất thì cũng không thể tiếp tục học nội dung. Ví dụ như chưa học lớp 10 hay là chưa học trình độ A thì sẽ không thể học trình độ B là lớp 11.
Đấy, và chưa học xong trình độ B lớp 11 thì cũng không thể học tiếp tục cái trình độ là lớp 12. Đấy, thì báo cáo thầy là như vậy. Và trong cái câu hỏi ở trong cái nhóm chat này của một thầy là tiếp theo cái ý hỏi của thầy thầy Hùng đúng không ạ, về cái việc là cái văn bản nào nó quy định cái việc mà chúng ta triển khai như vậy đúng không ạ. Thì báo cáo thầy cô là cái văn bản hiện nay thì chúng ta đang bám sát vào chương trình đúng không ạ? Nó chính là cái nội dung chương trình dạy học, chương trình môn giáo dục thể chất năm 2018 ấy. Đấy, ở đây thì tôi sẽ gửi các thầy cô để xem. Đây, tôi sẽ chia sẻ cái này trước một chút để các thầy cô xem. Tôi lấy trích dẫn ngay từ trong chương trình. Mời các thầy cô xem nhé. Đấy, ở đây này, cái phần ở đây chúng ta thấy đây là cái chương trình giáo dục thể chất năm 2018 đúng không ạ? Và cuối của phần này, chúng ta thấy phần hướng dẫn thực hiện chương trình. Đấy, chúng ta thấy ở phần cuối đây, từ lớp ở cấp trung học phổ thông đúng không ạ? Đấy, cấp trung học phổ thông. Đấy, nội dung thể thao tự chọn gồm 3 nhóm. Đấy, A, B, C đúng không ạ? Và những học sinh ở học ở môn thể thao trong cả 3 năm học thì học đầy đủ 3 nội dung A, B, C. Những học sinh chọn hai môn thể thao thì học A và B. Đấy, ở một môn thể thao và môn thể thao còn lại thì học nội dung A. Đấy, thì đấy là cái mà trong chương trình nó đã quy định cụ thể như vậy. Đấy. Thế còn nếu như khác chương trình thì nó sẽ phải có những quy định khác để phủ nhận nó. Thế thì báo cáo các thầy cô là đây là cái nội dung hướng dẫn trong chương trình. Các thầy cô hoàn toàn có thể bám sát vào các quy định của chương trình hiện hành để chúng ta có thể triển khai cái việc đó. Ở đây là tôi thấy có ý kiến của không biết thầy cô Vũ Tuyến đấy đúng không ạ? Xin hỏi là thầy cô hay cô có ý kiến gì về vấn đề này không ạ? Vâng, các thầy cô còn ý kiến gì ạ? Mời các thầy cô tiếp tục ạ. Hoặc tiếp theo ý kiến này nếu còn vấn đề gì chưa rõ thì tôi có thể trao đổi thêm. Đấy, và như vậy các thầy cô chỉ cần dở cái chương trình ra xong thì cái phần hướng dẫn thực hiện chương trình của sách trung học phổ thông, cấp trung học phổ thông ghi rất rõ và chúng ta hiểu cái bản chất của nó thôi. Thế còn cái cách mà hiện nay chúng ta đang phải gọi nó theo cuốn sách lớp 10, lớp 11, lớp 12 thì như tôi trao đổi là nếu mà học liên tục lớp 10, lớp 12 một môn thì nó sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu mà thay đổi để chúng ta lựa chọn thì nhìn nó sẽ tức là nghe vào có vẻ là nó sẽ hơi bị lẫn lộn đúng không ạ? Tức là chúng ta học lớp 11 nhưng lại đi học sách lớp 10 hoặc lớp 12 lại vẫn học sách lớp 10 thì chưa đúng, nhưng bản chất nó là A, B, C. Đấy, thì báo cáo thầy cô như vậy. Đúng rồi ạ. Vâng, có một thầy cô Nick vừa vừa nhắn ở trong cái nhóm chat đấy, thầy cô cho hỏi là nếu lớp 10 học cầu lông, lớp 11 học bóng chuyền mà lớp 12 lại học cầu lông thì lớp 12 sẽ học trình độ B đúng không? Cái này thì hoàn toàn đúng. Và chúng ta có thể là tổ chức bởi vì là sau khi học xong trình độ A thì chúng ta có thể tổ chức trình độ B. À, trình độ B. Thì trong chương trình hướng dẫn, trong cái nội dung hướng dẫn này cũng rất rõ rồi đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần xong trình độ A thì sẽ được học trình độ B. À, chính vì muốn học trình độ B thì phải học xong trình độ A nên cũng không có quy định là phải nộp. Vâng, cái này thì báo cáo thầy cô là ngay từ khi mà thực hiện triển khai biên soạn thì chúng tôi đã có ý kiến. Tuy nhiên thì cái này nó cũng là một cái vấn đề mà bởi vì là môn giáo dục chất chúng ta là môn rất là đặc thù, nên là cái việc mà chúng ta sử dụng hiện nay theo các cái môn học khác gọi chung như vậy thì nó gây những khó khăn nhất định. Bởi vì thực tế chúng ta biết là các môn thể thao nó sẽ rất là nhiều, đúng ra là chúng ta sẽ phải biên soạn rất nhiều các cái nội dung các môn thể thao khác nhau nữa, hiện nay chúng ta mới chỉ được vài môn thôi, cũng chưa đầy đủ để cho học sinh có thể lựa chọn được.
Báo cáo các thầy cô có xin về cái việc là xin cái bản mềm chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì báo cáo thầy cô chúng tôi thì không có bản mềm, chúng tôi không phải là trực tiếp biên soạn, và bản PDF như tôi gửi các thầy cô xem trên màn hình thì các thầy cô hoàn toàn có thể tra cứu ở trên mạng, chỉ cần search là chương trình giáo dục chất năm 2018 là nó sẽ ra rồi. Trong đấy mà sẵn sàng download được rất dễ thôi. Vâng, xin lỗi ạ, thầy ở trường Trung học phổ thông Lê Anh Xuân ạ. Thầy có thể bật mic để phát biểu đấy ạ. Bởi vì nó có rất nhiều người nên là chúng tôi không quan sát được hết. Mời thầy. Alo, thầy nghe Thầy hay rõ cô? không? Dạ vâng, có nghe thấy đây, báo cáo thầy. Thầy cứ Dạ, trao đổi. chào Vâng. thầy. Chào thầy cùng toàn thể lớp tập huấn. Em là Vâng. Lê Đức Tự, là giáo viên của trường Trung học phổ thông Lê Anh Xuân ở Bến Tre. Vâng. Em ở ở đầu cuối năm học Thầy 2 thầy năm. Lê gì ạ? Vừa vừa tôi vừa nghe không rõ. Trường Trung học phổ thông Lê Anh Xuân đó thầy ơi. Trung học phổ thông Ông Lê Anh thầy Xuân tên là gì ạ? Bến Tre. Vâng. Lê Quốc Sự. Dạ. Là thầy sự đúng không ạ? Thì ở cuối năm học 2023 2024 thì ở đơn vị trường Trung học thông Lê Anh Xuân nói riêng và tất cả các trường trung học thông của trong tỉnh đã nhận được cái cơ sở vật chất được cấp về. Thì trong đó thì có rất là nhiều cái dụng cụ chẳng hạn như là cầu môn, bóng bàn rồi xà kép, xà đơn rất là nhiều. Thì trong chương trình mình thì Vâng. có chỉ có mấy bộ sách thôi, thì thầy có thể là hướng dẫn thêm cho bản thân em cũng như là quý thầy cô khác để sử dụng cái dụng cụ này nó hiệu quả thầy. Ý thầy là ngoài những cái môn thể thao mà đã viết thành sách đúng không ạ? Còn Dạ có đúng. dụng cụ cho các môn thể thao khác đúng không ạ? Dạ cấp về rất là nhiều dụng cụ, trong đó bóng bàn cũng Vâng. có, rồi những Vâng. cái nội dung mà nó không có trong cái bộ sách của mình. Thì vậy thì em xin hỏi là Vâng. có cái hướng dẫn nào để mình sử dụng các cái dụng cụ đó cho nó hiệu quả? Vâng, thực Thầy ra có thì thể báo cáo thầy như vâng, báo cáo thầy như này, cái nội dung chi tiết để thực hiện các cái nội dung ngoài các phần mà chúng tôi đã biên soạn thì thứ nhất là chúng tôi cũng không không có ý kiến gì được, bởi vì là chúng tôi cũng không biên soạn nên không nắm được nội dung và hướng dẫn của thầy cô. Thực tế thì trong cái hướng dẫn của chương trình thì có nói là lựa chọn các cái môn thể thao, tức là cái phần lựa chọn môn thể thao để phù hợp với điều kiện địa phương nhà trường ấy, và list ra một loạt tất cả các danh mục các cái môn học, các môn thể thao mà hiện nay chúng ta biết là cả các cái bộ sách, ba bộ sách, hai bộ sách đều tổng hợp lại mới chỉ có viết cho 5 môn. Như vậy là nó chưa đủ đúng không ạ? Chưa đủ và thiếu rất nhiều. Chúng ta có phải vài chục môn thể thao khác nhau mà chưa nói đến là các cái môn thể thao gọi là dân tộc, các môn thể thao gọi là ở địa phương. Đấy, thế thì thực tế mà nói thì cái việc mà cung cấp cái cơ sở vật chất ấy, thực tế thì chúng tôi cũng chưa hiểu là chúng ta cung cấp thì nó căn cứ vào cái gì. Nếu như mà áp dụng sử dụng theo cái chương trình mới và áp dụng với những cái cuốn những nội dung mà đã được thẩm định, chúng ta biết là sách khi được đưa vào giảng dạy thì đã phải qua thẩm định như bộ sách của Cánh Diều hay bộ sách của các cái đơn vị khác, chúng ta thấy là gì phải trải qua rất nhiều các vòng thẩm định khác nhau mới có một cái quyết định cho phép đưa vào thực tế. Thế thì với những cái nội dung ngoài nội dung đó thì hiện nay chúng tôi cũng không có cái văn bản nào hướng dẫn cho cái việc là các thầy cô sẽ triển khai thực hiện như vậy. Đấy, thì cũng xin trao đổi chia sẻ với thầy như vậy. Thế còn nếu như mà chúng ta có điều kiện cơ sở vật chất thì tùy thuộc vào cái yêu cầu của nhà trường thôi, chúng ta lựa chọn làm sao mà tổ chức được. Thế thì chúng tôi không không có ý kiến, không có văn bản nào hướng dẫn là chúng ta sử dụng các cái nội dung ngoài các cái phần sách mà chúng ta đã được thẩm định, hội đồng quốc gia thẩm định và đưa vào sử dụng. Vâng, mời thầy sư ạ. Dạ em đã nghe rõ, nhưng mà nếu nói như vậy thì các cái dụng cụ mà cấp về thì coi như là mình bỏ mình lãng phí, và không phải một đơn vị trường mà rất là nhiều đơn vị trường trên cả nước. Rồi phát như vậy thì nó sẽ lãng phí của cơ sở vật chất, của tài sản này kia cũng như là tiền tài này của nhà nước rất là nhiều. Em cũng mong là ở trên Vâng. bộ dục tạo mình nắm được cái tình hình này, và đặc biệt đó là các dụng cụ mà cấp về là nó không có đạt chất lượng. Cụ thể em nói cụ thể như trái bóng Vâng. bàn thì thường thường mình mua trái Ừ. bóng bàn mà lấy năm sau mình chơi nó còn hỏng, mà lần này cái bóng bàn về nó rất là Vâng. tệ, chỉ cần đánh chừng hai cái là nó xì mất rồi. Hoặc là cái xà kép đi, Vâng. cái xà kép đó thì nó có cái độ tăng đưa rộng rộng hẹp cho cái dây, đằng này là nó không có cái độ tăng đưa rộng hẹp, nó nói chung là không thể sử dụng được.
Đó, thì em cũng ý Vâng. kiến để có thầy cô nào ở bộ dục đào tạo nghe được để mình đảm bảo làm sao những cái vật dụng mà mình cấp về á, là sử dụng mà trưng dụng nó hết để cho nó hiệu quả, nó không có Đúng lãng rồi. phí của Vâng. cái tiền bạc của nhà nước. Em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn thầy sự. Thì đấy thì như tôi trao đổi, thực tế thì như này, thứ nhất về chất lượng thì tôi cũng không dám bàn về cái vấn đề đó. Thứ hai là như tôi trao đổi là việc cung cấp cơ sở vật chất nó cũng phải bám vào những cái hoạt động chính thức, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta tổ chức cho các trường lựa chọn các cái môn thể thao khác nhau, lựa chọn môn thể thao nào và có đủ điều kiện vật chất, chưa thiếu điều kiện vật chất để thực hiện cái môn đó, thì chúng ta nên cung cấp. Đấy, về lý thuyết là chúng ta nên cung cấp những cái nội dung mà chúng ta sẽ chọn để giảng dạy thì nó sẽ phù hợp hơn. Thế còn với cái trang thiết bị mà hiện nay như thầy nói là tôi không đánh giá về vấn đề chất lượng nhé, mà nếu như đánh giá là nếu chúng ta có thêm các cái cơ sở vật chất khác ngoài những nội dung học thì chúng ta có thể tính toán đến việc là cho học sinh tập luyện thêm các nội dung đó ngoài giờ, rồi có thể tổ chức cho học sinh tập luyện ngoài giờ. Ví dụ như bóng bàn là một cái môn mà các thầy cô yêu các bạn học sinh yêu thích chẳng hạn, thì chúng ta có thể có thêm các cái nội dung để chúng ta hỗ trợ trong quá trình chúng ta học ngoại khóa, ví dụ tổ chức thành các câu lạc bộ chẳng hạn để các em có thêm cái thời gian học thêm. Hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng góc độ này, theo theo quan điểm tôi cũng không phải là quy định nào cả, chúng ta có thể sử dụng một số môn thể thao khác khi chúng ta học một cái môn thể thao này, ví dụ học bóng rổ, học bóng bóng đá, chúng ta có thể sử dụng thêm một số cái môn thể thao khác để làm trò chơi vận động hoặc là những cái nội dung vận động khác trong cái một cái giờ học chính khóa của cái môn thể thao này. Đấy, ví dụ tôi có thể dùng bóng đá để tôi một cái trò chơi trong bóng đá để tôi học bóng rổ cũng không sao cả, bởi vì trong trong giờ đấy tôi muốn phát triển một tố chất này nhưng tôi không muốn dùng bóng rổ nữa, tôi thay đổi đi, tôi dùng quả bóng đá. Cũng như vậy thì với của thầy có thể dùng bóng bàn, thầy có thể dùng bóng bàn để làm tạo trò chơi để phát triển cái khả năng khéo léo. Tất nhiên là chúng ta sẽ lựa chọn những nội dung mà nó đơn giản thôi và nó như một cái phần nhỏ ở trong một cái giáo án giảng dạy đối với cái môn thể thao tự chọn mà chúng ta đang đang giảng dạy. Thì đấy là cái cách mà theo theo quan Mà điểm đi tôi xin đi thôi, học à? để cho cái gọi là cơ sở vật chất nó bị lãng phí và nó không được sử dụng, để lâu thì nó cũng sẽ hỏng thôi. Đấy, vâng, cảm ơn thầy. À vâng, đấy tôi thấy có một thầy ở trong nhóm này cũng thầy Huỳnh Tấn Phát thì cũng nói là mình có thể sử dụng để hoạt động ngoại Ô sao khóa chúng rồi, ta được kia anh rất rất nghỉ. hoàn toàn. Vâng, cảm ơn thầy sự. À, các thầy cô còn ý kiến gì không ạ? Thời gian thì chúng ta đến 5 giờ, tuy nhiên các thầy cô nếu còn ý kiến chúng tôi có thể sẵn sàng trao đổi và chia sẻ cùng thầy cô. Vâng, xin hỏi thầy cô còn ý kiến gì thêm không? Và nếu mà các thầy cô không có ý kiến gì thêm thì chúng tôi cũng luôn luôn sẵn sàng. Này nó biết gì mà hỏi Vâng, thầy cô nhắc là hết giờ rồi. nó. Chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ cùng thầy cô hoặc hỗ trợ thầy cô trong toàn bộ cái quá trình mà các thầy cô giảng dạy, cũng như là tổ chức thực hiện những Ok. nội dung theo chương trình. Thế thì ở đây chúng tôi có để cái số điện Ở thoại cũng tỉnh như là email đồ chung các của dụng tập cụ thể đây tác cũng lên giả sở nó phát Mỹ hồi Diệu. qua đắt Đấy, lắm. mời các thầy cô mà nếu có yêu cầu hay là có câu hỏi gì các thầy cô có thể gửi vào cái email này, chúng tôi sẽ tổng hợp và trả lời hoặc là hỗ trợ các thầy cô nhanh nhất có thể. Đấy, và một lần nữa thì nếu các thầy cô không có ý kiến gì thêm thì xin trân trọng cảm ơn các thầy cô. Chúc các thầy cô và gia đình mạnh khỏe, và chúc các thầy cô và gia đình một năm mới mạnh khỏe hạnh phúc. Chúc thầy cô sẽ có một cái năm học với sách mới lớp 12 thành công và hiệu quả. Vâng. Xin cảm ơn và xin kính chào các thầy cô. Vâng, em chào thầy. Vâng, cảm ơn, chào cô.